Chương 1511 tốc độ của hoàng sắc cự quy cực nhanh, tại biển cát màu vàng rất nhanh tiến lên, cuối cùng là hóa thành một đạo hắc điểm, biến mất ở trên biển cát màu vàng. Ngũ Long Hải vực, Thanh Liên đảo. Vương Anh Kiệt đang đứng trước 30 mẫu linh điền, trong linh điền dâng lên hai đống cát, hai đốn cát di chuyển rất nhanh, trái trùng phải đụng. Một lát sau, hai đống cát dừng lại, chui ra. Đúng vậy là Kim Lân Khâu hai đầu. Vương Anh Kiệt bấm niệm pháp quyết, trong hư không toát ra một thủy khí nhẹ nhẹ, chợt hóa thành một lam sắc vân đoàn lớn hơn 10 trượng. Mưa đến, cùng với tiếng hô của Vương Anh Kiệt, một giọt mưa lớn bằng hạt đậu từ bên trong lam sắc vân đoàn bay ra, rơi vào linh điền, mang đến cho linh điền một cỗ cảm giác mát mẻ. Lam sắc vân đoàn không ngừng di động, mưa đều đều rơi xuống mỗi khối linh thổ. Không quá bao lâu, một gốc cây màu xanh từ dưới đất chui lên, một cảnh tượng sinh cơ bùng bùng. Một gã người nam áo vàng tầm 40 tuổi đứng ở một bên, vẻ mặt ý cười, thần sắc hắn có chút tiểu tụy. Anh Kiệt đều là ngươi gieo trồng là thanh hảo thủ. Ngươi được lắm đấy, nếu như là ta, cũng không thuần thục như vậy. Người nam áo vàng giọng điệu thân thiện. Thập thất bá nói đùa, chất nhi chỉ là học một ít bản lãnh thô thiển, trộn lẫn phần cơm ăn mà thôi, sao mà so được với thập thất bá. Vương Anh Kiệt khiêm tốn nói, hắn vốn lệ thuộc vào đội săn yêu, nhưng sau khi đại chiến, số lượng yêu thú giảm hơn phân nửa, ra ngoài một năm rưỡi cũng không có thu hoạch gì. Gia tộc đạt được một mảng lớn địa bàn, hoang vắng, cắt giảm nhân thủ đội săn yêu, gia tăng số lượng linh thực phu. Vương Anh Kiệt quay trở về vốn ban đầu. Người nam áo vàng là Vương Hiển Nhạc, hắn là ngũ linh căn, nhưng phụ thân hắn là trúc cơ tu sĩ, hắn so với Vương Anh Kiệt rất dễ chịu. Vương Hiển Nhạc có một vợ bảy thiếp, danh nghĩa có 30 mẫu linh điều và một cái hồ nước. Cuộc sống nhàn nhã, vui chơi giải trí. Chuyện quan trọng nhất là sinh con, dù sao sinh hạ là gia tộc dưỡng, khôn cần hắn quan tâm. Vương Anh Kiệt khinh thường Vương Hiển Nhạc là người hết ăn lại nằm. Nhưng vì kiếm linh thạch, hắn vẫn là giúp đối phương chiếu kháng linh điền. Vương Hiển Nhạc nghe xong lời này, mười phần hưởng thụ, lấy ra 10 khối linh thạch đưa cho Vương Anh Kiệt nói, trong khoảng thời gian này ngươi vất vả rồi, đây là thù lao của ngươi. Tuổi ngươi không nhỏ, vẫn là sớm thành ra lập nghiệp một chút đi. Thập thất bá có thể giúp ngươi. Tư chất chúng ta ở đó, không có khả năng trúc cơ, nhận mệnh đi. Cưới mấy vị thiếu nữ xinh đẹp, hưởng lạc cho tốt, chúng ta coi như là vì gia tộc cống hiến. Chất nhi không muốn nhận lệnh, vẫn nghĩ là liều mạng. Vương Anh Kiệt uyển chuyển cự tuyệt, nhận lấy linh thạch rồi rời khỏi. Ai, không nghe lời lão nhân nói, chờ chịu thiệt đi. Ngũ linh căn có thế trúc cơ thì trong tộc, cũng sẽ không có nhiều ngũ linh căn tu sĩ, không biết bản thân. Vương Hiển Nhạc lắc đầu thở dài nói. Một trận thanh âm trầm đục từ trên người vang lên, Vương Hiển Nhạc lấy ra một thanh sắc ngọc bàn lớn bằng bàn tay ra. Mặt ngoài thanh sắc ngọc bàn có khắc một đóa thanh sắc liên hóa, hắn đánh vào ngọc bàn một đạo pháp quyết, một đạo thanh âm của một cô gái vang lên, "Phu quân, cơm đã xong rồi, nhị muội, tam muội, tứ muội, ngũ muội, lục muội, thất mũi đều đến đông đủ, đều chờ trang, nếu món gì đó chàng thích nhất." Vương Hiển Nhạc hai chân run lên cười khổ nói, "Phu nhân, ta hôm nay có chút việc, các nàng dùng đi. Vi phu hôm nay khả năng không quay về." Không cày xấu ruộng, chỉ có mệt chết trâu. Một vợ bảy thiếp, hàng đêm yêu cầu, hắn có chút hư cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian thứ vụ điên, lượng lớn tu sĩ ra ra vào vào, hơn 10 người chấp sự đang theo đuổi nhiệm vụ Vương Anh Kiệt, đứng ở trước mặt một lão giả áo bò xanh, thần sắc cung kính. Anh Kiệt, ngươi thật sự muốn chọn lựa, động phủ ở huyền nguyệt đảo sao? Vâng, thỉnh thập thất thúc công thành toàn. Vương gia hiện tại hoang vang, mỗi một vị tộc nhân đạt được linh điền cũng không thiếu, tu vi càng cao, tư chất càng tốt, đạt được càng lớn diện tích linh điền. Nhưng Vương Anh Kiệt là luyện khí tầng 7, Tư chất không tốt, tu vi không cao, diện tích linh điền tự nhiên không lớn. Trừ bỏ Thanh Liên đảo, vương gia còn khống chế được không ít đảo nhỏ. Vì để cổ vũ tộc nhân đóng giữ hòn đảo, tu sĩ đóng giữ hòn đảo nhỏ có thể có nhiều linh điền hơn. Đương nhiên không phải là vĩnh cửu có được, hết nhiệm kỳ, gia tộc sẽ thu hồi. Vương Anh Kiệt ở lại Thanh Liên đảo, có thể có được 30 mẫu linh điền, nếu là đóng giữ ở trên tiểu đảo hẻo lánh, có thể có được hơn 50 mẫu linh điền. Hắn chọn Huyền Nguyệt Đảo có thượng phẩm linh mạch bậc 2, khoảng cách với Thanh Liên Đảo mấy chục vạn dặm, tương đương với vương gia với địa bàn bên cạnh. Huyền Nguyệt Đảo có mấy vạn phàm nhân, linh điền hơn 100 mẫu, cần một vị luyện khí tu sĩ đóng ở, chủ yếu là bảo hộ phàm nhân. Thanh Liên Đảo, Kim Liên Đảo và các đảo nhỏ khác cũng đều cần tu sĩ đóng ở. Vương gia thật sự không thể phái ra càng nhiều tu sĩ đóng ở, cũng may ở Huyền Nguyệt Đảo không có tài nguyên tu tiên gì quan trọng. Nếu là đóng ở Huyền Nguyệt Đảo Vương Anh Kiệt có thể có được 60 mẫu linh điền, toàn bộ gieo trồng đều thuộc về sở hữu của hắn. Còn lại mấy chục mẫu linh điền, gieo trồng gì đó toàn bộ thuộc sở hữu gia tộc. Hắn đóng giữ ở Huyền Nguyệt đảo, một người chiếu cố hơn 100 mẫu linh điền. Đóng ở đảo nhỏ lấy một phần điểm công đức, chiếu khán linh điều có được một bút điểm công đức, còn có 60 mẫu linh điền. Nhiệm vụ này quả thực là vì hắn mà tạo ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Được rồi, đây là lệnh bài huyền nguyệt đảo bên cạnh địa bàn lục gia nếu là gặp chuyện không giải quyết được ngươi có thể hướng hiền ương ở tử liên đảo xin giúp đỡ không được tự tiện hành động lão già áo bào xanh lấy ra một thanh sắc lệnh bào trên mặt có khắc hai chữ huyền nguyệt đưa cho vương anh kiệt vương anh kiệt đáp ứng xuống rồi thu hồi lệnh bài rời khỏi gia tộc trực tiếp không chế đảo nhỏ xây chuyện tống trận vương anh kiệt là chấp hành nhiệm vụ có thể sử dụng miễn phí sau khi hắn chuyện tống vài chục lần đã đến tử liên đảo tử liên đảo có thượng phẩm linh mạch bậc hai quản lấy 35 hòn đảo nhỏ, Huyền Nguyệt đảo chỉ là một trong số đó. Tử Liên đảo có 22 người tu tiên, hai trúc cơ tu sĩ, 20 luyện khí tu sĩ, Vương Hiển Ưởng là người phụ trách. Anh Kiệt, Huyền Nguyệt đảo không có tài nguyên tu tiên gì, gia tộc không có chuyện tống trận. Người nếu gặp phải nguy hiểm, hay là dùng trương thủy độn phủ chạy trốn. Cách Huyền Nguyệt đảo phía đông 500 dặm, chính là địa bà khống chế của Lục gia. Tuy nói Lục gia không có khả năng sẽ gây sự, người nên chú ý nhiều một chút, chúng ta không gây chuyện, cũng không sợ sự. Vương Hiển Ương lấy ra một tấm lam sắc thú bì dài một thước đưa cho Vương Anh Kiệt. Vâng, thập ngũ bá. Vương Anh Kiệt đáp ứng xuống, thu hồi phủ triện, ngự khí rồi rời khỏi. Vạn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng, chứa hương vị gió biển thổi đến. Vương Anh Kiệt có chút hưng phấn, một mình tọa chấn một đảo nhỏ, là lần đầu của hắn. Bảy ngày sau, Vương Anh Kiệt tới nơi. Ngoại hình hòn đảo rất giống trăng rằm, trung tâm đảo nhỏ là một khối bình nguyên, có một thôn chấn, cư trú mấy vạn phàm nhân ở phía đông có một ngọn núi cao hơn trăm trượng, linh mạch dài năm dặm, trách không được các tu sĩ khác không muốn tới nơi đây. Vương Anh Kiệt thấy trưởng trấn, xuất lệnh bài ra xem một chút. Ở lại chỗ này, trở thành tiên sư duy nhất trên đảo. Kim Liên Đảo, vương gia thành lập phường thị trên đảo nhỏ, phường thị đã muốn hoàn thành. Kim Liên Đảo dài 1.350 dặm, rộng 900 dặm, trên đảo có một đại thành rực rỡ ánh vàng, tường thành dài 960 dặm, rộng 700 dặm. Phía trên cửa thành để lộ một khối bảng hiệu ngân quang lập lòe mặt trên viết ba chữ kim liên thành màu vàng thật to. Trung tâm kim liên thành có một thanh sắc cự tháp cao hơn 100 trượng, trên thân thấp có khắc hai chữ thanh liên, linh quang lập lòe, mười phần thấy được. Bốn phía thanh liên tháp có chín tòa kiến trúc khí thế rộng rãi. Trên đỉnh tầng của thanh liên tháp, Uông như Yên đang chiêu đãi hơn 10 người nguyên anh tu sĩ, nghiễm đông nhân cũng ở đó. Kiến trúc kim liên thành phân bố cửu cung bắt quái, tổng cộng có 300 gian cửa hàng, xuất ra 1.000 gian cửa hàng cùng thế lực khác trao đổi cửa hàng cường hóa hợp tác quan hệ. Còn có 7.300 gian cửa hàng, cửa hàng lớn nhỏ không đồng nhất, tiền thuê cũng không giống nhau, vị trí tốt nhất thanh liên tháp. 100 gian cửa hàng do vương gia quản, còn lại 7.200 gian cửa hàng cho bên ngoài thuê. Tiền thuê thấp nhất của cửa hàng hàng năm là 500 khối linh thạch, dài rộng không đến 3 trượng. Tiền thuê quý nhất cửa hàng hàng năm một vạn khối linh thạch. Chỉ là thu thuê, hàng năm vương gia đều có thể thu được mấy trăm vạn linh thạch đương nhiên trước mắt chỉ còn non nửa cửa hàng là đưa ra bên ngoài thuê dù sao cũng là mới thành lập phường thị dòng người không phải đặc biệt nhiều bái chú thương gia cũng không nhiều vì để hấp dẫn nhiều thương gia nhập chú và người tu tiên đến kim liên phường thị mua tài nguyên tu tiên uông như yên và mấy chục thế lực hiệp đàm liên hợp tổ chức đấu giá hội nơi thế lực này phát ra thực phức tạp có tán tu liên minh có tu tiên môn phái cũng có gia tộc tu tiên vương gia muốn hỗ trợ bọn họ tự nhiên muốn đưa ra một bộ phận lợi ích thế lực khác cũng muốn cho ra một phần lợi ích. Hợp tác là song thắng, đơn thuốc dân gian doanh thu không cách nào hợp tác. Đa tạ các vị đạo hữu đã cho vương gia chúng ta mặt mũi. Đấu giá hội chuẩn bị không sai biệt lắm. Ba ngày sau sẽ tổ chức đấu giá hội. Trước lúc tổ chức đấu giá hội, thiếp thân là chủ nhà, tính đêm mai sẽ tổ chức một giao hoán hội, mong rằng các vị đạo hữu mời các vị đạo hữu khác tham gia. Chúng ta phụng mệnh tập kích hậu phượng dị tộc, chiếm được một ít thứ tốt, tuyệt đối không thể để cho các vị đạo hữu thất vọng uông như yên khách khi nói một cái phường thị muốn phồn vinh hẳn lên phải cần đúng giờ tổ chức đấu giá hội xuất hiện tài nguyên tu tiên quý hiếm thì mới có thể hấp dẫn lượng lớn người tu tiên đến tổ chức giao hoán hội đã có thể thể hiện ra được tài lực của vương gia lại có thể trao đổi được đồ dùng gì đó cớ sao mà không làm uông phu nhân yên tâm chúng ta nhất định mời một ít đạo hữu nhưng uông phu nhân có triển lãm một hai món gì không để cho chúng ta khai mở mắt giới một người nam áo bào đen để dâu dê thành khẩn hỏi Uông Như Yên cười gật đầu, bàn tay vừa lật thì bạch quang chợt lóe, một khối bạch sắc linh mộc dài hai thước xuất hiện trên tay nàng. Bạch sắc linh mộc vừa xuất hiện, nhiệt độ bên trong phòng đột nhiên giảm xuống. Đây là tuyết mộc 2000 năm, dùng để luyện chế pháp bảo thuộc tính băng là thích hợp nhất, còn những vật khác, thiếp thân không triển lãm, đến đêm mai sẽ biết. Tuyết mộc 2000 năm. Tại hạ có một vị bạn tốt tu luyện công pháp thuộc tính băng, tại hạ nhất định sẽ mời hắn tham gia, những người khác đều đáp ứng xuống, đối với bọn họ mà nói chỉ là mấy câu chuyện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, chúng tu sĩ lục tục rời khỏi, chỉ còn lại Uông Như Yên và Nghiễm Đông Nhân. Sư phụ, lúc này đây không ít nguyên anh tu sĩ đến. Phương diện phòng ngự còn tỉnh ngài chú ý nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên gia tộc bọn ta tổ chức đại hình đấu giá hội, không thể có sơ suất. Uông Như Yên thành khẩn nói, sắc mặt ngưng trọng lúc này đây là tổ chức đại hình đấu giá hội, chỉ là có hơn 20 nguyên anh tu sĩ, Uông Như Yên cảm giác áp lực rất lớn, không dám sơ ý, yên tâm đi. Lão Phu biết phải làm sao. Ai dám quấy rối, Lão Phu tuyệt đối không khách khí với bọn họ. Nghiễm đông nhân thực sản khói đáp ứng xuống, hiện tại hắn và vương gia là chung một con thuyền. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Tính toán thời gian, phu quân hẳn là cũng đến Âu Dương gia, chờ hắn trở về, phường thị khẳng định sẽ càng có thêm nhiều thương hội nhập trú. Vương Trường Sinh cũng không phải là đơn giản đi mừng thọ như vậy, hắn cần cùng thế lực khác nói chuyện hợp tác, mời thế lực khác nhập chú Kim Liên Phường Thị. Nếu thế lực lớn đều nhập chú Kim Liên Phường Thị, thương hộ khác khẳng định sẽ đi theo nhập chú. Thanh Liên Lâu, Vương ra mở trà lâu. Cả tòa Thanh Liên Lâu đều được bảo vệ, chỉ có Kim Đan Tu Sĩ mới có thể ra vào. Tầng 5, hơn 40 Kim Đan Tu Sĩ tụ tập cùng nhau, trao đổi luyện khí tâm đắc. Vương Thanh Thiến và Vương Thanh Kỳ đều ở đây trận tụ hội này là do vương thanh thiến khởi xướng là nhi nữ của thanh liên tiên lữ vẫn là cho nàng mấy phần tình mọn vương thu minh và vương thanh thuân ở lại thanh liên đảo tu vi bọn họ thấp hẳn là an tâm tu luyện vương thanh thiến am hiểu luyện khí vương thanh kỳ am hiểu luyện đan đương nhiên cùng tu tiên đại phái tỉ mỉ bồi dưỡng luyện khí sư và luyện đan sư hẳn lên bọn họ vẫn là có chút tranh lệch tài lữ pháp địa xếp ở vị trí thứ hai không thể bỏ qua mượn dùng tên tuổi thanh liên tiên lữ bọn họ mời hơn 10 vị kim đan tu sĩ thêm sẽ giao hoán hội, trao đổi cho nhau tâm đắc, được lợi rất nhiều. Nếu không có đạo hữu khác cần bổ sung mà nói, chúng ta tiến vào khâu thứ hai, lấy vật đổi vật, bằng nhãn lực cá nhân. Nếu là nhìn không nhầm, thiếp thân cũng không chịu trách nhiệm. Thiếp thân là người phụ trách, bắt đầu giao hoán hội. Những đồ vật này đổi có giá trị ngang nhau. Vương Thanh Thiến nói xong, lấy ra một chục cuốn tài liệu, có luyện đan tài liệu, luyện khí tài liệu, pháp bảo sơ hình, pháp bảo, trận kỳ, vân vân nàng là nhi nữ của vương trường sinh và uông như yên trên người tự nhiên có không ít bao nhiêu vị kim đan tu sĩ tiếng lên cùng nàng trao đổi vương phu nhân nghe nói ngươi đối với khôi lỗi chi thuật có hứng thú khối khôi lỗi thù bậc ba này không trọn vẹn đổi với món phòng ngự pháp bảo của ngươi như thế nào một người nam trung niên mặc lam bào màu lam đi lên phía trước lấy ra một cái thanh sắc ngọc hạp truyền âm nói một món khôi lỗi thú bậc ba không trọn vẹn tự nhiên sẽ không thể đổi lấy một món phòng ngự pháp bảo nhưng vương thanh thiến vẫn là mở ra ngọc hạp nhìn kỹ thì thấy bên trong là một bàn tay lớn của thanh sắc cự giải, càng phải không cánh mà bay, chân cua cũng còn mấy cái, trong ngọc hạp còn có một khối hắc sắc tinh thạch lớn bằng trứng chim. Đây cũng không phải là khôi lỗi thủ bậc ba, mà là cổ khôi lỗi thú. Dùng hồn tinh mới có thể sử dụng, uy lực không thể so sánh với khôi lỗi thú bậc ba trên thị trường. Hồn tinh Vương Thanh Thiến và Tử Nguyệt Tiên Tử có học tập qua chế khôi thuật, nàng cũng xem xét qua không ít điển tịch khôi lỗi thuật. Cổ tu sĩ đem hồn tinh làm năng, lượng phát ra cho khối lỗi thú, ở thời thượng cổ rất thịnh hành. Thời kỳ thượng cổ, tài nguyên tu tiên phong phú, chủng loại yêu thú đa dạng, có một loại gọi là hồn thú yêu thú. Hồn thú khi trưởng thành sẽ bài tiết ra một loại luyện khí tài liệu hồn tinh. Nhưng sau vào lần đại kiếp nạn, số lượng hồn thú ngày càng ít đi, số lượng hồn tinh tự nhiên cũng càng ít đi. Tu tiên giới dần dần dùng linh thạch thay thế hồn tinh. Vương Thanh Thiến cẩn thận kiểm tra một chút, sau khi xác nhận không có vấn đề mới đáp ứng xuống vương ra lấy khôi lỗi thú lập tộc khối cổ khôi lỗi thú này nghiên cứu giá trị có vẻ cao cố gắng nghiên cứu ra thêm cái gì đấy vương thanh thiến trao đổi xong tọa ngồi nguyên vị kim đan tu sĩ khác lục tục đi lên trao đổi tu sĩ này đến từ các hải vực khác nhau lấy ra đủ loại đồ vật có không ít đồ vật vương thanh thiến và vương thanh kỳ chưa hề nghe nói qua thời gian sau một chén trà nhỏ vương thanh kỳ đi lên phía trước lấy ra một chục món đồ vật nói đồ vật này đổi giá trị ngang nhau kim đan kỳ phủ binh chỉ có thể đổi được đan phương bậc 3 Vương Thanh Kỳ ở gia tộc luyện đan nhiều năm, nhưng Uông Như Yên vẫn cho hắn một tấm kim đan kỳ phù binh. Vương Thanh Kỳ lấy đến giao hoán hội để có thể đổi đan phương bậc 3. Trên tay vương gia có không ít đan phương bậc 3, có thể sử dụng đan phương bậc 3 cũng không nhiều. Trấn Hải Tông Di chỉ có đan phương bậc 3. Có một chút tài liệu đều không thể hồi môn. Dù sao tu tiên giới đang không ngừng tiến bộ, Trấn Hải Tông đã bị diệt hơn một 000 năm, không có khả năng toàn bộ đan phương của Trấn Hải Tông có thể dùng được. Phù binh không hề thiếu người tu tiên hai mắt sáng ngời, tiến lên trao đổi với Vương Thanh Kỳ. Phù binh chỉ có một tấm, Vương Thanh Kỳ tự nhiên muốn mình trao đổi đan phương. Trải qua một phen cân nhắc, hắn cùng một người nam mặc đạo bào màu lam. Ngoại trừ một khối hồn tinh còn có ba loại đan phương. Thất tinh thanh tâm đan nhưng trăm độc giải. Đương nhiên có thể hạ độc nguyên anh kỳ tu sĩ. Thất tinh thanh tâm cũng không giải được. Tam nguyên thú nguyên đan, để cao tốc độ tiến bậc của yêu thú bậc 3, áp dụng cho yêu thú dưới bậc 4. Vương gia có thể luyện chế tự linh hoàn, giới hạn cho yêu thú dưới bậc ba dùng ngọc hồn dịch. Thời điểm luyện chế thân hóa thân thời, dùng ngọc hồn dịch vẽ loạn ngoài thân, hóa thân thì có thể giảm bớt hóa thêm đối ngoại bài xích của nguyên thần hoặc là nguyên anh. Trao đổi đến ba loại đan phương, Vương Thanh kỳ mi hoa mắt cười, nhìn nhiều lần về phía đạo sĩ áo bào lam. Nếu mà hắn không nhớ lầm thì áo bào đạo sĩ cũng cùng Vương Thanh thiên trao đổi. Thời gian sau một chén trà nhỏ, trao đổi sẽ chấm dứt. Sau khi Vương Thanh thiên nói đơn giản vài câu mọi người lục tục rời khỏi, quay về các gia. Lam đạo hữu dừng bước, thiếp thân có chút việc muốn nói chuyện với ngươi. Vương Thanh Thiến gọi đạo sĩ áo bào Lam lại, đạo sĩ áo bào Lam tự xưng là Lam Hiển Vũ, đạo hào tâm không Lam Hiểu Vũ nhíu mày, nghĩ nghĩ, ở lại. Không quá bao lâu, trên tầng năm chỉ còn lại ba người Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Kỳ và Lam Hiển Vũ. Lam đạo hữu, không biết ngươi có hồn tinh hay không, chúng ta nguyện ý giá thu mua. Vương Thanh Thiến khách khi nói các thế lực đối với tan tu bậc cao đều là mượn sức vì chủ, có thể không đắc tội. Không có rồi, có hai khối, đều đổi với các ngươi rồi. Lam Hiển Vũ lắc lắc đầu, giọng điệu bình tĩnh. Vương Thanh Thiến cho Vương Thanh Kỳ một ánh mắt, Vương Thanh Kỳ gật đầu, bàn tay sờ soạn chữ vật chữ. Lam Hiển Vũ bị dọa cho giật mình, lui về phía sau hai bước, vẻ mặt đầy đề phòng. Vương Thanh Kỳ xả tiếp hai viên chữ vật châu, đưa cho Lam Hiển Vũ rồi nói, Lam Đạo Hữu, trong này có 5 vạn khối linh thạch. Ngày sau có thứ gì tốt, còn mời ngươi suy xét ưu tiên vương gia chúng ta. Chúng ta tuyệt đối sẽ nhượng lại thù lao hài lòng cho ngươi. Năm khối kinh thạch này thái độ của vương gia. Những chuyện tương tự, vương gia vẫn đang làm. Vương gia thu thập tài nguyên tu tiên khả năng không nhờ vào tu sĩ vương gia, tán tu bốn biển là nhà, bọn họ sẽ ngẫu nhiên cho tới thứ tốt. Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam chính là một ví dụ tốt. Lam Hiển Vũ sắc mặt âm tình bất định, do dự một lát, nói một tiếng cảm ơn rồi vội vàng rời khỏi. Tứ ca chúng ta giống như đã dọa đến tâm không đạo trưởng vương thanh thiến khinh cười nói lam hiển vũ hiển nhiên là lo lắng vương ra giết người đoạt bảo vương thanh thiến căn bản không nghĩ tới việc này cái này cũng không thể trách hắn tán tu bốn biển là nhà không có chỗ dựa vào nếu là không cẩn thận mà nói hắn chỉ sợ cũng không có biện pháp nào tiến nào kim đan kỳ bát muội vài ngày nữa là tới ngày tổ chức đấu giá hội ngươi cần phải chuẩn bị thật tốt mới được trận đấu giá hội này quy mô khá lớn không hề thiếu nguyên anh tu sĩ tham gia vương gia tự nhiên sẽ phái kim đan tu sĩ chủ trì. Vương Thanh Thiến quả là chọn không sai người, mấy năm nay nàng cùng các thể lực khác giao tiếp, không giỏi về đối nhân xử thế. Vương Thanh Kỳ một lòng luyện đan, Vương Thanh Thuân kim đan không lâu, Vương Thu Minh một lòng tu luyện, Vương Thanh Sơn đang bế quan, Diệp Hải Đường đối với việc thương nhân không có hứng thú. Ta đã muốn chuẩn bị sẵn sàng, có thể sẽ không có vấn đề. Vương Thanh Thiến cười nói, nàng ở lén luyện tập qua nhiều lần. Trong một tòa sân yên tĩnh, bên trong thạch đình màu xanh một gã lão giả áo bò lam và một đạo cố váy tím khuôn mặt đẹp đẽ ngồi đánh cờ lão giả áo bò tím tên là lục vĩnh khang nguyên anh trung kỳ lục gia có ba vị nguyên anh tu sĩ lục vĩnh khang là tu vi cao nhất đạo cô váy tím gọi là diệp nhu nhi phượng vũ tiên tử hải ngoại ngũ tiên tri nhất nguyên anh trung kỳ diệp tiên tử thanh liên tiên tử thiên cầm tiên tử tổ chức giao hoán hội người muốn đi hay không lục vĩnh khang giọng điệu thân thiện lục gia và vương gia là thân cận bà con xa không bằng láng giềng gần. Đại bản doanh lục gia ở hậu phương lớn. Ngũ Long Hải vực chỉ có thể có một vị nguyên anh tu sĩ đóng quân. Lục Vĩnh Khang chủ trương cùng vương gia hợp tác, giảm bớt áp lực. Nhật Nguyệt Cung và Vạn Kiếm Môn là quan hệ lúc tốt lúc xấu. Lục gia vẫn có đề phòng vương gia. Đại chiến vừa dự, các thế lực đều cần được nghỉ ngơi để lấy lại sức. Trong khoảng một thời gian ngắn không đánh. Trừ phi Vạn Kiếm Môn và Nhật Nguyệt Cung mở miệng, nếu không vương gia và lục gia sẽ đánh hẳn lên. Cùng lắm thì để cho thể lực phục thuộc đấu võ, vương gia và lục gia có thể sẽ không dễ dàng có kết ra tay đại đánh. Nếu đều đến đây, tự nhiên muốn đi. Lục đạo hữu, nếu chúng ta không nhớ nhầm, mà nói thì lục gia các ngươi và vương gia không có giao tình gì. Ngươi tự mình chạy đến kim liên phường thị, ý là như thế nào? Có thể là sẽ không chú ý đánh vương gia. Diệp Du Nhi tựa cười mà cười, trêu chọc nói. Diệp Tiên Tử nói đùa, thiên hạ hy nhương dài vì lợi lao vãng lão phu chỉ là muốn cùng vương gia hợp tác mà thôi. Nhiều bằng hữu, tổng được nhiều địch nhân tốt. Thế lực lục gia chủ yếu ở hậu phương, thế lực ở ngũ long hải vực không mạnh. Lục gia không hy vọng cùng thế lực khác trở mặt, hợp tác cùng với các thế lực khác. Đừng nhìn người đại tông môn lén phân tranh không ngừng. Bọn họ trong lúc đó hợp tác cũng không ít, ngươi trong có ta, ta trong có ngươi. Lục Vĩnh Khang tính cùng với Vương Gia, cùng là mượn dịp này để nhìn xem thái độ của Vương Gia đối với Lục Gia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vương gia nếu là một ngụm từ chối, hẳn là được vạn kiếm môn bày mưu đặt kế. Lục gia tự biết nên như thế nào mà đối đãi với vương gia. Hợp tác. Lục gia các ngươi tâm ghê gớm thật. Vạn nhất ngày nào đó Nhật Nguyệt Cung và vạn kiếm môn có hậu thuẫn, chỉ sợ hai nhà chúng ta lại xung đột trang. Lục Vĩnh Khang không cho là đúng cười nói, đó là chuyện về sau. Dị tộc và nhân tộc chúng ta ngưng chiến, nên làm ăn không nên làm ăn, vậy không nhìn bọn hắn cả đời không qua lại với nhau. Diệp Tiên Tử đến Kim Liên Phường Thị là vì Tiêu Diêu Kiếm Tôn. Lão Phu nhớ không lầm mà nói, đệ tử ký danh của Tiêu Diêu Kiếm Tôn, chính là Vương Thanh Sơn chính là đệ tử Vương Gia. Diệp Nhu Nhi và Tiêu Diêu Kiếm Tôn từng có một đoạn cảm tình sử. Lúc ấy một lần truyền vì giai thoại. Bên ngoài vốn tưởng rằng bọn họ sẽ đi đến với nhau, không biết xảy ra biến cố gì, bọn họ vẫn chưa thể đi cùng nhau. Muốn tìm hắn, ta sẽ đi đông hoang. Ta là nghe nói đến đấu gia hội có xuất hiện thiên nguyệt thần thủy, lúc này đây mới đến kim liên phường thị thuận tiện thuê một ít cửa hàng để cho môn hạ đệ tử đóng quân ở đây thu thập tài nguyên tu tiên diệp nhu nhi tự lập môn phái thành lập một phượng vũ cung có ba vị nguyên anh tu sĩ thực lực không hề nhỏ diệp nhi nhi là cung thủ lục vĩnh khang cười mà không nói thêm gì thời gian một ngày trôi qua rất nhanh buổi tối ngày hôm sau giờ dậu sắc trời ám xuống dưới kim liên phường thị sáng như ban ngày trên ngã tư người đến người đi người phần náo nhiệt thanh liên tháp, đỉnh tầng. Hơn 30 nguyên anh tu sĩ tụ tập ở đây, đều là nguyên anh sơ kỳ, có số ít là nguyên anh trung kỳ, không có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Uông như yên thần sắc như thường, tỏng lòng có chút khẩn trương. Hơn 30 nguyên anh tu sĩ tụ tập đến kim liên đảo có hơi vô lý, liền sẽ xuất hiện đại phiền toái. Cũng may vạn kiếm môn phái nguyên anh tu sĩ tham gia, vương gia mới có chỗ dựa. Hoan nghênh các vị đạo hữu đến tham gia, thiếp thân khởi sướng giao hoán hội quy cũ các vị đạo hữu cũng biết, thiếp thân không nói nhiều. Chúc mọi người có thể trao đổi được vật như ý muốn. Thiếp thân là chủ nhà, bắt đầu từ thiếp thân. Uông Như Yên nói xong, lấy ra mấy chục cái tài liệu, có tài liệu yêu thú bậc 4, gia thú bậc 4, tuyết mộc đã hơn ngàn năm, luyện khí tài liệu vân vân, đều là đồ vật nguyên anh tu sĩ dùng đến. Đồ vật này dùng linh vật thuộc tính thủy trao đổi, luyện chế đỉnh giai phi kiếm tài liệu, tài liệu luyện chế âm luật pháp bảo cũng có thể. Vương Thanh Sơn đã là Kim đan tầng 8, gia tộc đã muốn bắt tay đi tìm Kim đỉnh giai phi kiếm tài liệu, chờ hắn tiến vào Nguyên anh kỳ thì lập tức có thể sử dụng Uông Như Yên, lấy ra thêm không ít thứ, nhưng Nguyên anh tu sĩ ngồi ở đây kiến thức rộng rãi, tu sĩ muốn trao đổi không nhiều lắm. "Uông phu nhân, hai khối hải ly tinh này là luyện chế phi kiếm pháp bảo đỉnh giai tài liệu, đổi ngươi khối 2000 năm tuyết mộc như thế nào?" Một lão giả mặc áo đạo bào màu trắng lấy ra một cái bạch sắc ngọc hạp, đưa cho Uông Như Yên truyền âm nói. Uông Như Yên mở ngọc hạp ra, chỉ thấy bên trong là một khối tinh thạch lớn bằng quả trứng chim sáng tròn suốt, giống như một mỹ ngọc nào đó vậy, sờ lên có chút lạnh lẽo. Thành giao, Uông Như Yên đáp ứng xuống, khối hải ly tinh luyện này nhập pháp bảo phi kiếm bên trong, khẳng định có thể gia tăng uy lực phi kiếm. Uông Phu Nhân, nghe nói đấu giá hội có thiên nguyệt thần thủy, không biết ngươi có thể xuất ra một ít để trao đổi. Chúng ta là ở rất xa kim liên đảo chạy tới đây, ngươi xuất ra một ít đồ vật đổi đi. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải là miễn cưỡng cùng ngươi trao đổi, trao đổi thôi ngươi tình nguyện mới được diệp du nhi mỉm cười nói thiên nguyệt thần thủy là trí độc chi vật thích hợp dùng để luyện đan luyện khí tác dụng nhiều hơn nghĩ đến trên tay vương gia cũng có không ít nhiều thiên nguyệt thần thủy đặt ở đấu giá hội để bán đấu giá nàng vị tất có thể lấy được lấy ra trao đổi nữa mà nói là có thể trao đổi được uông như yên gật đầu cười nói diệp tiên tử nói đúng trong bình xứ này chưa năm cân thiên nguyệt thần thủy trao đổi với vật có giá trị ngang nhau bọn họ ở tuyệt linh hải vực có được không ít thiên nguyệt thần thủy tự nhiên có thể sẽ không xuất toàn bộ để bán ra. Diệp Nhi Nhi Ngọc Thủ vừa lật, bạch quang chợt lóe, một cái hộp gỗ lớn bằng bàn tay xuất hiện ở trên tay, truyền âm nói, quân phu nhân, đây là một viên băng sát điệp yêu đan bậc bốn. băng sát điệp nhưng mà vẫn tiên băng nguyên chỉ có yêu trùng, địa phương khác cũng không có." Băng sát điệp, vẫn tiên băng nguyên. Uông Như Yên trong mắt chợt ngạc nhiên lên. Vẫn tiên băng nguyên là một trong bay đại hung địa nam hải nghiêm khắc mà nói là một cổ lâu đài di tích cổ bị băng tuyết bao phủ. Bởi vì một vài nguyên nhân đặc thù, nơi đó có cấm chế trùng. Đệ nhất tiên tiên Nam Hải Mộ Dung, thế ra phái ra không ít cao thủ lúc trước tới vẫn tiên băng nguyên tầm bảo. Kết quả toàn quân bị diệt. Cũng bởi như vậy nên nguyên khí của Mộ Dung thế ra đại thương, từ từ xuống dốc, cuối cùng là biết mất bên trong sông dài lịch sử. Ngay cả như thế, thì vẫn không hề thiếu tu sĩ bậc cao tiến đến vẫn tiên băng nguyên sông vào một lần có người đạt được di vật cổ tu sĩ, từ nay về sau một bước lên trời, danh chấn một phương. Càng nhiều tu sĩ chết ở vẫn tiên băng nguyên. Vẫn tiên băng nguyên so với thiên hư động thiên còn muốn nguy hiểm hơn. Băng sát điệp đứng hàng thứ 29 trong bản thiên địa kỳ trùng, quần cư hung trùng sinh hoạt bên trong sông băng tuyết. Nếu là ở trong hoàn cảnh bồi dưỡng, thân thông đại giảm, người tiến cấp khó khăn. Người tu tiên chết ở vẫn tiên băng nguyên hơn phân nửa là bị băng sát điệp giết chết, đủ có thể thấy được khủng bế băng sát điệp. Uông Như Yên chăn nuôi hai con bích nhãn hàn tầm, trong đó có một con đã muốn tấn thắng đến hạ phẩm bậc 3, có hai viên băng sát điệp yêu đan, đối với tiên bậc của nó vô cùng hữu ích. Năm cân thiên nguyệt thần thủy quá ít, ít nhất cũng phải 10 cân. Diệp Nhu Nhi có kẻ mặc cả nói, nàng mất đại khí lực mới giết được một con bậc 4 hạ phẩm băng sát điệp. Tình huống của Vẫn Tiên Băng Nguyên có chút đặc thù, yêu thú thuộc tính băng có thể mượn địa hình để ẩn nấp. Ở Vẫn Tiên Băng Nguyên, thần thông của yêu thú hệ băng được nâng lên không nhỏ nếu yêu thú giỏi lợi dụng địa hình và hoàn cảnh ở vẫn tiên băng nguyên người tu tiên cũng khó lòng phòng bị uông như yên đương nhiên sẽ không đáp ứng thiên nguyệt thần thủy là thiên địa sinh dưỡng số lượng bọn họ có trên tay cũng hạn trải qua cò kè mặc cả uông như yên dùng bảy cân thiên nguyệt thần thủy đổi lấy một viên yêu đan bậc bốn băng sát điệp uông như yên trao đổi thành công với bảy tên nguyên anh tu sĩ khác ngoại trừ yêu đan bậc bốn cùng hải ly tinh còn có không ít tài liệu bậc bốn trao đổi xong nàng ngồi trở lại vị trí của mình những tu sĩ khác lục tục đi lên trước để trao đổi. Những nguyên anh tu sĩ này đến từ trời Nam Đất Bắc, ngoại trừ Nam Hải, cũng có nguyên anh tu sĩ từ Đông Hoang và tu tiên giới Trung Nguyên. Bọn họ lấy ra đủ loại tài liệu, thực khiến chỗ Uông Như Yên mở rộng tầm mắt. Gần nửa canh giờ sau, Nghiễm Đông Nhân đi lên phía trước, lấy ra một số tài liệu luyện khí bậc 4, hai mắt híp lại, cười nói, lão phu muốn đổi lấy huyết nhục yêu thú bậc 4, tinh huyết cũng được. Nghiễm Đông Nhân lấy thực nhập đạo, với hắn mà nói tu luyện chính là ngủ và ăn ăn uống uống để cho hắn thất vọng chính là hắn không thể trao đổi thành công cũng không phải nói hắn lấy ra đồ vật làm người khác trướng mắt mà là thứ hắn cần người khác không có hoặc là người khác có nhưng trướng mắt đồ vật nhiễm đông nhân lấy ra tài nguyên tu tiên của nam hải phong phú đồ vật nhiễm đông nhân lấy đặt ở đông Hoàng sẽ có nguyên anh tu sĩ cảm thấy hứng thú nam hải thì không nhất định đặc biệt vừa trải qua một hồi đại chiến nhiều thế lực lớn bị tẩy trừ không biết có bao nhiêu bảo vật tài liệu bị bỏ lại vẻ mặt nhiễm đông nhân thất vọng đặt mông ngồi xuống ghế ghế dựa phát ra tiếng két két trầm đục tựa như có chút không chịu nổi sức nặng của hắn lục vĩnh khang đi lên phía trước lấy ra mấy chục loại tài liệu đều là là tài liệu luyện khí rồi nói trao đổi tài liệu luyện đan thuộc tính hỏa hoặc là đồ vật có giá trị ngang nhau hắn lấy ra đều là tài liệu yêu thú gia thú thú cốt dạng gì cũng có cũng có yêu đan và tài liệu luyện khí bậc bốn ánh mắt uông như yên rừng trên một khối tinh thạch tối đen như mực Nàng đi lên trước, lấy ra một hộp ngọc màu xanh, đưa cho Lục Vĩnh Khang, rồi nói, Lục Đạo Hữu, thiếp thân lấy móng vuốt yêu cầm bậc bốn hạ phẩm đổi với ngươi khối âm hồn tinh này. Âm hồn tinh là một loại tài liệu thuộc tính âm, Diệp Hải Đường tu luyện quỷ đạo công pháp, khối âm hồn tinh này có thể lấy để bày trận, đối với của tu vi của nàng có hữu ích. Thiên phẩm công pháp tuy có uy lực lớn, nhưng cần càng nhiều tài nguyên tu tiên. Diệp Lâm và Vương Trường Nguyệt đều đã mất, Uông Như Yên cùng Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ chiếu cố thật tốt Diệp Hải Đường. Lục Vĩnh Khang mở hộp ngọc ra, chỉ thấy bên trong có hai cái ưng trảo màu xanh, móng vuốt sắc bén vô cùng, có thanh quang thản nhiên lưu chuyển, hắn thực sảng khoái đáp ứng trao đổi. Hội trao đổi này tiếp tục hơn 3 canh giờ nữa, ngoại trừ trao đổi tài nguyên tu tiên, bọn họ còn trao đổi tâm đắc tu luyện. Sau khi hội trao đổi kết thúc, chúng nguyên anh tu sĩ lục tục rời khỏi, ai về nhà nấy, nghỉ ngơi dưỡng sức tham gia hội đấu giá ngày mốt. Lục Vĩnh Khang cùng Diệp Nhu Nhi lưu lại, dường như có việc cần thương thảo sau khi đơn giản khách sáo vài câu lục vĩnh khang đề cập đến chính sự uông phu nhân lục gia chúng ta muốn làm ăn ở kim liên phường thị không biết còn có dư cửa hàng hay không đương nhiên là có lục đạo hữu nếu muốn thuê thiếp thân có thể cho các ngươi một cái giá ưu đãi uông như yên khách khi nói lục gia là phụ thuộc đáng tin của nhật nguyệt cung vương gia không nên quá mức thân cận lục gia nếu không một ngày nhật nguyệt cung cùng vạn kiếm môn nháo lên mâu thuẫn sai sử hai nhà ra tay đánh nhau vương gia và lục gia chỉ có thể nghe lệnh vì một cái lục gia mà làm vạn kiếm môn không thoải mái thì không đáng, có thể hợp tác nhưng không cần quan hệ quá sâu. Lục Vĩnh Khang đương nhiên rõ ràng, gật đầu đáp ứng xuống dưới. Diệp Nhu Nhi cũng muốn mở cửa hàng ở Kim Liên Phường thị, Uông Như Yên thực sảng khoái đáp ứng xuống dưới, đem 20 gian cửa hàng giao cho Diệp Nhu Nhi. Để trao đổi, Phường thị Phượng Vũ cung mở, phải chừa ra 40 gian cửa hàng cấp Vương gia. Uông phu nhân, gia tộc các ngươi có một hậu bối gọi là Vương Thanh Sơn phải không? hắn hiện tại có ở phường thị không bản cung muốn gặp hắn một lần diệp nhu nhi giọng điệu vừa chuyển hỏi về vương thanh sơn thật ngại quá diệp tiên tử thanh sơn không ở phường thị hắn hiện tại có việc quấn thân ngày khác có rảnh chúng ta nhất định sẽ dẫn hắn thượng môn bái phòng uông như yên uyển chuyển cự tuyệt nàng nghe nói qua chuyện tiêu diêu kiếm tôn và diệp nhu nhi diệp nhu nhi cùng tiêu diêu kiếm tôn không có đi đến cùng nhau ai biết nàng có oán hận tiêu diêu kiếm tôn hay không còn nữa, Vương Thanh Sơn hiện tại đang bế quan tu luyện, Uông Như Yên đương nhiên sẽ không quấy rầy Vương Thanh Sơn. Diệp Nhu Nhi có chút thất vọng, cũng không nói gì thêm. Nói chuyện phiếm vài câu, Lục Vĩnh Khang cùng Diệp Nhu Nhi rời khỏi. Trong khoảng thời gian này, có không ít lời đồn đại về đạo hữu của tộc chất Vương Thanh Sơn. Nhưng mà, hắn nếu tiến vào Nguyên Anh kỳ, vương gia các ngươi lại phát triển thêm một tầng lâu." Nghiễm Đông Nhân vẻ mặt hâm mộ nói, "Bách Linh môn ở Nam Hải không có địa bàn." có thể duy trì tu luyện của nghiễm đông nhân đã không tồi rồi. Bách Linh Môn có xuất sắc đệ tử, nhưng nếu so cùng Vương Thanh Sơn vẫn kém xa. Nhớ ngày đó, Vương Gia vẫn là một môn phái cần Bách Linh Môn che chở. Hơn 200 nhiều sau, Vương Gia đã đứng vững gót chân ở Nam Hải, có được địa bàn của mình, xu thế phát triển tốt hơn nhiều so với Bách Linh Môn. Uông Như Yên cười nói, sư phụ nói đùa, Nguyên Anh không phải dễ tiến vào như vậy, hy vọng Thanh Sơn có thể tiến vào Nguyên Anh kỳ đi ta cùng phu quân tương đối xem trọng Thanh Sơn, đứa nhỏ này là một hạt giống tốt. Vương Thanh Sơn đã cống hiến không nhỏ cho gia tộc, còn giúp trợ vương trường sinh cùng uống như yên kết anh. Quan trọng nhất là, lòng chung, thành của hắn đối với gia tộc rất mạnh. Vương trường sinh đối với vương Thanh Sơn so với thân nhi tử còn thân hơn, vương Thanh Thiến còn từng oán giận việc này. Tính toán thời gian, trường sinh cũng đến Âu Dương ra rồi. Hạ Nguyệt chân nhân tổ chức đại thọ 900 tuổi, khẳng định có không ít rượu ngon món ngon, đáng tiếc lão phu không có loại lộc ăn này. Nghiễm đông nhân sờ sờ cái bụng trứng phình, có chút tiếc hận nói. Uông như yên cười mà không nói, nàng càng thêm tò mò, hạ nguyệt chân nhân có chuyện gì quan trọng, lại phải mời các thế lực tham gia đại thọ của hắn. Hy vọng không là chuyện gì phiền toái. Hỏa lân hải vực, sở sĩ có tên gọi này là vì Âu Dương Gia ở tại Hỏa lân đảo. Âu Dương Gia là một trong 10 đại thế gia Nam Hải, có truyền thừa mấy vạn năm, cao thủ trong tộc nhiều như mây, hơn phân nửa hỏa lân hải vực đều là địa bàn của Âu Dương Gia. Hạo Nguyệt chân nhân của Âu Dương Gia tổ chức đại thọ 900 tuổi, mời lượng lớn thế lực tham gia, tân khách tiến đến chúc thọ nhiều vô số kể. Hỏa lân hải vực trở nên náo nhiệt dị thường. Một con tam thủ cự quy với hình thể thật lớn đang di chuyển trên mặt biển, tốc độ đặc biệt nhanh. Ba người vương trường sinh, trương vô trần cùng hạ bân ngồi trên đầu tam thủ nham quy, nhìn ra xa xa. Lúc này đang là hoàng hôn, trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều đem nước biển chiếu rọi thành màu vàng kim sắc. Rốt cuộc cũng đến Hỏa Lân Hải vực, chúng ta chờ ở chỗ này đi. Lân vệ của Âu Dương gia rất nhanh sẽ tới thôi. Hạ Bân chuyển thân, lười biếng xoay thắt lưng, cười nói, không qua bao lâu, hơn 10 điểm đen xuất hiện ở mặt biển thượng, rất nhanh bay về hướng tới bọn họ. Qua đi năm hô hấp, hơn 10 đạo điểm đen dừng ở trước mặt bọn họ. Điểm đen rõ ràng là một con dị thú có tay hổ, thân lân, đuôi rắn, Mỗi một con dị thú tứ chi đều có thủy khí nhè nhẹ bao bọc. Chúng nó đứng trên mặt biển trống rỗng, trên lưng mỗi một dị thú đều ngồi một người tu tiên. Bọn họ đều mặc thâm y màu đỏ, ngực trái trên quần áo có một đồ án kỳ lân màu đỏ, bên trong kỳ lân có thể nhìn thấy hai chữ Âu Dương nhỏ màu vàng, quần áo bọn họ có linh quang lưu chuyển không ngừng, hiển nhiên là pháp y. Cầm đầu là một người nam trung niên có khuôn mặt nho nhã và một thiếu phụ trung niên ngũ quan tú lệ, bọn họ đều có tu vi kim đan tầng 6. Lân Vệ Vương Trường Sinh hai mắt híp lại, ánh mắt nhìn về tu sĩ Âu Dương gia thân cưới dị thú. Hổ lân thú, đây là linh thú đặc trưng của Âu Dương gia. Nghe nói hộ tộc linh thú của Âu Dương gia là một con dị thú có huyết mạch hỏa kỳ lân. Hổ lân thú là một loại linh thú được Âu Dương gia tỉ mỉ bồi dưỡng. Trên có thể phi thiên, dưới có thể ở lục địa bôn tẩu, còn có thể hoạt động ở hải lý, tốc độ khá mau. Mỗi một vị tu sĩ Âu Dương gia sau khi tiến vào Kim Đan kỳ, đều có thể có được một hổ lân thú bậc ba thay thế công cụ đi bộ. So sánh xuống dưới, tu sĩ vương ra sau trúc cơ mới có thể được phát một món phi hành pháp khí. Từ điểm này có thể nhìn ra sự tranh lệch giữa hai gia tộc. Nội tình không phải dựa vào mấy chàng đại chiến là có thể bù đắp, mà cần thời gian dần dần lắng đọng. Lân vệ là tu sĩ Âu Dương gia tỉ nghỉ bồi dưỡng, cũng là chiến lực chủ yếu của Âu Dương gia. Nghe nói lân vệ từ kiếm đường Âu Dương gia chọn lựa đi ra, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ bái kiến hạ tiền bối, trương tiền bối, vương tiền bối. Đám người người nam trung niên chăm miệng một lời nói. Được rồi, nghi thức xã giao liền miễn đi, mau dẫn đường. Hạ bân khoát tay áo, thúc giục nói, chạy chặng đường lâu như vậy, hắn cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi. Vãn bối Âu Dương Minh Vinh, lão tổ tông mấy ngày trước còn hỏi ba vị tiền bối. Bởi vì khách tương đối nhiều, trong tộc mở ra bộ phận cấm chế. Còn thỉnh ba vị tiền bối theo sát vãn bối, nếu xúc động cấm chế, vậy thì rất phiền toái. Người nam trung niên đơn giản giải thích một câu, vỗ hổ lân thú dưới thân. Hổ lân thú lập tức thay đổi phương hướng, dọc theo lộ tuyến khi nãy quay về, tốc độ rất nhanh. Nham Quy Ba đầu phát ra một tiếng tê minh quái dị, sau đó đi theo phía sau. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau một chén trà nhỏ thời gian, bầu trời phía trước biến thành màu đỏ đậm, giống như một đoàn hỏa diễm thật lớn ở trời cao, đem nước biển chiếu dọi thành màu đỏ vương thanh linh đứng ở trên lưng nham quy ba đầu nhìn bầu trời màu đỏ đậm trên mặt lộ ra kinh ngạc bầu trời đương nhiên không phải màu đỏ hiển nhiên là cấm chế nào đó một lát sau phía trước xuất hiện bảy thải cầu vồng kéo dài qua trăm dặm một đội nam nữ trẻ tuổi ở trên cầu vồng không ngừng qua lại mơ hồ còn có thể nghe được thanh bọn họ nói chuyện không qua bao lâu bọn họ đi đến phía dưới bảy thải cầu vồng âu dương minh vinh lấy ra một mặt lệnh bài hình tròn lớn bằng bàn tay Cả vật thể màu đỏ, ngay mặt có khắc bốn chữ to Âu Dương Minh Vinh, mặt trái có khắc một cái đồ án hình kỳ lân. "Giống. Đồ án kỳ lân mặt trái lệnh bài chợt sống dậy, kỳ lân phun ra nhất đạo hồng quang, nhập vào hư không không thấy. Ngay sau đó, hư không tạo nên một trận gợn sóng, một phiến cửa lớn trong suốt màu lam chợt xuất hiện. Trên cửa lớn màu lam có một đồ án kỳ lân như ẩn như hiện, màu lam cửa lớn chậm rãi mở ra, một mảng hải vực rộng lớn khôn cùng xuất hiện trước mặt bọn họ." Vương Trường Sinh hai mắt híp lại, hắn có thể cảm nhận được, phía trước có từng đợt mịt mờ cấm chế dao động. Nham Quy Ba đầu phát ra một tiếng tê minh quái dị, đi theo đám người Âu Dương Minh Vinh đi tới. Đám người Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, sau đó chợt xuất hiện ở một phiến hải vực. Phía trước cách đó không xa có một tòa đảo thật lớn, phía trên đảo nhỏ là đóa đóa mây trắng. Trên đảo là cổ thụ che trời, cao thấp phập phồng, kích thước đồ sộ. Mỗi một thân cây đều cao trăm trượng, cành lá sum xuê thân cây thô to vô cùng, giống như một tòa ngọn núi hùng vĩ. Trung ương đảo nhỏ có một gốc cây cổ thụ màu đỏ cao nghìn trượng, cành lá sum xuê, tán cây thật lớn che cả bầu trời, che khuất non nửa tòa đảo nhỏ. Hỏa lân mộc. Vương Trường Sinh nhìn gốc đại thụ màu đỏ cao nghìn trượng, trên mặt lộ ra nét hâm mộ. Âu Dương gia có một gốc cây hỏa lân thụ sinh trưởng mấy vạn năm. Hỏa lân thụ là một loại linh mộc thuộc tính hỏa tương đối hiếm thấy, tu sĩ hỏa linh căn tu luyện dưới tàng cây, làm ít công nhiều, Hỏa Lân Thụ là mắt trận của đại trận hộ tộc Âu Dương gia, cũng là kiêu ngạo của Âu Dương gia. Không biết khi nào vương gia mới có thể có được một gốc linh mộc hơn vạn năm như vậy. Có vạn năm linh mộc làm mắt trận, uy lực của đại trận hộ tộc khẳng định không nhỏ. Ở chỗ sâu bên trong rừng rậm, có một tòa thành trì thật lớn. Cửa thành đóng kín, trên cửa thành có khắc hai con hỏa kỳ lân trông rất sống động, tường thành dài ngàn dặm, cao trăm trượng. Cửa thành chậm rãi mở ra, một ông lão mặc áo bào đỏ cưỡi một con hổ lân thú thật lớn vọt ra ông lão áo bào đỏ có mặt mũi hiền lành, dáng người có chút mập mạp, làm cho người ta có một loại cảm giác bình dị gần gũi. Ông lão áo bào đỏ ôm quyền hướng ba người hạ bân, cười nói, lão phu Âu Dương Sương Minh, ra mắt ba vị đạo hữu, ba vị đạo hữu một đường vất vả rồi, mời vào bên trong. Vang lên một trận tiếng giống quái dị, mấy chục con hổ lân thú từ trong đại thành vọt ra, chúng nó thành thành thật thật đứng ở bên người Âu Dương Sương Minh. Đám người vương trường sinh cũng không khách khí, đều phi lên trên người hổ lân thú, âu dương sương minh cùng ba người hạ bân song song mà đi đám người vương thanh linh theo ở phía sau vương thanh linh vuốt hổ lân thú dưới thân trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ vương gia hiện tại đã khác xưa rất nhiều phải có linh thú độc môn của mình mới được bằng không rất keo kiệt nàng âm thầm hạ quyết tâm nên vì gia tộc đào tạo một loại độc môn linh thú trong thành phồn hoa dị thường trên ngã tư đường dòng người như nước giống như một tòa phường thị thật lớn vậy sau một chén trà nhỏ thời gian bọn họ xuất hiện ở chân núi của một ngọn núi cao hơn ngàn trượng nhất mảng kiến trúc lớn từ giữa sườn núi lan tràn đến đỉnh núi âu dương sương minh sắp xếp tốt chỗ ở cho đám người vương trường sinh đám người vương trường sinh ở tại một phủ đệ rộng lớn có bảy cái tiểu viện độc lập vương trường sinh ở tại khoảng sân lớn nhất có một hồ nước lớn ba mẫu đám người vương thanh linh cũng phân ra tìm chỗ ở vương đạo hữu có cái gì cần dặn dò một tiếng là được chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của các ngươi đến ngày sinh thần của nhị bá chúng ta sẽ phái người mời các ngươi qua. Các ngươi nếu muốn du ngoạn trên đảo, chúng ta có thể phái người đi cùng. Âu Dương Sương Minh vẻ mặt ôn hòa nói, lúc này thế lực tiến đến trúc thọ có nhiều lắm, nguyên anh tu sĩ nhiều có hơn 30 người, Âu Dương gia đương nhiên sẽ không chậm trễ. Được, nếu có cần, chúng ta sẽ nói. Vương Trường Sinh đáp ứng xuống dưới, tiễn bước Âu Dương Sương Minh, hắn dặn dò vài câu, sau đó trở lại chỗ ở. Cổ tay Vương Trường Sinh run lên, bay ra một đạo lam quang, chính là lân quy tứ chi nó có thủy khí nhẹ nhẹ bao bọc, đứng ở trên mặt nước, hớn hở ở trên mặt hồ đứng dậy. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hồ lô màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết. Một mảng lớn nước trong tử trong đó trào ra, mấy chục con cá chép màu lam dài hơn một trượng sen lẫn trong nước, rơi vào bên trong hồ nước. Lân Quy nhìn thấy cá chép màu lam, trở nên hưng phấn hẳn lên, há mồm phun ra một đạo tia chớp màu lam thô to bằng cánh tay trẻ con, bổ vào trên người một con cá chép màu lam. Hét thảm một tiếng, cá chép màu lam phiêu phù ở trên mặt hồ, thân thể cháy đen một mảng. Lân Quy nhanh chóng vọt qua, há mồm táp tới cá chép màu lam đã chết, kéo xuống một khối máu thịt, nuốt đi xuống. Một con cá chép màu lam rất nhanh đã bị Lân Quy ăn luôn, xương cốt cũng không lưu lại. Lân Quy có được một tia huyết mạch thủy kỳ lân, đồ ăn yêu thích là yêu thú, linh vật thuộc tính thủy. Sức ăn của nó rất lớn, liên tục ăn hai con cá chép màu lam, lúc này mới hài lòng mãn ý. Vương Trường Sinh tâm niệm vừa động, Lân Quy liền vọt lại hướng Vương Trường Sinh. Lân Quy phát ra tiếng hô kính cần nghe theo, tựa như muốn đòi thứ gì vậy. Vương Trường Sinh cưng chiều sờ sờ đầu nó, lấy ra một gốc hoa sen màu lam lớn bằng bàn tay, đút cho Lân Quy. Thanh liên đảo rất lớn, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có được ngàn mẫu linh điền, còn có một hồ nước lớn năm mươi mẫu. Hơn phân nửa dùng để gieo trồng linh dược thuộc tính thủy, dùng để nuôi nấng Lân Quy, non nửa gieo trồng linh dược lâu năm. Lân Quy có tiềm lực rất lớn, so với Ô Tước, Long Khâu tiềm lực còn lớn hơn, khó khăn khi tiến cấp đương nhiên cũng sẽ nhân đôi. Vương Trường Sinh để cho tộc nhân mua linh vật thuộc tính thủy, cũng gieo trồng không ít linh dược thuộc tính thủy, chuyên dùng để nuôi nấng Lân Quy. Vương Trường Sinh ký thác kỳ vọng đối với nó tương đối cao, hy vọng nó có thể nhanh chóng trưởng thành, cho Vương Trường Sinh càng nhiều giúp sức. Lân Quy tựa như cũng chưa đủ, trong miệng phát ra tiếng hô lấy lòng, trông mong nhìn về hướng Vương Trường Sinh bàn tay vương trường sinh vừa lật, trên tay có nhiều hơn một cái bình xứ màu xanh, lấy ra ba khỏa tự linh hoàn, đút cho lân quy. Lân quy ăn luôn ba khỏa tự linh hoàn, hài lòng mãn ý chạy tới hướng xa xa. Nó ở trong sân chạy nhảy không ngừng. Vương trường sinh đột nhiên nhớ tới cái gì, thả ra song đồng thử, song đồng thử đã là bậc ba thượng phẩm, sức ăn càng lúc càng lớn, cũng may nó không kén ăn, không giống lân quy và phệ hồn kim thiền, cấp bậc càng cao, lại càng kén ăn. Song đồng thử chạy đến trên vai vương trường sinh, ngồi xổm trên vai hắn chi trước vạn vẹo không ngừng trong miệng phát ra tiếng kêu chít chít nó ngửi được dược hương lưu lại trong không khí đòi vương trường sinh đồ gì đó để ăn tiểu tử kia chỉ có ngươi tham ăn vương trường sinh cười cười nắm lấy xong đồng thử trong lòng cảm khái ngàn vạn còn nhớ năm đó gia tộc kiêng ăn kiệm dùng hắn bị phụ thân phái đi thế tục bảo hộ phàm nhân thu hoạch lớn nhất chính là có được xong đồng thử tộc nhân chơi từ nhỏ đến lớn đều đã mất chỉ còn xong đồng thử bồi ở bên người vương trường sinh Vương Trường Sinh sờ sờ đầu Song Đồng Thử, thở dài nói: "Nếu tu tiên đều giống như ngươi thì tốt rồi, vô ưu vô lự, vui chơi giải trí, ăn ngủ." Nói hẳn lên, ngươi cũng có điểm giống sư phụ, chính là không béo như hắn. Hắn lấy ra mấy quả linh quả trăm năm, đút cho Song Đồng Thử, sau đó thu hồi nó vào linh thú châu, đi đến lầu các màu lam cách đó không xa. Lân Quy ở trong sân chạy tới chạy lui, đứa nhỏ này không chịu ngồi yên, tương đối hiếu động. Hỏa Lân Phong, một chỗ cấm địa của Âu Dương gia. Đỉnh núi có một tòa cung điện khí thế rộng rãi, trên bảng hiệu rồng bay phượng múa viết ba cái chữ to Hỏa Lân Điện. Trong điện, một người nam trung niên khuôn mặt uy nghiêm cùng một ông lão ga áo bào xanh 60, xuất đầu đang đánh cờ. Người nam trung niên mặc pháp bào màu đỏ, một đôi mắt hổ không giận tự uy. Hạo Nguyệt chân nhân Âu Dương Hồng Thịnh, tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Ông lão áo bào xanh gọi là Hoàng Phủ Duệ, tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Âu Dương Hồng Thịnh cùng Hoàng Phủ Duệ là hảo hữu nhiều năm. Hoàng Phủ đạo hữu thái hạo chân nhân của thanh liên tiên lữ đã đến âu dương gia chúng ta hiện ở tại thính vũ phong âu dương hồng thịnh cười nói ngón tay bắn ra bay ra một quân cờ màu trắng dừng ở trên bàn cờ thái hạo chân nhân đến rồi thêm hai ngày nữa lão phu cũng nên đi bái phòng một chút tiểu bối không hiểu chuyện thái hạo chân nhân đối với hoàng phủ gia chúng ta có chút hiểu lầm mong rằng âu dương đạo hữu hỗ trợ hoàng phủ duệ thành khẩn nói bởi vì hoàng phủ vanh ham cái lợi trước mắt vương thanh linh không gặp hoàng phủ vanh chỉ sợ vương trường sinh cũng có nghe thấy. Chiến tích của thanh liên tiên lữ là thật, bọn họ ít nhất giết 6 gã dị tộc nguyên anh kỳ. Tu tiên giới thực lực vi tôn, Hoàng Phủ Duệ đương nhiên sẽ không trở mặt với hai nguyên anh tu sĩ thần thông quảng đại, hòa khí phát tài. Muốn đạt được mục đích, có rất nhiều loại biện pháp. Đương nhiên, cũng không thể trách Hoàng Phủ Vanh, hắn cũng thật không ngờ vương trường sinh cùng uông như yên có thần thông lớn như vậy. Âu Dương Hồng Thịnh cười cười, ý vị thâm trường nói, lão phu nguyện ý hỗ trợ, nhưng sự kiện nọ Hoàng phủ Đạo Hữu cũng muốn hỗ trợ, sự kiện đó không phải chỉ ảnh hưởng Âu Dương gia chúng ta, mà là toàn bộ tu tiên giới. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt hắn ngưng trọng. Đây là đương nhiên, cho dù Âu Dương Đạo Hữu không hỗ trợ, lão phu cũng sẽ hiệp trợ ngươi giải quyết sự kiện nọ, ai có thể nghĩ đến xảy ra lớn như vậy bại lộ. Hoàng phủ Duệ thực sảng khoái đáp ứng xuống dưới, theo ngôn ngữ của hắn, sự kiện nọ thực nghiêm trọng. Ngũ Long Hải vực, Kim Liên Phường thị, Thanh Liên Tháp, cửa lớn xếp từng hàng dài, bốn vị tu sĩ trúc cơ canh giữ ở lối vào. Hôm nay là ngày hội đấu giá mở, lượng lớn tu sĩ ua vào, thanh niên tháp, tham gia đấu giá. Vương gia đương nhiên không thể tổ chức một hội đấu giá cỡ lớn, vạn kiếm môn đi đầu, mấy chục thế lực tham dự, xuất ra đồ vật tham gia đấu giá, vương gia thu tiền thuê. Để trao đổi, thế lực này ngày sau tổ chức hội đấu giá, vương gia cũng muốn xuất ra đồ vật tham gia, đây là cường hóa hợp tác. Trao đổi hội xuất hiện một ít thứ tốt, nhưng hội đấu giá cũng có không ít thứ tốt. Tầng thứ 7 thanh liên tháp được dùng làm hội đấu giá, tụ tập hơn 1.000 danh người tu tiên, đều là là tu sĩ trúc cơ, kim đan tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ cũng không thiếu. Nguyên anh tu sĩ đều có nhã gian độc lập, kim đan tu sĩ ngồi ở trước mặt. Một gian nhã gian có cửa phòng rộng mở, Uông Như Yên nhìn hội trường huyên náo, trong lòng có chút khẩn trương. Vương gia chưa bao giờ tổ chức hội đấu giá cỡ lớn như vậy, đây là lần đầu kim liên phường thị tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, ý nghĩa trọng đại trên tường đá trải rộng phù văn huyền ảo, tản mắt ra một trận mịt mờ cấm chế dao động. Đang đang đang. Một trận tiếng chuông trầm vang vang lên, cửa vào thanh liên tháp được đóng lại. Một bóng hình xinh đẹp phi xuống trung ương hội trường hình tròn trên đài cao, chính là Vương Thu Ly. Trước kia Vương Thu Ly quản lý cửa hàng của gia tộc ở Thanh Lý Phường Thị, giỏi về đối nhân xử thế. Lúc này đây hội đấu giá do Vương Thu Ly cùng Vương Thanh Thiến chủ trì, Vương Thu Ly chủ trì nửa chẳng trước, Vương Thanh Thiến chủ trì phần tràng sau, vật phẩm bán đấu giá có hơn 1000 món. Hoan nghênh các vị tiền bối tiền tới tham gia hội đấu giá lần này, quy củ cùng những hội đấu giá khác giống nhau. Bán cho người ra giá cao, linh thạch không đủ, có thể lấy đồ vật thế chấp. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá món bán đấu giá phẩm đầu tiên, 10 khỏa trúc cơ đan, tách ra bán đấu giá, giá quy định một vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500. Vương Thu Ly giới thiệu đơn giản hai câu, lấy ra 10 cái bình xứ màu sắc khác nhau, đảo Kim Liên ở chỗ giao giới của ba hải vực, lui tới thương lữ phần đông. Từ lúc hai năm tiền, vương gia liền phái người tuyên dương lần này hội đấu giá. Ngoại trừ thế lực lớn, tiểu thế lực cũng đến đây không ít. Rất nhiều tiểu thế lực không thể luyện chế trúc cơ đan, chỉ có thể tranh mua. Một vạn, một vạn năm trăm, một vạn mốt. Tiếng ra giá không ngừng vang lên bên tai, cạnh tranh trúc cơ đan có vẻ kịch liệt. Nhiều tiểu thế lực tranh mua. Mỗi một khỏa trúc cơ đan đều xuất ra giá cả, cạnh tranh quá mức kịch liệt giá tối cao thành giao là 6 vạn khối linh thạch, thấp nhất là 4 vạn. Sau khi bán đấu giá xong 10 khỏa trúc cơ đan, không khí trong hội trường náo nhiệt hẳn lên. Vương Thu Ly lục tục lấy ra những đồ vật khác để bán đấu giá, đan dược, phù triện, trận pháp, pháp khí, thậm chí pháp bảo sơ hình cũng đều có, giá thành giao món sau cao hơn món trước. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Thu Ly lấy ra một viên cầu kim loại lớn bằng quả dưa hấu, mặt ngoài trải rộng phù văn, sau đó đánh vào một đạo pháp quyết, một trận tiếng vang cơ quan, viên cầu kim loại trượt hóa thành một khối cự viên cao 3 triệu màu vàng, cả vật thể linh quang lập lòe, trải rộng linh văn. Bậc ba hạ phẩm khôi lỗi thú, lực lớn vô cùng, một thân cự lực, giá quy định 50 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2 vạn. Vì lúc hội đấu giá cỡ lớn này, vương gia làm không ít chuẩn bị, khôi lỗi thú bậc ba này chỉ là một trong số đó. Có một con bậc ba hạ phẩm khôi lỗi thú, tương đương với một gã hộ vệ kim đan kỳ hung hãn không sợ chết, không hề thiếu kim đan tu sĩ cảm thấy hứng thú. 50 vạn, 52 vạn, 54 vạn. Cạnh tranh tương đối kịch liệt, có bao nhiêu vị kim đan tu sĩ muốn đấu giá được con khôi lỗi thú bậc 3 này? Cái này chỉ là khôi lỗi thú bậc 3, cuối cùng bị lô ra hằng lấy giá 75 vạn đấu giá được. Bậc 3 hạ phẩm phi hành khôi lỗi thú, tốc độ phi hành kém hơn một ít so với phi hành pháp bảo, nhanh hơn yêu cầm bậc 3. Vương Thu Ly lấy ra một con phi hành khôi lỗi thú bậc 3, cao giọng nói. Sau khi bán được phi hành khôi lỗi thú bậc 3, Vương Thu Ly lại lấy ra hai con khôi lỗi thú bậc 3, một con cua khôi lỗi thú, một con cá mập khôi lỗi thú. Tại một gian nhã gian, Lục Vĩnh Khang ngồi bên cạnh bàn trà, vài tên kim đan tu sĩ đứng một bên. Vương gia giỏi về luyện chế khôi lỗi thú, lúc này lại có thể xuất ra nhiều con khôi lỗi thú bậc 3 như vậy, để bán đấu giá, xem ra, vương gia có một vị tu sĩ giỏi về luyện chế khôi lỗi thú. Lục Vĩnh Khang nhíu mày, lẩm bẩm, vương gia có thể luyện chế nhiều khôi lỗi thú bậc ba, thực lực tổng thể sẽ tăng lên không ít. Một gã người nam áo lam hơn 30 xuất đầu hơi do dự, mở miệng nói, lão tổ tông, theo tình báo chúng ta thu thập được, vương gia lấy luyện khí thuật lập nghiệp, thái hạo chân nhân chính là một vị chế khôi sư, này nữ giỏi về luyện khí chế khôi, nhắm chừng là thái hạo chân nhân luyện chế ra. Luyện chế khôi lỗi thú bậc 3 khó khăn hơn so với bậc 2, bậc 3 luyện khí sư cũng không nhất định có thể luyện chế được. Vô luận là luyện đan hay là luyện khí, đến bậc 3 về sau, khó khăn càng gia tăng mãnh liệt. Lục gia có 5 vị bậc 3 luyện khí sư, nhưng không không ai có thể luyện chế ra khôi lỗi thú bậc 3. Khôi lỗi thuật khởi nguyên cho luyện khí, lại có điểm khác với luyện khí. Các thế lực lớn đều có bậc 3 luyện khí sư, nhưng mà không nhất định có bậc 3 chế khôi sư bậc hai khôi lỗi thú có vẻ thông thường, khôi lỗi thú bậc 3 thì không vậy, bậc 4 khôi lỗi thú thì càng thiếu. Phái người lưu ý, một hàng xóm mạnh mẽ cũng không phải là chuyện gì tốt. Lục Vĩnh Khang dặn dò nói, giọng điệu nghiêm khắc. Vương gia dù sao cũng là thế lực phụ thuộc vạn kiếm môn, lục gia vẫn là đề phòng vương gia, phòng người có tâm tuyệt không vô ích. Vâng, lão tổ tông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bán đấu giá xong khôi lỗi thú bậc 3. Vương Thu Ly thối lui đến một bên, Vương Thanh Thiến thả người bay đến trên đài cao. Kế tiếp của hội đấu giá, do thiếp thân chủ trì. Vương Thanh Thiến nói xong, lấy ra hơn trăm cây trận kỳ màu vàng cùng mấy chục khối trận bàn. Chủ trận kỳ linh quang lập lòe, phù văn chấp động, linh khí bức người, hiển nhiên là một món pháp bảo. Trận pháp bậc ba trung phẩm thất tinh tỏa yêu trận, ba kim đan tu sĩ sử dụng, vây khốn năm con yêu thú bậc ba trung phẩm cũng không có vấn đề giá quy định 80 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn. Bộ thất tinh tỏa yêu trận là Vương Thanh Thiến cùng Diệp Hải Đường hợp lực chế tạo ra, Diệp Hải Đường phụ trách nghiên cứu trận pháp, Vương Thanh Thiến phụ trách luyện chế trận kỳ trận bàn. 80 vạn, 85 vạn, 90 vạn. Bộ thất tinh tỏa yêu trận cuối cùng lấy giá 110 vạn thành giao, bị tâm không đạo trưởng lấy đi. Tâm không đạo trưởng là tán tu, lấy liệp sát yêu thú để sống, rất cần trận pháp bậc ba. Vương Thanh Thiến lục tục lấy ra 10 bộ trận pháp để bán đấu giá, vây địch, giết địch, phòng ngự, ảo thuật, truyền tống, đều có, mỗi một bộ trận pháp đều bán được giá rất cao. Những trận pháp này đều có chỗ thiếu hụt nhất định. Đương nhiên, đây là đối với Diệp Hải Đường mà nói, bản thân trận pháp không có vấn đề, chỉ là tác phẩm thí nghiệm của Diệp Hải Đường. Đầu tiên là khôi lỗi thú bậc 3, hiện tại xuất ra 10 bộ trận pháp bậc 3. Trận pháp sư bậc 3 của Vương Gia có trình độ bày trận cao như vậy, Lục Vĩnh Khang nhíu mày nói, Lục gia cũng có trận pháp sư bậc ba, nhưng chỉ có thể bố trí trận pháp truyền thống, không thể làm được chuyện nghiên cứu trận pháp mới. Diệp Hải Đường là chân truyền của Diệp Lâm, nàng luôn luôn chuyên tâm nghiên cứu trận pháp mới. Tổ tông Diệp Lâm đều là trận pháp sư của Cửu U Tông, tư chất của Diệp Hải Đường trên trận đạo cực cao. Hẳn là vạn kiếm môn lấy ra nữa, nghe nói vạn kiếm tiên lữ còn đi đến ngân xà, đảo tham gia đại hội kết anh của thanh liên tiên lữ. Vạn kiếm môn đây là muốn cho vương gia khích lệ đi. Bày trận cùng luyện chế trận kỳ trận bàn là hai chuyện khác nhau. Tốc độ vương gia quật khởi quá nhanh, ngay cả có trận pháp sư bậc 3, trình độ bày trận cũng không nhất định cao. Con đường trận pháp cũng không phải là xem mấy bản điển tịch là có thể tinh thông. Trận pháp chi đạo là môn tài nghệ khó khăn nắm giữ nhất. Nếu không có thiên phú, lại như thế nào cố gắng cũng không được. Bởi vậy, trình độ bày trận của trận pháp sư đại biểu nội tình của một thế lực. Bán đi 10 bộ trận pháp, ánh mắt Vương Thanh thiến đảo qua chúng tu sĩ ở đây cười nói, kế tiếp là thời gian bán đấu giá vật phẩm áp trục. Chúng ta chuẩn bị 6 món vật phẩm bán đấu giá áp trục. Nàng lấy ra một hộp gấm thật dài màu xanh, bên trong có 4 thanh phi đao dài tầm một thước màu tím, linh quang lập lòe, linh khí bức người. Đầy đủ pháp bảo chảm yêu đao, mỗi một cây đều là pháp bảo bậc 2, giá quy định 200 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn linh thạch. Bộ pháp bảo đầy đủ này là tứ hải thương minh lấy ra, đặt ở hội đấu giá ký gửi, vương gia rút ra một ít tiền thuê bộ trảm yêu đao cuối cùng lấy giá 500 vạn linh thạch thành giao, trở thành đồ vật có giá cao nhất cho đến hiện tại. Món vật phẩm bán đấu giá áp trục thứ hai là một món pháp bảo phòng ngự bậc hai ngọc, Lân Vân Thường Y, pháp bảo cấp bậc pháp y, lấy giá 170 vạn thành giao. Đầy đủ bộ mũ hành khôi lỗi thú, mỗi một con khôi lỗi thú đều là bậc 3 hạ phẩm. Có thể liên thủ bày ra ngũ hành trận, lực công kích tương đương tu sĩ kim đan tầng 6. Vương Thanh Thiến lấy ra năm quả cầu kim loại màu sắc khác nhau, vương gia lấy chế khôi thuật lập nghiệp. Sau khi tử nguyệt tiên tử gia nhập vương gia, dốc túi truyền thụ, vương thanh thiến tiến bộ rất nhanh. Trận pháp cùng khôi lỗi thú kết hợp, vương gia không phải là người đầu tiên sáng chế. Ngàn cơ môn đông hoang cùng thần binh cung Nam Hải đều có thể luyện chế được, chỉ là không dễ dàng truyền ra ngoài. Bộ ngũ hành, khôi lỗi thú này có khuyết điểm lớn, nếu không vương thanh thiến cũng sẽ không lấy ra bán. Ngay cả có chỗ thiếu hụt lớn, đối với thế lực khuyết thiếu chiến lực mà nói, vẫn là chân bảo. Bộ khôi lỗi thú, cho dù là tu sĩ kim đan tầng 9, đồng thời khống chế 5 con khôi lỗi thú bậc 3, nhắm chừng cũng không còn bao nhiêu thần thức để khống chế pháp bảo. Trừ phi người khống chế trời sinh thần thức mạnh mẽ hoặc là từng tu luyện công pháp nâng cao thần thức. Một đạo thanh âm có chút trêu tức chợt vang lên. Vương Thanh Thiến theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, một ông lão chừng 50 tuổi áo bào vàng ngồi ở ghế trên, trên mặt lộ ra vẻ mặt trêu tức. Vị đạo hữu này nói đúng, bộ khôi lỗi thú này có thể tách ra khống chế cũng có thể khống chế nhiều con, không thể đồng thời khống chế 5 con. Chỗ thiếu hụt cũng thực rõ ràng, tiêu hao thần thức khá lớn. Nhưng hai vị đạo hữu cùng khống chế tuyệt đối không có vấn đề, giá quy định 200 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể dưới 10 vạn. Vương Thanh Thiến một bên giải thích, một bên rót pháp lực vào năm quả cầu kim loại. Vài tiếng cơ quan tiếng vang lên, năm quả cầu kim loại hóa thành năm tên giáp sĩ thân hình cao lớn, màu sắc khác nhau. Bên ngoài thân giáp sĩ trải rộng linh văn, linh quang lóe ra không ngừng, nàng bấm niệm pháp quyết, tay phải hồng y giáp sĩ thoát ra một mảng hỏa diễm màu đỏ, ném tới tới giáp sĩ áo lam. Bên ngoài thân áo lam giáp sĩ lam quang đại phóng, một mặt thuẫn bài màu lam mênh mông hiện lên giữa không gian trống rỗng, che ở trước người nó. Oanh đùng đùng. Màu lam thuẫn bài bị đánh vỡ nát, hóa thành một mảng lớn sương mù màu trắng. Thân hình giáp sĩ hồng y nhoáng lên một cái, chợt xuất hiện trước mặt áo lam giáp sĩ, hai đấm hướng tới áo lam giáp sĩ, liên tiếp vang lên tiếng trầm đục, thân thể giáp sĩ áo lam lõm xuống dưới, xuất hiện không ít quyền ấn. Nhưng rất nhanh, quyền ảnh liền biến mất không thấy, bên ngoài thân giáp sĩ áo lam một chút vết thương cũng không lưu lại, năng lực khôi phục có vẻ không tồi. Cái này chỉ là một chút thực lực của ngũ hành khôi lỗi thú. Nếu là liên hợp lại bày ra trận pháp, thực lực càng mạnh, ví lợi ích của người mua, chúng ta sẽ không biểu thị. Vương Thanh Thiến thu lại pháp quyết, năm tên giáp sĩ hóa thành năm quả cầu kim loại. Bộ khôi lỗi thú cũng không dễ thấy, Đối với những thế lực có thực lực không mạnh mà nói, bộ ngũ hành khôi lỗi thú này rất hợp tâm ý bọn họ. 200 vạn, 210 vạn, 220 vạn, cạnh tranh 10 phần kịch liệt, giá sau cao hơn giá trước. Bên trong nhã gian, Lục Vĩnh Khang nhíu mày, ban nãy bán đấu giá chỉ là mấy con khôi lỗi thú bậc 3, hiện tại lại xuất ra bộ khôi lỗi thú. Nếu nói là của thế lực khác lấy ra, Lục Vĩnh Khang tuyệt đối không tin. Xem ra, Vương gia có một người tu tiên tinh thông khôi lỗi thuật tám chín phần mười chính là thái hạo chân nhân lão tổ tông có muốn mua bộ mũ hành khôi lỗi thú này hay không trong tộc chúng ta có khôi lỗi thú bậc 3, còn chưa có khôi lỗi thú thành bộ nếu có được khôi lỗi thú thành bộ này thời điểm thất ca bọn họ áp giải hàng hóa cũng có thể có thêm chỗ để dựa vào khôi lỗi thú thành bộ vừa có thể tách ra sử dụng cũng có thể đồng thời khống chế hai kim đan tu sĩ khống chế ngũ hành con dối thú tương đương hơn 5 tên hộ vệ kim đan kỳ Lục Vĩnh Khang nghĩ nghĩ, gật đầu nói, điều này cũng đúng, mua về đây đi. Một gian mật thất khác, trên tay Diệp Vũ vi bưng một ly linh trà nóng hôi hổi, trên mặt lộ ra chút suy nghĩ, hai nam một nữ đứng ở phía sau nàng. Ngũ hành khôi lỗi thú. Vương gia lại có thể xuất ra ngũ hành khôi lỗi thú bán đấu giá. Xem ra, vương gia có chế khôi sư bậc ba tinh thông khôi lỗi thuật. Diệp Vũ vi lẩm bẩm, Diệp gia không có chế khôi sư bậc ba, khôi lỗi thú tộc nhân sử dụng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lão tổ tông, nếu không chúng ta tranh mua bộ ngũ hành khôi lỗi thú này đi." Một gã nho sinh trung niên tầm 40 tuổi tiến lên một bước, thấp giọng hỏi. "Không cần, khôi lỗi thú thành bộ không có dễ dàng luyện chế như vậy. Bộ khôi lỗi thú này hẳn là vật thí nghiệm mà thôi. Hội đấu giá cỡ lớn tiếp theo, Vương gia nếu lại xuất ra khôi lỗi thú thành bộ, lúc đó tranh mua cũng không muộn." Diệp gia cũng xuất ra nhất vài thứ ký gửi, đã sớm bán đấu giá xong. Vật phẩm bán đấu giá áp trục không quan hệ cùng Diệp gia. Diệp Vũ Vi không có hứng thú, không ít thế lực cảm thấy hứng thú đối với bộ ngũ hành khôi lỗi thú này. Trải qua một trận tranh mua kịch liệt, bộ ngũ hành khôi lỗi thú lấy giá 370 vạn thành giao, bị lục ra mua đi. Bàn tay Vương Thanh Thiến vừa lật, lam quang chợt lóe, một chiếc thuyền nhỏ màu lam lớn bằng bàn tay xuất hiện trên tay nàng. Mặt ngoài thuyền nhỏ màu lam trải rộng phủ văn, linh quang lóe ra không ngừng. Món bán đấu giá áp trục thứ 4, phi hành pháp bảo phi hải thuyền, dùng ngàn năm hạc vân mộc luyện chế thành, tốc độ phi hành đặc biệt nhanh, giá quy định 100 vạn. Linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Phi hành pháp bảo vốn ít gặp, phi hải thuyền này lấy giá 180 vạn, bị Diệp Vũ Vi lấy đi. Món bán đấu giá áp trục thứ 5, 50 cân thiên nguyệt thần thủy. Tác dụng của thiên nguyệt thần thủy, tin rằng thiếp thân không cần nhiều lời đi. Giá quy định 150 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể dưới 10 vạn. Lão phu ra 200 vạn. Một đạo thanh âm sang sảng chợt vang lên, vừa dứt lời, một đạo ô quang bay tiến vào dừng ở phụ cận đài cao hình tròn đúng vậy chính là nhâm tự tại đây không phải một trong ngũ tiên hải ngoại nhâm tiền bối sao không nghĩ tới lão nhân gia hắn cũng đến đây nhâm tiền bối tinh thông độc công những tiền bối khác cũng kiên kỵ dị thường tu sĩ ở đây xôn xao một trận nghị luận sôi nổi nhìn thấy nhâm tự tại mắt đẹp của ông như yên sáng ngờ sau khi bọn họ quay về phía sau hỏi thăm về nguyên anh tu sĩ thay bọn họ ngăn lại truy binh hải tộc Bọn họ kinh ngạc phát hiện đối phương là một trong Ngũ Tiên Hải ngoại vạn độc chân quân, Nhâm Tự Tại. Nhâm Tự Tại bốn biển là nhà, không có gì vướng bận, không ai biết hành tung của hắn, là vị tu sĩ thần bí nhất trong Ngũ Tiên Hải ngoại. Lần hội đấu giá này, Vương gia xuất ra Thiên Nguyệt Thần Thủy, chủ yếu là muốn hấp dẫn Nhâm Tự Tại lại đây. Nhâm đạo hữu, ngươi quả nhiên đến đây, ta biết ngươi sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cửa phòng của một gian nhã gian mở ra, Diệp Nhu Nhi đi ra, trên mặt lộ vẻ tươi cười thản nhiên. Sao nào? Thiên Nguyệt Thần Thủy là ngươi lấy ra sao? Là vì dẫn lão phu đến đây." Giọng điệu nhâm tự tại lạnh nhạt, "Nếu có Thiên Nguyệt Thần Thủy, ta chắc chắn sẽ không lấy ra chỉ để dẫn ngươi đến đâu. Vương gia là bên tổ chức, ngươi hỏi bọn hắn." Uông Như Yên đi ra khỏi nhã gian, phi xuống trước mặt Nhâm Tự Tại, khách khí nói, "Nhâm đạo hữu, đã lâu không gặp, thì ra là ngươi, các ngươi chính là thanh liên tiên nữ." "Đúng vậy, cũng may có Nhâm đạo hữu ra tay cứu giúp." vợ chồng chúng ta mới có thể tránh được một kiếp từ trên tay hải tộc. Uông như yên cảm kích nói, thanh âm của nàng không lớn. Chúng tu sĩ ở đây đều nghe được rành mạch. Lúc trước vương trường sinh cùng Uông như yên xâm nhập lòng địch tạo nên chiến tích. Tuy nói có vạn độc chân quân giúp sức, nhưng bọn họ dù sao cũng là người đi đầu trong trận chiến. Vì tránh cho vạn độc chân quân hiểu lầm, vương trường sinh xuất ra 50 cân thiên nguyệt thần thủy, chính là hy vọng dẫn vạn độc chân quân đến. Có thể đưa người tới là tốt nhất, không đến cũng không quan hệ gì bên trong nhã gian sắc mặt lục vĩnh khang có chút cổ quái tính tình nhâm tự tại là kỳ quái nhất trong ngũ tiên hải ngoại hắn lại có thể ra tay cứu thanh liên tiên lữ khó trách thanh liên tiên lữ có thể sống trở về những tu sĩ ở đây có thần sắc khác nhau bọn họ thật không ngờ nhâm tự tại lại cứu thanh liên tiên lữ lão phu cũng không ra tay cứu các ngươi là bọn hắn không nhận thức được chết chưa hết tội nhâm tự tại không cho là đúng lên tiếng giọng điệu lạnh nhạt mặc kệ nói như thế nào Nhâm đạo hữu có ân cứu mạng với vợ chồng chúng ta. Chúng ta có ân tất trả, 50 cân thiên nguyệt thần thủy này tặng cho nhâm đạo hữu. Xem như bày tỏ lòng biết ơn. Uông Như Yên mỉm cười nói, giải trừ hiểu lầm, còn có thể tạo nên quan hệ cùng một đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Quan trọng nhất là, mượn cơ hội này nói cho bên ngoài biết, vương gia có ân tất trả, có cửu oán tất báo. Nhắc nhở những thế lực khác không cần đánh chủ ý lên vương gia. Một khi đã như vậy, lão phu cũng không khách khí. Nhâm tự tại cũng không từ chối, từ trên tay Vương Thanh Thiến tiếp nhận một cái hồ lô màu lam. Sau đó, xoay người rời khỏi, không chút điểm e ngại. Uông tiền bối, thiên nguyệt thần thủy không phải lấy ra để bán đấu giá sao. Các người đưa thiên nguyệt thần thủy cho nhâm tiền bối, còn có thể xuất ra 50 cân thiên nguyệt thần thủy nữa để bán đấu giá sao. Nếu không có, đây không phải là lừa người sao. Đúng vậy, nếu không có thiên nguyệt thần thủy, tốt xấu cũng phải xuất ra một món gì đó quý hiến để thay thế. Không sai lấy không ra được thiên nguyệt thần thủy, xuất ra vài món bảo bối cũng được. Chúng ta chính là vì thiên nguyệt thần thủy mà đến, cũng không thể để cho chúng ta đi không một chuyến được. Những tu sĩ này đều là người vương gia sắp xếp, Uông Như Yên mang 50 cân thiên nguyệt thần thủy đưa cho nhâm tự tại. Nếu lại xuất ra 50 cân thiên nguyệt thần thủy, những thế lực khác sẽ nghĩ, trên tay vương gia có nhiều thiên nguyệt thần thủy đến nỗi dùng không hết. Nếu lấy không ra được, những tu sĩ đặc biệt đến vì thiên nguyệt thần thủy sẽ sinh lòng bất mãn so với việc để người khác làm khó dễ, còn không bằng tự mình sắp xếp, đưa cho mình bậc thang đi xuống. Diệp Nhu Nhi vốn muốn tranh mua thiên nguyệt thần thủy, không nghĩ tới nửa đường lại xuất hiện nhâm tự tại. Uông Như Yên trực tiếp mang thiên nguyệt thần thủy đưa cho nhâm tự tại. Có, người xuất đầu biểu đạt bất mãn, nàng đương nhiên không cần phải xuất đầu. Uông Như Yên trầm ngâm một lát, hướng vương thanh thiến nói, thanh thiến, mang món đồ đó lấy ra đi. Không thể để cho các đạo hữu khác đi một chuyến tay không được. Nương, vật này mười phần chân quý, vẫn là đổi một món khác đi vẻ mặt vương thanh thiến do dự điều này làm cho những tu sĩ khác càng thêm tò mò lấy ra đi không thể để cho những đạo hữu khác đi một chuyến tay không được vương thanh thiến gật gật đầu lấy ra một hộp ngọc màu xanh lớn bằng bàn tay mở ra liền thấy bên trong có một hạt sen đạm kim sắc một hạt kim liên ngàn năm kim đan tu sĩ nếu đánh sâu vào nguyên anh kỳ dùng sống hạt sen có thể gia tăng một thành tỷ lệ kết anh vật này không bán đổi cùng đồ vật có cùng giá trị Vương Trường Sinh có được 12 hạt sen, cho Nghiễm Đông Nhân 4 hạt. Hắn và Uông Như Yên mỗi người dùng 1 hạt, còn có 6 hạt. Nếu lấy hạt sen để luyện chế Thiên Nguyệt Thần Đan, hiệu quả sẽ càng tốt. Trình độ luyện đan của Vương Thanh Kỳ không cao, không có biện pháp đem hạt sen luyện chế thành Thiên Nguyệt Thần Đan. Kết anh linh vật. Tu sĩ ở đây xôn xao một trận, ánh mắt mỗi người đều trở nên rực lửa. Người tu tiên nếu muốn có được kết anh linh vật, ngoại trừ 10 đại tông môn cùng 10 đại thế gia tu tiên, nhắm chừng chỉ có thể đi bảy đại hung địa Nam Hải. Vế trước đương nhiên sẽ không thể cho không, muốn có được phải dùng càng nhiều tài nguyên đến đổi. Đây cũng là phương thức quan trọng các thế lực lớn dùng để khống chế tiểu thế lực. Vế sau người phần nguy hiểm, đến nguyên anh tu sĩ cũng có khả năng ngã xuống. Ai không muốn kết anh? Nếu không phải có Uông Như Yên và chúng nguyên anh tu sĩ ở đây, những kim đan tu sĩ khác chỉ sợ đã muốn xông lên rồi. Kim đan và nguyên anh có cách biệt rất lớn, thực lực một trời một vực. Rất nhiều Kim Đan tu sĩ đứng mãi ở Kim Đan kỳ, không phải vì tư chất bọn họ quá kém, mà là kết anh linh vật đều bị thế lực lớn cầm giữ. Muốn có một phần linh vật, cần tạo nên càng nhiều tài phú cho thế lực lớn, bằng không chỉ có thể đi mạo hiểm ở hung địa cấm địa, khả năng rất lớn sẽ thân tử đạo tiêu. Lời này của Vương Thanh Thiến rơi xuống, hơn 10 vị Kim Đan tu sĩ bay đến đài cao, truyền âm trao đổi cùng nàng. Trên mặt mỗi một vị Kim Đan tu sĩ đều lộ vẻ chờ mong. Bên trong nhã gian, vẻ mặt Lục Vĩnh Khang tràn đầy khiếp sợ. Vương gia lại có thể xuất ra thiên nguyệt kim liên ngàn năm. Khó trách vương gia có thiên nguyệt thần thủy, thư hành, ngươi đi nói chuyện cùng nàng. Nói chúng ta nguyện ý lấy một món pháp bảo phòng ngự đến đổi, phi hành pháp bảo cũng có thể. Vâng, lão tổ tông. Một người nam trung niên bước nhanh đi ra ngoài, hiệp đàm cùng vương thanh thiến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé có người lấy phòng ngự pháp bảo, luyện khí tài liệu cấp 4, yêu đan cấp 4, linh dược hơn 2.000 năm và nhiều loại đồ vật khác đến để trao đổi. Vương Thanh Thiến do dự, có quá nhiều thứ tốt. Nương, có người lấy mấy mắt lưu ly chúc ngàn năm trao đổi, có trao đổi cùng hắn không? Vương Thanh Thiến truyền âm với Uông Như Yên, thứ tốt tuy nhiều, nhưng hạt sen ngàn năm của Thiên Nguyệt Kim liên lại chỉ có một. Nghe được năm chữ lưu ly chúc ngàn năm, hai mắt Uông Như Yên sáng ngời dặn dò nói, chỉ cần Lưu Ly Trúc không có vấn đề, thì cùng hắn trao đổi. Bản mạng phi kiếm của Vương Thanh Sơn chỉ dùng Lưu Ly Trúc ngàn năm luyện chế. Nếu hắn muốn có được đầy đủ phi kiếm pháp bảo, phải có Lưu Ly Trúc ngàn năm luyện chế mới được. Lưu Ly Trúc là một trong 10 đại linh trúc của tu tiên giới, Vương Trường Sinh vẫn luôn phái người lưu ý, đáng tiếc không có manh mối gì, không nghĩ tới lại xuất hiện ở hội đấu giá. Trao đổi cùng Vương Thanh Thiến là một ông lão áo bào vàng sắc mặt hồng nhuận, hắn là người nói ra chỗ thiếu hụt của ngũ hành khôi lỗi thú. Sau khi Vương Thanh Thiến xác nhận Lưu Ly Trúc không có vấn đề, đem hạt sen giao cho ông lão áo bào vàng. Món bán đấu ra áp trục cuối cùng, một lọ đan dược cấp 4 xích diễm đan. Dùng yêu đan cấp 4 thuộc tính hỏa và nhiều loại linh dược lâu năm luyện chế mà thành. Thích hợp cho nguyên anh tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính hỏa dùng. Có công hiệu tinh tiến pháp lực, có thể so sánh với hơn 10 năm khổ tu. Giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 20 vạn. Bình đan dược này là Vạn Kiếm môn lấy ra ký gửi, để cổ động Vương gia, giá cả của đồ vật nguyên anh, tu sĩ sử dụng đắt hơn nhiều so với kim đan tu sĩ. Trải qua cạnh tranh kịch liệt, bình xích diễm đan này lấy giá 200 vạn thành giao, bị Lục Vĩnh Khang mua đi. Đa tạ các vị tiền bối tiến đến cổ động, trăm năm sau, chúng ta sẽ lại tổ chức hội đấu giá cỡ lớn. Đến lúc đó, các vị tiền bối nhất định phải tới tham gia. Hội đấu giá chấm dứt, chúng tu sĩ lục tục rời khỏi, ai về nhà nấy. Tại một nhã gian, Uông Như Yên cầm trên tay năm đốt linh trúc màu xanh dài một thước, mặt ngoài linh trúc màu xanh bọc một tầng thanh quang thản nhiên. Lưu ly trúc ngàn năm, vừa ra tay chính là năm đốt, thật xa hoa. Uông Như Yên lẩm bẩm, năm đốt lưu ly trúc có thể luyện chế năm thanh phi kiếm pháp bảo. Nương, cách nói năng của hắn bất phàm, lại xuất ra nhiều lưu ly trúc ngàn năm như vậy, xuất thân của người này khẳng định không thế lực tầm thường. Quản hắn là thế lực gì, chúng ta trao đổi, cũng không phải giết người đoạt bảo về phần những người khác có đánh chủ ý lên người hắn không không liên quan đến chúng ta uông như yên không cho là đúng lưu ly chúc đương nhiên chân quý nhưng hạt sen của thiên nguyệt kim liên ngàn năm càng chân quý hơn vị tu sĩ đổi hạt sen kia sẽ không dễ dàng thoát thân như vậy nhưng chuyện này không có quan hệ gì cùng vương gia chỉ cần ở bên trong phường thị vương gia sẽ cam đoan hắn an toàn một khoảnh sân tĩnh lặng một ông lão áo bào vàng sắc mặt hồng nhuận đang ở cùng một thiếu phụ váy tím mi thanh mục tú nói gì đó trên tay ông lão áo bảo vàng mang theo một hạt sen kim quang lập lòe. Hạt sen thiên nguyệt kim liên ngàn năm, ông trời phù hộ mộ dung thế ra chúng ta. Có khỏa hạt sen này, nói không chừng chúng ta có thể gia tăng thêm một vị nguyên anh tu sĩ. Thiếu phụ váy tím có chút hưng phấn nói. Ông lão áo bảo vàng nhướng mày, đáp lời, thất muội ăn nói cẩn thận. Nếu là để cho mười đại tông môn biết mộ dung gia chúng ta còn tồn tại, bọn họ cũng sẽ không khách khí đối với chúng ta. Mộ dung gia chúng ta muốn khôi phục vinh quang tổ tiên, còn cần cố gắng gấp bội. Hừ, căn cơ của chúng ta cũng không ở Nam Hải, tay của mười đại tông môn còn chưa dài đến tu tiên giới Trung Nguyên. Ngũ ca, không nghĩ tới lần này có thể có được hạt sen thiên nguyệt kim liên ngàn năm. Có không ít tu sĩ cao dài theo dõi ngươi, chúng ta cứ rời khỏi như vậy, chỉ sợ rất khó an toàn quay về tu tiên giới Trung Nguyên. Thiếu phụ váy tím có chút lo lắng nói, muốn nói không có người đánh chủ ý lên bọn họ, quỷ cũng không tin. Ta đã sớm nghĩ tới rồi, tiết lộ thân phận, nhờ vương gia phái người đưa chúng ta đến địa phương an toàn. Cái gì? Nhờ vương gia hộ tống chúng ta rời khỏi. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Vạn nhất vương gia động tham niệm, chẳng phải là chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn hạt sen cũng không nhất định có thể gửi về trong tộc. Ông lão áo bảo vàng cười hắc hắc, rồi nói, chúng ta đã sớm điều đã điều tra xong, vương gia có một vị tộc nhân nhậm chức ở vạn tiên ti. Chúng ta lấy danh nghĩa triều đình để hắn đem vật này đưa trở về. Đương nhiên, chúng ta cũng muốn lưu lại chuẩn bị về sau, để cho một bộ phận tộc nhân ở lại phường thị. Nếu chúng ta xảy ra bất chắc, lập tức mang việc này truyền đi. Đến lúc đó, thanh danh vương gia liền thối. Nếu triều đình truy cứu xuống, vương gia cũng sẽ gặp phiền toái. Kế này thâm diệu, cứ làm như vậy đi. Đảo Ngân Xà, một tòa sân tĩnh lặng, Vương Thiên Văn đang cùng Vương Thanh Thuân phẩm trà nói chuyện phiếm. Vương Thanh Thuân đối với tu tiên giới Trung Nguyên tràn ngập tò mò. Vương Thiên Văn mấy năm nay đều đứng ở tu tiên giới Trung Nguyên, quen thuộc phong thổ của Đại Yến Vương Triều, nói như thế vương triều đại yến độc chiếm thiên hạ được nhiều gia tộc tu tiên cùng thống trị thực lực vương tộc quá lớn như vậy không có tạo phản sao vương thanh thuân tò mò hỏi tu tiên giới trung nguyên có năm vương triều đều thịnh hành nho đạo hoàng thất là thế gia tu tiên cũng không phải là con rối mặc người sai sử thanh thuân thúc công tu tiên giới trung nguyên không giống với những địa phương khác vương tộc nếu tạo phản đó là dĩ hạ phạm thượng đại bất kính thế lực khác sẽ cùng thảo phạt đại yến vương triều có truyền thừa mấy vạn năm nội tình thâm hậu cao thủ nhiều như mây cung phụ nguyên anh kỳ còn có hơn 5 vị vương tộc căn bản sẽ không tạo phản cũng không năng lực tạo phản vương thiên văn giải thích hắn nhậm chức vạn tiên ti nhiều năm ở đại yến vương triều tương đối quen thuộc với hệ thống và cấp bậc của đại yến vương triều hắn cảm thấy gia tộc có thể noi theo đại yến vương triều thành lập một quốc gia của mình đương nhiên vương gia trước mắt còn chưa có năng lực này cũng không có điều kiện thích hợp vương triều độc chiếm thiên hạ cấp bậc nghiêm ngặt vương gia có thể nói theo đương nhiên đây là đề nghị cá nhân của vương thiên văn có tiếp thu hay không phải xem ý kiến gia chủ và lão tổ tông không cần thiết nếu vương tộc xuất hiện hóa thần tu sĩ sẽ không tạo phản sao vương thanh thuân không cho là đúng hắn cũng không tin vương tộc xuất hiện hóa thần tu sĩ vẫn sẽ không tạo phản vương thiên văn lắc đầu nói hẳn là sẽ không quan niệm lễ pháp từ lâu đã ăn sâu vào lòng mỗi người tu tiên giới trung nguyên tạo phản là đại bất kính, cho dù thành công, cũng sẽ làm trò cười cho các vương triều khác. Hoàng thất vương triều đại tần tạo phản đoạt được thiên hạ, bị bốn vương triều khác xa lánh. Vì để đối kháng bốn vương triều khác, đại tần vương triều cho phép các môn phái ma đạo khai tông lập phái ở đại tần. Thế lực ma đạo ở đại tần vương triều rất mạnh, nhưng đại tần vương triều vẫn thi hành nho đạo như cũ, nho đạo mới có thể trợ giúp vương triều thống trị. Nếu bên trong đại tần vương triều xuất hiện vấn đề, bốn vương triều khác khẳng định sẽ thâu tóm đại tần vương triều đây là cái giá phải trả khi tạo phản cho dù có qua mấy ngàn năm chuyện đại tần vương triều tạo phản đoạt được thiên hạ vĩnh viễn ghi lại ở bên trong lịch sử bị thế nhân khinh thường vương thanh thuân cười khẽ rồi nói nói đến cùng vẫn là thực lực vi tôn muốn thâu tóm đại tần vương triều thì thâu còn cần tìm cớ làm gì có vương triều nào không phải dựa vào tạo phản để đoạt được thiên hạ hắn từ nhỏ lớn lên ở đông hoang lớn không có hứng thú đối với nho đạo cảm thấy quá giả dối có thể động thủ sẽ không động khẩu, có mồm mép cũng vô dụng. Vương Thiên Văn còn muốn biện giải, bỗng trong lòng hắn truyền đến một trận trầm đục. Hắn lấy ra một mặt kính hoa sen màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết. Mặt kính mơ hồ một cái, Vương Thanh Thiến xuất hiện ở trên mặt kính. Thiên Văn, người lập tức đến phòng nghị sự một chuyến, theo ta truyền tống đến phường thị. Người đại yến Vương Triều nhân tìm tới cửa, nói là có nhiệm vụ phái cho ngươi. Đại yến Vương Triều, nhiệm vụ. Vương Thiên Văn đầu đầy mờ mịt, như thế nào đột nhiên toát ra người đại yến vương triều chuyện hắn ở thanh liên đảo không có mấy người biết như thế nào rơi vào trong tay người đại yến vương triều thanh thuân thúc công chất tôn còn có việc lần sau lại đến bái phòng ngài vương thiên văn thu hồi kính hoa sen cúi người hành lễ rồi xoay người rời khỏi sau một chén trà nhỏ thời gian vương thiên văn đi vào phòng nghị sự uông như yên ngồi ở ghế chủ tọa vương thanh thiến đứng ở một bên tôn nhi bái kiến lão tổ tông thập cô bà vương thiên văn khom mình hành lễ không dám có chút chậm trễ việc này đã muốn hình thành thói quen thiên văn đại yến vương triều có phải có một vương tộc họ mộ dung hay không bọn họ có thể mệnh lệnh cho người làm việc uông như yên trầm giọng hỏi mộ dung gia là một trong bảy đại vương gia khác họ của đại yến vương triều theo ta được biết nguyên anh tu sĩ có hơn ba vị vạn tiên ti thuộc sở hữu của hoàng tộc chỉ phục tùng mệnh lệnh của triều đình trừ phi có thủ lệnh của chỉ huy sứ hoặc là thánh chỉ nếu không ta không cần phục tùng điều khiển của những người khác chỉ huy sứ là chức mệnh hoàng ban. Vương Thiên chi tiết trả lời, hoàng tộc sao có khả năng để cho vương tộc tùy ý điều động người tu tiên của vạn tiên ti? Có hai gã Kim Đan tu sĩ tự xưng là người mộ dung vương tộc. Bọn họ nói là phụ mệnh lệnh của triều đình vương triều Đại Yến, đến Nam Hải tài nguyên tu tiên, muốn chúng ta hỗ trợ hộ tống bọn họ đến địa điểm an toàn, ngươi cảm thấy có thể giúp không? Vương Thiên Văn nhướng mày, nói, triều đình không có khả năng phái Kim Đan tu sĩ áp giải vật gì rất quan trọng lại cần gia tộc chúng ta phái người hộ tống. Không hợp với lẽ thường, lão tổ tông không cần quan tâm hắn, không có thủ lệnh của chỉ huy sứ và thánh chỉ, vương tộc không tư cách chỉ huy ta, càng đừng nói chỉ huy vương gia chúng ta. Nếu điều kiện cho phép, vẫn có thể giúp bọn họ một chút, đối với ngày sau phát triển của chúng ta ở tu tiên giới trung nguyên, ắt có chỗ hữu ích. Mộ dung vương tộc mở nhiều phường thị, hữu ích đối với sự phát triển của tộc nhà chúng ta. Uông Như Yên trầm ngâm một lát, rồi nói, ta đã biết, ngươi trở về đi, an tâm tu luyện tu vi của ngươi rất thấp chờ tu vi cao một chút lại quay về tu tiên giới trung nguyên vương thiên văn chỉ là kim đan tầng một uông như yên đương nhiên có thể sẽ không để cho hắn đi hộ tống để tỏ vẻ coi trọng nàng tính tự mình hộ tống người mộ dung vương tộc rời khỏi nói là hộ tống thật ra chính là truyền tống đến một tòa phường thị cỡ lớn lại bay đến một tòa phường thị cỡ lớn khác là được đi qua đi lại ba bốn tháng vâng lão tổ tông tôn nhi cáo lui vương thiên văn đáp ứng xuống dưới khom người lui ra. Mẹ, nữ nhi hộ tống bọn họ rời khỏi là được. Vương Thanh Thiến chủ động xin đi giết giặc. Không cần, trước sắp xếp chỗ ở cho bọn họ đi, chờ cha ngươi trở về, ta sẽ hộ tống bọn họ rời khỏi. Việc này không vội, ngươi trở về phường thị nói với bọn họ, hiện ở bên ngoài tương đối loạn. Để bọn họ an tâm ở lại phường thị trụ, đợi thêm một đoạn thời gian nữa sẽ hộ tống bọn họ rời khỏi. Qua lại ba 4 tháng, Uông Nhị Yên có chút lo lắng, nguyên anh tu sĩ vương ra quá ít, nếu nàng rời khỏi, có kẻ địch nhân cơ hội này tập kích vương gia thì làm sao bây giờ? Ai biết cái này có phải hay không là một cái bẫy, nàng phải cẩn thận. Đã biết, mẹ, ta lập tức đi làm. Vương Thanh Thiến đáp ứng xuống dưới, bước nhanh rời khỏi. Tính toán thời gian, ngày sinh của Hạo Nguyệt chân nhân cũng sắp đến rồi. Uông Như Yên lẩm bẩm, nhìn về mây trắng ở phía chân trời, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hỏa Lân Hải vực, Hỏa Lân đảo. Một tòa quảng trường đá thật lớn, trên quảng trường có mấy chục lôi đài bằng đá, có người tu tiên đang đấu pháp, cũng có người đang đấu thú. Vương Thanh Linh đứng ở phụ cận một tòa lôi đài, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lôi đài phía trước. Trên lôi đài, một con dao long màu vàng dài hơn 20 trượng, đang cùng một con cự giải màu xanh lớn hơn 10 trượng chiến đấu. Đại thọ của lão tổ Âu Dương gia, mời lượng lớn thế lực tham gia, những thế lực này đều dẫn theo không ít môn nhân đệ tử. Âu Dương gia cung cấp lôi đài để người từ ngoài đến trao đổi luận bàn đấu thú là một loại phương thức tương đối được hoan nghênh cho dù linh thú đã chết người không có việc gì là được không đến mức bị thương hòa khí giao long màu vàng có nhục thân mạnh mẽ căn bản không sợ công kích của cự giải màu xanh bắt được sơ hở của cự giải màu xanh cái đuôi giao long màu vàng đột nhiên đảo qua chuẩn xác đánh trúng màu xanh cự giải màu xanh cự giải bay ngược ra ngoài mai cua xuất hiện vài đạo vết rách thật nhỏ cự giải màu xanh còn không chưa kịp gượng dậy giao long màu vàng đã từ trên trời giáng xuống cự chảo gắt cao ấn cự dài màu xanh trên mặt đất. Kim đạo hữu thắng. Cùng với một tiếng hét lớn của trọng tài, dao long màu vàng buông lòng màu xanh cự dài. Vương tiên tử, nghe nói ngươi có một con băng phong giao bậc ba hạ phẩm. Kim quan giao này của ta chưa từng bại, ngươi thả ra, để cho chúng nó hảo hảo đánh giá một chút, như thế nào. Một thanh niên áo vàng mày kiếm mắt sáng rực dây nói, vẻ mặt hưng phấn. Thanh niên áo vàng gọi là Âu Dương Minh Lân, là một trong thất lân Âu Dương gia, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Âu Dương gia. Hắn và Vương Thanh Linh giống nhau, từ nhỏ yêu thích linh thú, linh trùng, linh cầm. Vương Thanh Linh lắc đầu nói, khiến người thất vọng rồi, Âu Dương đạo hữu, tiểu bạch lâm vào ngủ say, trong chốc lát không có cách nào khác tỉnh lại. Vương Thanh Sơn mang về cho Vương Thanh Linh một viên huyết giao đan. Sau khi băng phong giao ăn vào, liền lâm vào ngủ say. Nghe Vương Thanh Sơn giới thiệu, huyết giao đan đối với tiến cấp của giao long có rất có ích. Vương Thanh Linh đương nhiên sẽ không quấy dày băng phong giao luyện hóa dược lực của huyết giao đan. Lâm vào ngủ say, chỉ sợ chờ nó thức tỉnh, nó liền tấn thăng thành bậc ba trung phẩm rồi. Âu Dương Minh Lân dùng một loại giọng điệu hâm mộ nói. Nói như vậy, linh thú lâm vào ngủ say, một là bị trọng thương, nửa chết nửa sống. Hai là dùng loại linh vật nào đó, luyện hóa linh vật ẩn chứa linh khí, thức tỉnh liền tiến cấp. Vương Thanh Linh cười cười đáp lời, Âu Dương Đạo Hữu hẳn là rõ ràng, Giao Long cũng không giống với những linh thú khác, không dễ dàng tiến cấp như vậy. Phàm là việc gì có lợi cũng sẽ có hại, thần thông của giao long khá lớn, tiến cấp đương nhiên khó khăn hơn so với các linh thú khác. Băng phong giao tiến vào bậc 3 đã mấy chục năm, vương thanh linh đối với nó tràn ngập trở mong. Băng phong giao nếu có thể tiến vào bậc 3 trung phẩm, đó là không còn gì tốt hơn. Nhưng vương thanh linh rất rõ ràng, không có khả năng một viên huyết giao đan có thể khiến cho băng phong giao tiến vào bậc 3 trung phẩm. Giao long nếu dễ dàng tiến cấp như vậy, thế lực lớn đã sớm bồi dưỡng số lượng lớn rồi. Cao giai tu sĩ có được giao long bậc 3 làm linh thú cũng không nhiều lắm, cao giai tu sĩ có được giao long cấp 4, toàn nam hải chỉ có một người. Điều này cũng đúng, ta tiêu phí không biết bao nhiêu tâm huyết cùng tinh lực mới có thể đem kim quan giao bồi dưỡng đến bậc 3. Sau khi nó tiến vào bậc 3, tốc độ tiến cấp đặc biệt chậm, lần này thật sự là đáng tiếc, vốn đang muốn cho kim quan giao với băng phong giao của người cọ sát một lần. Âu Dương Minh Lân có chút tiếc nuối nói, Âu Dương gia cũng có tham gia đại chiến nhưng cao tầng Âu Dương gia không phải Âu Dương Minh Lân tham gia, mà để cho hắn ở lại trong tộc tiềm tu. Sau khi đại chiến kết thúc, Bách Linh Tiên Tử cũng nhờ có thanh liên tiên lữ mà thanh danh đại trướng. Âu Dương Minh Lân biết được Bách Linh Tiên Tử có đi theo Thái Hạo chân Nhân, đến Trúc Thọ, liền chủ động thượng môn bái phỏng, chính là hy vọng có thể để cho Kim Quan Giao cùng băng phong giao giao đấu một trận. Âu Dương Đạo Hữu, chúng ta đều chăn nuôi giao long, tìm một chỗ hảo hảo tán gẫu một chút đi, trao đổi với nhau một chút tâm đắc vương thanh linh nhiệt tình nói âu dương ra chăn nuôi không ít hổ lân thú hổ lân thú và lân quy đều có huyết mạch kỳ lân nhưng lân quy tinh danh hơn thuần hơn chút nếu biết tập tính và phương pháp bồi dưỡng của hổ lân thú có lẽ sẽ có hữu ích đối với lân quy chuyện được đọc bởi kênh haleji audio được ta cũng đang có ý này âu dương minh lân thực sản khoái đáp ứng khó gặp được một vị kim đan tu sĩ có chung sở thích hắn đương nhiên phải cùng vương thanh linh trao đổi một chút thính vũ phong một tòa sân u tĩnh Vương Trường Sinh đang chiêu đãi Âu Dương Hồng Thịnh và Hoàng Phủ Duệ. Vương Trường Sinh đang tu luyện, không nghĩ tới Âu Dương Hồng Thịnh cùng Hoàng Phủ Duệ đến cửa. Vương Đạo Hữu, văn nhi tuổi trẻ khí thịnh, làm việc ít suy xét, mong rằng Vương Đạo Hữu cho lão phu mặt mũi, không cần so đo cùng hắn. Lão phu lấy trà thay rượu, kính người một ly. Hoàng Phủ Duệ khách khí nói, nâng chung trà lên, một hơi uống hết nước trà. Hoàng Phủ Đạo Hữu khách khí, người trẻ tuổi thôi, làm việc suy xét không chu toàn cũng có thể lý giải nói rõ ràng là tốt rồi vương trường sinh khách sáo nói trong lòng lại không khỏi suy xét hoàng phủ duệ như thế nào lại chú ý việc này không lẽ việc hoàng phủ vanh gây nên là do hoàng phủ duệ bày mưu đặt kế cuộc nói chuyện giữa vương thanh linh và hoàng phủ vanh không nhiều người biết vương gia cũng không lan truyền việc này hoàng phủ duệ làm sao biết được không lẽ hoàng phủ vanh đi kể việc này khắp nơi không có lý do không lẽ nhất cử nhất động của kim đan tu sĩ hoàng phủ gia đều phải đăng báo gia tộc Hoàng phủ gia cao thủ nhiều như mây, Hoàng phủ Duệ sao lại phải đặc biệt lưu ý Hoàng phủ Vanh? Hoàng phủ Vanh bị phái đến tiền tuyến tham chiến, tuyệt đối không phải tộc nhân quá quan trọng. Hoàng phủ Duệ vì một tiểu bối, lại có thể buông xuống thân phận xin lỗi Vương Trường Sinh. Chuyện này rất không bình thường. Thời gian quật khởi của Vương gia quá ngắn, nội tình không đủ, so ra vẫn kém Hoàng phủ gia. Làm cho hành động lần nào của Hoàng phủ Duệ càng thêm cổ quái. Ha ha, lão phu đã sớm nói rồi. Vương đạo hữu làm người rộng lượng, sẽ không so đo chút việc nhỏ này." Âu Dương Hồng Thịnh hào sảng cười nói, "Âu Dương đạo hữu, lần này đạo hữu tiến đến chúc thọ người cũng không ít, thực làm cho Vương Mỗ hâm mộ, không biết thời điểm lão phu 900 tuổi, có nhiều nguyên anh tu sĩ tiến đến chúc thọ như vậy hay không?" Vương Trường Sinh muốn hỏi thăm mục đích Âu Dương Hồng Thịnh tổ chức tiệc mừng thọ, lại không tiện hỏi trực tiếp, đành phải từ từ tìm hiểu. Âu Dương Hồng Thịnh đương nhiên rõ ràng ý tứ trong lời nói của Vương Trường Sinh, không chỉ riêng vương trường sinh phạm là nguyên anh tu sĩ tới tham gia trúc thọ hắn đều muốn biết nguyên nhân các vị đạo hữu có thể tới trúc thọ lão phu đây là cho lão phu và âu dương ra mặt mũi thực không dám giấu giếm lão phu mời nhiều đạo hữu như vậy đến là có chuyện quan trọng muốn nhờ tình huống cụ thể tới ngày đó lão phu sẽ kể lại rõ ràng vương đạo hữu yên tâm âu dương ra chúng ta tuyệt đối sẽ không ép buộc chuyện này đối với vương đạo hữu mà nói có lẽ là cơ duyên âu dương hồng thịnh ý vị thâm trưởng nói cố ý bán một chút tin tức hoàng phủ duệ vừa động thần sắc cười nói vương đạo hữu nghe nói vợ chồng các ngươi xâm nhập lòng địch liên tiếp giết năm tên dị tộc nguyên anh kỳ thực lực hai người các ngươi khẳng định không kém lão phu muốn luận bàn với ngươi một chút không biết ý vương đạo hữu như thế nào luận bàn hai mắt vương trường sinh nhíu lại vẻ mặt có chút cổ quái hoàng phủ duệ đầu tiên là xin lỗi hiện tại lại muốn luận bàn muốn nói bên trong không có âm mưu gì vương trường sinh đương nhiên không tin đúng vậy ba chiêu làm hạn định điểm đến tức chỉ như thế nào hoàng phủ duệ lộ ra vẻ mặt nóng lòng muốn thử một bộ dáng võ si thời gian tại hạ kết anh ngắn ngủi tự hỏi không phải đối thủ của hoàng phủ đạo hữu luận bàn thì bỏ qua đi vương trường sinh không biết hoàng phủ duệ đang bán thuốc gì uyển chuyển cự tuyệt vương đạo hữu ba chiêu mà thôi luận bàn một chút cũng tốt lão phu có thể làm trọng tài âu dương hồng thịnh mở miệng khuyên nhủ như vậy đi vương đạo hữu nếu là ngươi tiếp được ba chiêu của lão phu bình thiên tăng thần thủy pha loãng này chính là của ngươi bàn tay hoàng phủ duệ vừa lật thanh quang trượt lóe trên tay có nhiều hơn một cái bình xứ màu xanh luận bàn thì bỏ đi vô luận chúng ta có ai bị thương cũng không phải chuyện tốt vương trường sinh vẫn cự tuyệt hoàng phủ duệ càng là giật dây ép hắn luận bàn vương trường sinh lại càng cảm thấy bên trong có vấn đề cho dù là thiên tăng thần thủy pha loãng Giá trị cũng không nhỏ. Hoàng phủ Duệ vì luận bàn cùng Vương Trường Sinh, lại có thể xuất ra vật ấy làm tiền đặt cược. Muốn nói danh khí, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên xâm nhập lòng địch, liên tiếp giết năm tên dị tộc Nguyên Anh kỳ, danh khí đã không nhỏ. Hắn không muốn để cho Hoàng phủ Duệ biết thần thông của mình. Đồ vật không biết rõ mới là đáng sợ nhất. Hoàng phủ Duệ có chút thất vọng, nhưng cũng không miễn cưỡng. Sau nửa canh giờ, Vương Trường Sinh tự mình tiễn Âu Dương Hồng Thịnh và Hoàng phủ Duệ ra cửa thẳng đến khi bọn họ đi xa mới quay về chỗ ở hắn gọi vương mạnh bân đến rồi hỏi mạnh bân thanh linh đang ở đâu cô thái nãi được âu dương minh lân mời đi diễn võ trường xem đấu thú nàng còn chưa trở về sau khi thanh linh trở về bảo nàng lập tức đến chỗ ở của ta một chuyến ta có lời muốn hỏi nàng vương mạnh bân gật đầu nói đã biết lão tổ tông nửa ngày sau vương thanh linh đã trở lại biết được vương trường sinh tìm nàng nàng trước tiên đi đến chỗ ở của vương trường sinh Cửu thúc, ngài tìm ta. Ta cùng Âu Dương Minh Lân trao đổi một lọ ngọc lân đan, đối với sự trưởng thành của lân quy hẳn là hữu dụng. Vương Thanh Linh vừa nói, vừa lấy ra một cái bình xứ màu lam, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhận bình xứ, rồi hỏi, Thanh Linh, hôm nay ngươi đi nơi nào? Thấy người nào? Có người hỏi thăm tình huống băng phong giao không? Suy nghĩ kỹ một chút, không cần phải gấp gáp. Vương Trường Sinh càng nghĩ, cảm thấy mục đích của Hoàng Phủ Duệ có thể là băng phong giao vương gia quật khởi quá nhanh bên ngoài cũng không biết vương gia có cái gì tốt nhớ lại lời hoàng phủ vanh nói với vương thanh linh vương trường sinh cảm thấy vấn đề nằm ở trên người băng phong giao băng phong giao cũng không phải linh thú hiếm gặp vì sao hoàng phủ vanh sẽ mạo hiểm trở mặt với vương thanh linh đưa ra ý định mua băng phong giao biết rõ sau lưng vương thanh linh có hai nguyên anh tu sĩ còn nói như vậy cái này nói không bình thường vương thanh linh cũng không có dấu diếm cẩn thận kể lại chi tiết hành trình hôm nay bao gồm cuộc nói chuyện cùng âu dương minh lân vương trường sinh âm thầm gật đầu xem ra hắn đoán không sai vấn đề nằm ở trên người băng phong giao lần đầu tiên gặp mặt âu dương minh lân liền đưa ra đề nghị để băng phong giao và kim quan giao cọ sát thực không bình thường thanh linh về sau nếu không cần thiết ngươi đừng thả băng phong giao đấu thú cùng người khác đi đâu cũng cẩn thận một chút khả năng hoàng phủ gia đang đánh chú ý với băng phong giao cũng không dám bảo đảm bọn họ sẽ không làm chuyện gì khác người vương trường sinh trịnh trọng nhắc nhở nếu thật sự giống hắn dự đoán như hoàng phủ gia nói không chừng sẽ bày ra ám chiêu đã biết cửu thúc vương thanh linh thành thật đáp ứng xuống dưới vương trường sinh đương nhiên sẽ không lừa nàng nàng nhưng không hy vọng băng phong dao bị người khác đoạt đi hai ngày thời gian rất nhanh liền trôi qua sáng sớm một ngày này âu dương gia liền phái người tiếp đãi tân khách ở hỏa lân phong toàn bộ hỏa lân phong phủ một màu đỏ đậm ngoại hình giống một con kỳ lân màu đỏ trông rất sống động đỉnh núi có một quảng trường lớn hơn ngàn mẫu đất nơi quảng trường cũng là màu đỏ đậm một cung điện có ngoại hình giống đầu kỳ lân đứng vững ở hồng thạch trên quảng trường bảng hiệu lóe ra ba chữ to hỏa lân điện mười phần rực rỡ vương trường sinh chờ các nguyên anh tu sĩ khác bay vào hỏa lân điện âu dương gia đã sớm bị tốt rượu ngon món ngon vương thanh linh và những tu sĩ còn lại ở bên ngoài hồng thạch quảng trường âu dương gia chuẩn bị một hồi đại hội đoạt bảo trúc cơ tầng ba trở lên dưới kim đan mới có thể tham gia đại hội đoạt bảo lần này ba mươi người đứng đầu có thể đạt được phần thưởng trong đó năm người đứng đầu bảng đều có thể đạt được một phần kết đan linh vật. Lần này Âu Dương gia mời không ít thế lực tham gia, chỉ tính riêng Nguyên Anh tu sĩ tọa trấn các thế lực đã có hơn 20 người. Không xuất ra một chút thứ tốt, ngoại lai tu sĩ chưa chắc sẽ tham gia đại hội đoạt bảo. Ngoài ra, Âu Dương gia cũng hy vọng mượn chuyện này rèn luyện hậu bối nhà mình, thể hiện cho bên ngoài thấy ngạo khí của bọn họ, cũng để bọn họ có kiến thức về trẻ tuổi tài tuấn của các thế lực khác đại hội đoạt bảo hạn chế trúc cơ tu sĩ sử dụng bậc ba phù triện và phù bảo dù sao cũng có một ít tu sĩ là hậu nhân của cao giai tu sĩ nếu không hạn chế chỉ sợ sẽ chết không ít tu sĩ như vậy đại hội đoạt bảo liền biến thành đại hội thành danh của tiên nhị đại rồi vương hữu vi có chút hưng phấn tộc đấu với hắn chỉ đạt được thứ bốn không ít thế lực tiến đến trúc thọ hạo nguyệt chân nhân nếu có thể vào được bản xếp hạng đủ để chứng minh sự ưu tú của hắn vương hoa phong cùng vương quý quân cũng tham gia đại hội đoạt bảo cùng đệ tử các thế lực lớn khác luận bàn đấu pháp, loại cơ hội này cũng không thường xuyên có. Nếu có thể lọt bảng, ngoại trừ danh khí của bản thân đại chứng ra bên ngoài, trên mặt thế lực xuất thân cũng có quang. Có 1.520 trúc cơ tu sĩ báo danh tham gia đại hội đoạt bảo, hơn phân nửa đến từ thế lực phụ thuộc Âu dương gia. Bởi vì số lượng người dự thi quá nhiều, nên được chia làm 10 tổ tỷ thí. Âu dương gia phái ra 10 chấp sự đệ tử, phụ trách cho những người dự thi rút thăm để tỷ thí tu sĩ Âu Dương gia cầm trong tay pháp bàn màu bạc, mặt trên có một kim đồng hồ có thể xoay tròn. Pháp bàn chia làm 100 khu vực nhỏ, số từ 1 đến 100. Người dự thi chuyển động kim đồng hồ, kim đồng hồ đứng ở số mấy, chính là số dự thi. Vương Hữu Vi là tổ ất số 30, tạm thời không cần lên sân khấu. Hắn có thể quan sát tu sĩ khác đấu pháp, học hỏi sở trường, bù lại chỗ khiếm khuyết. Ngay tại thời điểm trúc cơ tu sĩ tỷ thí, bên... Trong Hỏa Lân Điện, 33 danh nguyên anh tu sĩ tổng hợp tại đường, Âu Dương Hồng Thịnh ngồi ở ghế chủ tọa, đám người Vương Trường Sinh ngồi ở hai bên sườn. Trước người bọn họ đều có một tấm ngọc bàn màu đỏ, bên trên bày đầy rượu ngon món ngon. Đa tạ các vị đạo hữu tiến đến chúc thọ lão phu, nếu là có địa phương nào chiêu đãi không chu toàn, còn thỉnh các vị đạo hữu thứ lỗi, lão phu kính các vị một ly. Âu Dương Hồng Thịnh bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Đám người Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không chậm trễ, vội vàng đáp lễ kính xong rượu đám người vương trường sinh đều lấy ra thọ lễ thọ lễ của vương trường sinh là hai gốc linh dược ngàn năm thuộc tính hòa hắn xuất ra lễ nặng như vậy đương nhiên là hy vọng hợp tác cùng âu dương ra đả thông năm hải vực còn lại mở một thương lộ ổn định nhận lấy thọ lễ âu dương hồng thịnh nói một phen cảm tạ sau đó bảo tân khách không cần khách khí tận tình chè chén rượu quá ba tuần hạ bân mở miệng hỏi âu dương đạo hữu cảm tạ rượu ngon của ngươi ngươi mời nhiều như vậy đạo hữu lại đây không đơn giản là vì chúc thọ đi. Âu Dương gia làm ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không phải chỉ để chúc thọ Âu Dương Hồng Thịnh. Thực không dám giấu giếm, Lão Phu là một chuyện rất quan trọng tuyên bố, không biết các vị đạo hữu còn nhớ rõ Kim Thiềm, hải vực kia có tiểu thế giới của lệ quỷ sao. Ánh mắt Âu Dương Hồng Thịnh ngưng trọng. Đương nhiên nhớ rõ, Lão Phu nhớ Âu Dương ra các ngươi phái ra Nguyên Anh, tu sĩ mang đội thanh trước quỷ vật. Sao nào? Không lẽ phong ấn chỗ tiểu thế giới đó buông lỏng? Hay là có biến cố gì? trên mặt toàn bộ tân khách đều lộ ra vẻ mặt tò mò. Nếu không phải tiểu thế giới cái kia, người đại tông môn căn bản sẽ không lùi lại chiến sự, làm cho tin tức tiết lộ, bị dị tộc tiên hạ thủ vi cường. Ngũ đệ Âu Dương Hồng Quang của Lão Phu có tu vi nguyên anh trung kỳ. Hắn mang đội tới tiểu thế giới thanh chức quỷ vật, nhưng không biết có chuyện gì xảy ra, hắn lại có thể bị một quỷ vật rất lợi hại đoạt xá. Hơn nữa quay về Âu Dương gia chúng ta, không ngờ bị hộ tộc linh thú của gia tộc bọn ta phát hiện dị thường, hắn liều chết giết ra vòng vây, trốn vào vẫn tiên băng nguyên âu dương hồng thịnh thở dài một hơi chậm rãi nói một tu sĩ nguyên anh trung kỳ bị quỷ vật đoạt xá trên mặt âu dương gia cũng không quang nhưng bọn họ phải nói rõ ràng bằng không ngày sau tên tộc nhân bị đoạt xá kia đại khai sát giới người khác sẽ mang chứng tính ở trên người âu dương gia vậy thì phiền toái rồi tu sĩ nguyên anh trung kỳ cũng bị quỷ vật đoạt xá vậy nguyên anh tu sĩ khẳng định không phải này đối thủ lời này rơi xuống tân khách ở đây xôn xao một trận trên mặt mỗi một vị tân khách không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng bị quỷ vật đoạt xá, quỷ vật này cũng quá khủng bố rồi. Lão phu muốn nói cho các vị, ngày sau nếu là đụng tới hắn, giết không cần hỏi. Tất cả những việc hắn làm, Âu Dương gia chúng ta không phụ trách. Âu Dương gia chúng ta treo giải thưởng 500 vạn linh thạch truy bắt hắn. Nếu bắt sống, lại thêm 500 vạn linh thạch mang vào một yêu cầu không quá phận. Âu Dương gia vì đại thọ 900 tuổi của Âu Dương Hồng Thịnh xử lý bốn phía cũng có mục đích. Thứ nhất tuyên cáo cho các thế lực khác tin tức này, phủi sạch quan hệ, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ đều bị đoạt xá. Quỷ vật này có thần thông không nhỏ, Âu Dương Gia đương nhiên sẽ không vì gánh cái nồi này. Thứ hai, lần đại chiến này, người đại tông môn Nam Hải không bị nhiều ảnh hưởng. Không hề thiếu thế lực bị giết, thế lực đại tẩy trừ. Đồng bạn hợp tác của Âu Dương Gia kẻ bị giết thì bị giết, người bị thương nặng thì bị thương nặng. Âu Dương Gia cần cùng các thế lực mới quật khởi hợp tác, xây dựng tân thương lộ. Thứ ba, Âu Dương Gia muốn mượn việc này phô bày thực lực nhà mình, cũng để nhìn xem thế lực mới quật khởi đối đáy Âu Dương Gia như thế nào. Có chút thế lực cậy nhờ 10 đại tông môn, sẽ không xem Âu Dương Gia ở trong mắt. Âu Dương Gia càng nên phô bày một chút thực lực, để cho bọn họ biết Âu Dương Gia không dễ chọc. Một tấm thiệp mời của Âu Dương Gia, có thể mời đến hơn 20 nguyên anh tu sĩ, thế lực khác nhưng làm không được điểm này. Tay áo bào Âu Dương Hồng Thịnh run lên, hơn 30 vỏ sò màu sắc khác nhau bắn ra, dừng ở trước người đám người vương trường sinh. Vương trường sinh cầm vỏ sò màu xanh trước người, nhập thần thức vào trong đó, bên trong ghi lại diện mạo tu sĩ Âu Dương gia bị đoạt xá, thần thông, thần thông của quỷ tu cũng có giới thiệu. Vương trường sinh đương nhiên sẽ không đi vẫn tiên băng nguyên diệt sát người này. Không nói đến chuyện hắn có đánh thắng được hay không, vẫn tiên băng nguyên là một trong bảy đại hung địa Nam Hải. Vì một ngàn vạn linh thạch đi một chuyến vẫn tiên băng nguyên thì không đáng, ai biết đối phương tránh ở địa phương nào của vẫn tiên băng nguyên chỉ cần làm không tốt, bị chôn ở bên trong chính, là bản thân. Một ngàn vạn linh thạch quả thật không phải một số lượng nhỏ, nhưng vương gia hiện tại có địa bàn của mình cùng phường thị cỡ lớn. Chỉ cần hào hào kinh doanh, kiếm được một ngàn vạn linh thạch chỉ là vấn đề thời gian. Các thế lực khác cũng vậy, bọn họ sẽ không vì một ngàn vạn linh thạch, đi vẫn tiên băng nguyên tìm kiếm tu sĩ Âu Dương gia bị đoạt xá. Mắt đẹp Trương Vô Trần vừa chuyển, cười mỉm hỏi, Âu Dương đạo hữu, có thể có hành tung cụ thể của hắn không? Vẫn tiên băng nguyên rộng ngàn vạn dặm, cấm chế trùng trùng, chúng ta rất khó tìm thấy hắn. Âu Dương Hồng Thịnh lắc lắc đầu, rồi nói, chúng ta đuổi tới vẫn tiên băng nguyên, vốn không có tiếp tục đuổi theo, cũng không biết hành tung cụ thể của hắn, huyền thưởng lệnh thời kỳ nào cũng đều còn hiệu lực. Trương Vô Trần gật gật đầu, giọng điệu vừa chuyển, cười nói, Âu Dương đạo hữu, lời đồn Âu Dương ra các ngươi có một loại bí dược thú linh đan. Thiếp thân muốn cùng Âu Dương đạo hữu mua hai khỏa, không biết Ý Âu Dương đạo hữu như thế nào, nhiều nguyên anh tu sĩ đến Âu Dương gia chúc thọ như vậy, cũng tặng một phần thọ lễ giá trị xa xỉ, đương nhiên không phải chỉ vài chén rượu đã có thể đuổi đi. Âu Dương Hồng Thịnh cười cười, nói, "Trương phu nhân chê cười, Thú Linh Đan là độc môn bí dược của Âu Dương gia chúng ta, luyện chế khó khăn rất cao, cũng không phải là linh thạch có thể cân nhắc. Nhưng nhiều đạo hữu tiến đến chúc thọ lão phu như vậy, Âu Dương gia chúng ta cũng không thể bạc đãi các vị đạo hữu, như vậy đi, môn nhân đệ tử của các vị đạo hữu" Nếu có một người có thể chen vào 10 người đứng đầu trong đại hội đoạt bảo, Lão Phu sẽ đưa ra một viên thú linh đan. Có bao nhiêu người tiến vào hàng người, sẽ đưa bấy nhiêu khỏa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Âu Dương Đạo Hữu, Lão Phu nghe nói Âu Dương, ra các ngươi xuất hiện một vị tộc có nhân hỏa diệu thân thể, hắn có tham gia đoạt bảo đại hội không? Hai mắt hạ bân nhíu lại, mở miệng hỏi. Số lượng linh thể 10 phần hiếm gặp, đây là sự kiện xác suất không phải là số lượng người tu tiên càng nhiều, là có thể xuất hiện linh thể giả. Tứ hải môn có hơn vạn môn đồ, người tu tiên của các thế lực phụ thuộc lên đến mấy chục vạn người, linh thể giả chỉ có một người. Âu Dương Hồng Thịnh gật gật đầu, cười nói, Nguyệt Song sẽ tham gia đại hội đoạt bảo lần này, đứa nhỏ này tu luyện rất cố gắng, không biết nàng có tiến vào hàng người hay không. Hạ đạo hữu, nghe nói ngươi thu một vị đệ tử thiên linh căn, ngươi có dẫn theo hay không? Miệng hắn vừa nói xong, trên mặt lộ ra vẻ mặt đắc ý, Âu Dương gia muốn mượn cơ hội này, đem Âu Dương Nguyệt Dung phô trương trước mặt thế nhân. Nếu bại, cũng có thể tỏa ra ngạo khí của nàng. Nếu thắng, môn nhân đệ tử của thế lực khác chính là đá kê chân cho Âu Dương Nguyệt Dung thành danh. Đồng thời cũng tuyên dương với các hướng thế lực khác, Âu Dương gia có người truyền thừa. Tiểu thế lực xuất hiện môn nhân đệ tử có tư chất tốt, ước gì cất giấu đi, sợ để lộ tin tức bị người giết hại. Thế lực lớn bồi dưỡng đến trình độ nhất định, sẽ tổ chức lễ mừng long trọng, đem môn nhân đệ tử có tư chất thượng giai phô bày ra, cùng môn nhân đệ tử của các thế lực khác luận bàn, mà luyện hậu bối nhà mình. Hắc hắc, lão phu chỉ biết ngươi sẽ tổ chức đại hội đoạt bảo, lão phu đương nhiên mang theo, không biết hắn có phải là đối thủ của hậu bối Âu Dương Đạo Hữu hay không? Hạ Bân cười hắc hắc, có chút đắc ý nói. Tông môn muốn truyền thừa đi xuống, phải không ngừng xuất hiện nhân tài ưu tú. Đệ tử của hắn là thiên linh căn thuộc tính thủy, hậu bối của Âu Dương Hồng Thịnh là hỏa diệu thân thể, thủy đối với hỏa, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Vương Trường Sinh nghe xong đối thoại của bọn họ, ánh mắt lộ ra vài phần hâm mộ. Lại là thiên linh căn, lại là linh thể, không biết đến khi nào vương gia cũng có thể xuất hiện một gã thiên linh căn. Linh thể rất rất hiếm gặp, vương trường sinh không dám hy vọng xa vời. Lão Phu cũng mang đến một vị hậu bối thiên linh căn, vương đạo hữu lần này có mang đến hậu bối ưu tú. Hoàng Phủ Duệ nhìn về phía vương trường sinh, cười hỏi, Vương Mỗ mang đến một gã hậu bối phong linh căn, sẽ không biết hắn có thể tiến vào hàng mười. Vương Trường Sinh cười nói, cho dù hắn không nói, đến lúc tỉ thí, nguyên anh tu sĩ khác cũng có thể nhìn ra dị thường. Hắn mang theo đám người Vương Hoa Phong tiến đến chúc thọ, cũng để cho bọn họ lịch lãm, làm cho bọn họ mở mang kiến thức về các tài tuấn trẻ tuổi của thế lực khác. Dị linh căn thuộc tính phong, cửu đệ tử của Lão Phu cũng là phong linh căn, không biết hắn có thể gặp phải hậu bối của Vương Đạo Hữu không? một ông lão áo bò xanh tướng mạo bình thường khẽ vuốt chòm dâu cười nói hắn có dáng người trung đẳng một đôi mắt sáng ngời hữu thần để lộ ra một cảm giác khôn khéo ngũ linh tán nhân đồng quán một trong ngũ tiên hải ngoại nguyên anh trung kỳ đồng quán có thể nói là một cái truyền kỳ ở tu tiên giới nam hải hắn xuất thân là tán tu còn là ngũ linh căn chẳng những tiến vào nguyên anh kỳ thần thông cũng không yếu đứng hàng đầu trong ngũ tiên hải ngoại hậu bối của vương đạo hữu và cửu đệ tử của hạ đồng đạo hữu đều là phong linh căn cái này cũng quá trùng hợp rồi không biết nói ai lợi hại hơn ai giọng điệu hoàng phủ duệ thân thiện trên mặt lộ ra thần sắc hứng thú quá đông người tham gia đại hội đoạt bảo trong chốc lát không thể nhìn thấy kết quả lão phu đề nghị chúng ta tổ chức một hồi trao đổi như thế nào âu dương hồng thịnh đề nghị nguyên anh tu sĩ ở đây đến từ các hải vực khác nhau vừa lúc có thể tổ chức một hồi hội trao đổi trao đổi vật sở hữu đề nghị này của hắn được rất nhiều người đồng ý âu dương hồng thịnh làm người khởi xướng dẫn đầu lấy ra mấy chục thứ này nọ yêu đan cấp 4 luyện khí tài liệu cấp 4, linh dược ngàn năm ngay cả thú linh đan cũng có hai khỏa trao đổi linh vật thuộc tính hỏa ngoài hai ngàn năm hoặc đan dược thích hợp để tu sĩ nguyên anh hậu kỳ dùng cũng được lúc uông như yên tiến vào bí cảnh của hỏa lân tộc ở đông hoang có linh dược thuộc tính hỏa đã ngoài hai ngàn năm nhưng tu vi vương trường sinh tương đối thấp hắn đương nhiên sẽ không lấy ra trao đổi hắn không có hứng thú, nguyên anh tu sĩ khác lại cảm thấy hứng thú. Trương Vô Trần lấy ra một cái hộp gỗ màu đỏ, đưa cho Âu Dương Hồng Thịnh. Truyền âm trao đổi cùng Âu Dương Hồng Thịnh, đổi đi rồi một viên thú linh đan. Ngay tại thời điểm nguyên anh tu sĩ tổ chức hội trao đổi, người tham gia đại hội đoạt bảo đang đấu pháp. Một tòa lôi đài, Vương Hữu Vi khống chế hai con khôi lỗi thú bậc hai thượng phẩm, công kích Âu Dương Minh Nguyệt. Âu Dương Minh Nguyệt là đệ tử ở kiếm đường Âu Dương gia, nàng là một kiếm tu, thực lực không thể khinh thường trên người vương hữu vi bao phủ một lớp thủy mạc màu lam nhạt một viên hầu màu vàng cao ba trượng nắm một cây thiết côn màu vàng một cự giải màu lam lớn bằng một gian phòng vung hai cự kiềm đánh về phía âu dương minh nguyệt âu dương minh nguyệt sử dụng chín thanh phi kiếm hồng quang lập lòe thả ra một mảng lớn kiếm quang màu đỏ bổ vào trên người hai con khôi lỗi thú sau khi vang lên tiếng gầm rú liên tiếp cuồn cuộn lửa cháy bao phủ thân thể hai khôi lỗi thú ly hỏa chảm Âu Dương Minh Nguyệt bấm niệm kiếm quyết, chín thanh phi kiếm màu đỏ quang mang đại thịnh. Huyễn hóa ra mấy trăm đạo bóng kiếm màu đỏ giống hệt nhau, điện thiểm lôi chỉ nhập vào bên trong biển lửa, vang lên một trận khanh khanh trầm đục. Mày liễu nàng vừa nhíu, hai con khôi lỗi thú này của Vương Hữu Vi còn khó đối phó hơn so với nàng tưởng tượng. Trên mặt Vương Hữu Vi lộ ra thần sắc đắc ý, hai con khôi lỗi thú bậc hai này có luyện thêm kim ly thạch. Kim ly thạch là luyện khí tài liệu bậc 3, thường dùng để luyện chế pháp bảo phòng ngự, nước lửa bất xâm luận năng lực công kích, hai khôi lỗi thú bậc hai này không phải quá mạnh, nếu luận về năng lực phòng ngự, có thể so với pháp bỏ phòng ngự sơ hình. Âu Dương Minh Nguyệt biến đổi kiếm quyết, tiếng xe gió vang lớn. Mấy trăm thanh phi kiếm màu đỏ giống hệt nhau từ bên trong biển lửa bay ra, thẳng đến công kích Vương Hữu Vi. Vương Hữu Vi không chút hoang mang, lấy ra một mặt gương màu lam lớn bằng bàn tay, chuẩn xác đánh úp lại phi kiếm màu đỏ, quát khẽ một tiếng, định. Một mảng lớn sáng mờ màu đỏ thổi quét mà ra, lập tức che kín toàn bộ phi kiếm màu đỏ. Toàn bộ phi kiếm màu đỏ nhất thời ngừng lại, vẫn không nhúc nhích, lơ lửng ở giữa không trung. Âu Dương Minh Nguyệt cho mày, muốn sử dụng thủ đoạn công kích khác. Bỗng một tiếng giống làm đau đớn màng tai vang lên, một cỗ âm ba màu vàng thổi quét ra. Biển lửa chợt bị diệt, âm ba màu vàng đánh thẳng đến vị trí của Âu Dương Minh Nguyệt. Xẹt xẹt tiếng xe gió vang lên, mấy chục thủy tiễn màu lam giống như mưa sao xa vậy, tiến thẳng đến Âu Dương Minh Nguyệt. Âu Dương Minh Nguyệt không dám sơ ý, ngọc thủ run lên, một thanh phi kiếm có hồng quang lưu chuyển không ngừng xuất hiện trên tay nàng. Nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, tiếng kiếm minh vang lên, rậm rạp kiếm quang màu đỏ thổi quét ra. Oanh đùng đùng, một trận tiếng gầm rú thật lớn vang lên, rậm rạp kiếm quang màu đỏ chảm vỡ nát âm ba màu vàng. Mấy chục thủy tiễn màu lam cũng ngăn không được kiếm quang màu đỏ. Sau khi đánh tan âm ba màu vàng cùng thủy tiễn màu lam, kiếm quang màu đỏ cũng tán loạn không thấy kim quang chợt lóe, một mảng lớn côn ảnh với ánh vàng rực rỡ từ trên trời giáng xuống, tạp hứng Âu Dương Minh Nguyệt. Âu Dương Minh Nguyệt Ngọc Dung đại biến, vội vàng vung phi kiếm trên tay chắn hướng đỉnh đầu. Khanh, một cỗ cự lực đánh úp lại, Âu Dương Minh Nguyệt bay ngược đi ra ngoài, nàng còn chưa rơi xuống đất, một đạo lam quang nhạt như không thấy xuyên thủng hộ thể linh quang của nàng. Vương Hữu Vi thắng. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố nói, nếu là đấu pháp sinh tử, Âu Dương Minh Nguyệt đã sớm chết. Nhưng rồi, Âu Dương, tiên tử. Vương hữu vi hai tay ôm quyền, khiêm tốn nói. Hắn lấy ra khối lỗi thú ngăn địch, một mặt là vì có lòng tin đối với phòng ngự của khối lỗi thú. Một mặt khác cũng là dụ Âu Dương Minh Nguyệt sử dụng phi kiếm công kích hắn. Nếu định trụ đầy đủ phi kiếm Âu Dương Minh Nguyệt tế ra, hắn chưa chắc có thể thắng. Ta ở kiếm đường chỉ là trung đẳng, ngươi cũng không nên sơ ý. Gặp được đệ tử tinh nhuệ của kiếm đường, ngươi sẽ không dễ dàng thắng như vậy đâu. Âu Dương Minh Nguyệt thu hồi phi kiếm, đi xuống lôi đài một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, trong lòng Vương Hữu Vi cả kinh, quay đầu nhìn về hướng ngọn nguồn thanh âm. Một tòa lôi đài, một người nam áo đỏ cao cao gầy gầy đứng ở góc, vẻ mặt hắn đầy đắc ý. Ở đối diện hắn là một mảng biển lửa mấy trăm trượng màu đỏ. Trận pháp che kín lôi đài chợt ẩn hiện không ngừng, tựa như tùy thời đều có thể thoát phá. Người nam áo đỏ bấm niệm pháp quyết, bảy thanh phi đao hồng quang lập lòe hào quang đại trướng, hóa thành một con hỏa mãng dài mấy trượng trưởng màu đỏ, quanh thân bọc một tầng hỏa diễm màu đỏ nó nhảy vào bên trong biển lửa màu đỏ truyền ra một trận kim loại chạm vào nhau trầm đục oanh đùng đùng bảy thanh phi đao màu đỏ chợt bắn ra từ bên trong biển lửa kim quang rậm rạp không hề có dấu hiệu cũng từ bên trong biển lửa bay ra nháy mắt đến trước mặt người nam áo đỏ người nam áo đỏ bị dọa giật mình vội vàng lấy ra một mặt thuẫn bài màu đỏ lớn bằng bàn tay nháy mắt trứng đại che chắn ở trước người thuẫn bài màu đỏ giống như giấy vậy bị kim quang rậm rạp xuyên thủng Kim quang rậm rạp bị linh quang hộ thể của người nam áo đỏ chặn lại. Kim quang chợt lóe, một thanh niên áo vàng sắc mặt kiên nghị không hề có dấu hiệu xuất hiện ở trước mặt người nam áo đỏ. Toàn thân hắn trải rộng linh văn màu vàng, mười phần cổ quái. Hai đấm của thanh niên áo vàng bọc một tầng kim quang trói mắt, nện ở trên linh quang hộ thể của người nam áo đỏ. Vang lên hai tiếng trầm đục, linh quang hộ thể đều bị thoát phá. Người nam áo đỏ bị thanh niên áo vàng đánh trúng hai đấm thân thể giống như diều đứt dây bay ngược đi ra ngoài học không ít máu người nam áo đỏ rơi trên mặt đất hôn mê bất tỉnh khí tức uể oải hoàng phủ ngọc thắng sắc mặt vương hữu vi trở nên ngưng trọng hẳn lên hoàng phủ ngọc hiển nhiên là thể tu rất ít người tu tiên sẽ lựa chọn tu luyện công pháp luyện thể thể tu cần chịu được thống khổ người thường không thể chịu đựng được sau khi trải qua thiên truy bách luyện mới có thể tu luyện thành công quá trình tu luyện thống khổ dị thường có rất ít người tu tiên sẽ lựa chọn con đường này thể tu cùng giai tương đối mạnh mẽ, cho dù thể tu rất khó bồi dưỡng, các thế lực lớn vẫn là sẽ chọn lựa vài tên đệ tử làm thể tu bồi dưỡng. Vương gia cũng muốn bồi dưỡng thể tu cho mình, tiếc nuối là cũng không ai có thể tu luyện thành công. Có người tu luyện đến nửa đường nổ tan xác mà chết, có người nửa đường đánh trống rút lui. Hoàng phủ Ngọc tựa như chú ý tới ánh mắt của Vương Hữu Vi, cũng nhìn lại hướng Vương Hữu Vi. Hai người một lời cũng chưa nói, cứ như vậy nhìn đối phương một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa tại một tòa lôi đài chợt bạo liệt mở ra mảng lớn ánh lửa màu đỏ tuôn ra vô số đá vụn bắn về các phía tu sĩ âu dương gia vội vàng ra tay ngăn trở tân khách vẫn chưa bị thương vương hữu vi và hoàng phủ ngọc đều nhìn về hướng ngọn nguồn tiếng nổ hỏa diễm màu đỏ tán đi một cô gái quần đỏ mi thanh mục tú đứng ở bên trong một mảng đá vụn một gã thanh niên áo lam đồ ở trên đất y phục rách nát không đủ che thân thân thể một mảng cháy đen khí tức uệ oải âu dương gia hạ thủ cũng quá độc ác đi hạ ngoan thủ như thế đây cũng không phải nhà ngươi chẳng lẽ ngươi cùng người khác luận bàn còn phải lưu thủ sao nghe nói âu dương gia có một vị hỏa diệu thân thể nói vậy chính là người này đi không nghĩ tới là một vị nữ tu sĩ chật chật linh thể giả một vạn người tu tiên không nhất định xuất hiện một người ta xem đại hội đoạt bảo lần này đây người này chắc chắn là đệ nhất cái này rất khó nói hoàng phủ gia phái ra một vị tu sĩ thiên linh căn thuộc tính kim tứ hải môn phái ra tu sĩ thiên linh căn thuộc tính thủy. Đệ tử ưu tú của các thế lực khác cũng không ít. Vương Hữu Vi nghe được sáu chữ thiên linh căn thuộc tính kim, nhìn lại hướng Hoàng Phủ Ngọc, trong mắt lộ ra vài phần kiêng kỵ. Tu sĩ linh thể giả, thiên linh căn lục tục xuất hiện, Vương Hữu Vi cảm thấy áp lực bội phần. Hắn là hậu nhân thanh liên tiên lữ, không thiếu tu sĩ có xuất thân tốt hơn so với hắn. Tư chất của người khác tốt hơn so với hắn, công pháp tu luyện hẳn là cũng tốt hơn. Không có biện pháp, địa phẩm công pháp của vương gia có thể đếm được trên đầu ngón tay vương hữu vi tu luyện huyền phẩm công pháp nếu có thể có được một thần thông quả còn có thể bù lại một chút tranh lệch giữa hắn và các thiên tài khác vương hữu vi hít sâu một hơi đi xuống lôi đài điều hắn có thể làm là toàn lực ứng phó thắng là tốt nhất nếu bại cũng có thể có thêm kiến thức về các tài tuấn trẻ tuổi các thế lực khác tỉ mỉ bồi dưỡng đây cũng là một chuyện tốt thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân bình thường như thế. Vòng tỉ thí thứ nhất chấm dứt, 760 trúc cơ tu sĩ tiến vào vòng tiếp theo. Vương Hữu Vi rút được số 20, hắn lên sân khấu tương đối muộn, có thể quan sát những trúc cơ tu sĩ khác đấu pháp. Vương Hoa Phong rút được tổ đinh số 1, đối thủ của hắn là một thanh niên áo vàng dáng người thấp béo, trúc cơ tầng 7. Ngay từ lúc bắt đầu tỉ thí, thanh niên áo vàng liền lấy ra một mặt lệnh kỳ màu vàng lớn bằng bàn tay. Đánh vào đó mấy đạo pháp quyết, lệnh kỳ màu vàng sáng lên vô số phù văn huyền ảo màu vàng chợt tăng cao tới một trượng cắm ở trước người hắn thả ra một cỗ cuồng phong mênh mông bảo vệ toàn thân hắn hầu như là cùng lúc đó bên ngoài thân vương hoa phong sáng lên một trận thanh quang cuồng phong nhất thời gào thét hư không chợt xuất hiện từng quả phong nhận màu xanh dài tầm một thước có hơn trăm quả tiếng xe gió vang lên sệt sẹt, mấy trăm mai phong nhận màu xanh sắc bén bay thẳng đến thanh niên áo vàng mấy trăm mai phong nhận màu xanh vừa tới gần thanh niên áo vàng liền bị cơn lốc màu vàng cuốn vỡ nát, thân hình Vương Hoa Phong nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay thẳng đến thanh niên áo vàng. Rất nhanh, hắn liền xuất hiện ở trước mặt thanh niên áo vàng, cách thanh niên áo vàng khoảng một trượng. Thanh niên áo vàng bị dọa một trận, vội vàng lấy ra hai tấm đại hỏa cầu phù, hóa thành hai hỏa cầu cỡ lớn, dẫn theo sóng nhiệt kinh người, đánh về hướng Vương Hoa Phong. Đồng thời lấy ra một cây tiểu tán màu vàng, thả ra một mảng sáng mờ màu vàng che kín mình thanh quang trượt lóe vương hoa phong trượt biến mất không thấy hai hỏa cầu cỡ lớn tạp trên mặt đất làm xuất hiện một cái hố thật lớn một trận gió nhẹ thổi qua vương hoa phong trượt xuất hiện ở phía sau thanh niên áo vàng tay phải hắn vừa lật thanh quang trong tay mạnh mẽ xuất hiện là một thanh phong đao màu xanh dài hơn một trượng phong đao màu xanh mũi nhọn đại trướng nhanh chóng thực thể hóa bổ tới vòng sáng mờ màu vàng hai tiếng trầm đục màu vàng sáng mờ cùng cơn lốc màu vàng bị chảm vỡ nát phong đao màu xanh bổ vào pháp y trên người thanh niên áo vàng đừng nhúc nhích nếu không cẩn thận đầu của ngươi giọng điệu vương hoa phong lạnh nhạt đại hội đoạt bảo thiên tài tập hợp hắn đương nhiên không muốn sử dụng tiểu thần thông quá sớm cũng may hắn tu luyện địa phẩm công pháp tốc độ di động tương đối nhanh tránh hại tìm lợi mới là chính đạo thanh niên áo vàng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh tốc độ của đối phương quá nhanh hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng gì vương hoa phong thắng trọng tài lớn tiếng tuyên bố phong đao màu xanh trong tay vương hoa phong hóa thành nhiều điểm thanh quang tán loạn hắn đi xuống lôi đài hoa phong làm tốt lắm vương hữu vi đã đi tới cười tán dương lão tổ tông khen chật rồi tôn nhi chỉ là may mắn mà thôi nếu chống lại những tên biến thái này tôn nhi cũng không thể nắm chắc thắng lợi vương hoa phong khiêm tốn nói sau gặp được những thiên tài khác hắn cũng không dám kiêu ngạo núi cao còn có núi cao hơn ngươi có thể nghĩ như vậy ta an tâm rồi yên tâm đi bọn họ cho dù muốn thắng cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Vương Hữu vì vỗ vỗ bả vai Vương Hoa Phong, ý vị thâm trưởng nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên trong hỏa lân điện, Vương Trường Sinh đứng dậy, lấy ra mấy chục loại tài liệu, rồi nói, đổi lấy linh đan rượu dược hữu dụng đối với linh thú tiến cấp, đan dược cấp 4 giúp tinh tiến pháp lực hoặc là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế phi kiếm. Hắn xuất ra tuyết mộc đã ngoài 2.000 năm, luyện khí tài liệu cấp 4, tinh hồn yêu cầm cấp 4. Những tài liệu này tuy nói chân quý, những còn chưa tới mức làm đỏ mắt những nguyên anh tu sĩ khác. Đan dược cấp 4 làm tinh tiến pháp lực, ai cũng chê ít. Đám người hạ bân muốn trao đổi đan dược cấp 4 làm tinh tiến pháp lực, nhưng vẫn chưa thành công. Cũng không phải nguyên anh tu sĩ khác không có, mà là bọn hắn chướng mắt đan dược tài liệu nguyên anh, tu sĩ khác lấy ra để trao đổi. Vương Đạo Hữu, Lão Phu có một viên thú linh đan, muốn trao đổi tuyết mộc với ngươi. Nhưng ngươi phải có tuyết mộc đã ngoài 3.000 năm đến đổi mới được, các ngươi tập kích băng viên tộc, tuyết mục 3.000 năm khẳng định có không ít đi. Lão Phu cần ba tuyết mục 3.000 năm dài ba thước, như thế nào? Đồng quán truyền âm với vương trường sinh. Đồng đạo hữu nói đùa rồi, tuyết mục 3.000 năm dài ba thước, có thể lấy để luyện chế phòng ngự linh bảo. Thú linh đan quả thật chân quý, nhưng là cho linh thú dùng, linh thú ăn vào cũng không nhất định có thể tiến vào cấp 4. Nếu đồng đạo hữu xuất ra hai khỏa thú linh đan, ta có thể cho người một gốc 3.000 năm tuyết mục dài bốn thước, như thế nào? Đồng quán trầm ngâm một lát, đáp ứng xuống dưới, lấy ra một cái hộp gỗ màu đỏ, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mở ra hộp gỗ thì thấy, bên trong có hai viên thuốc màu vàng nhạt, tản mát ra một trận mùi thơm lạ lùng. Hắn gật gật đầu, lấy ra một chữ vật châu màu trắng đưa cho Đồng quán. Có nhiều nguyên anh tu sĩ truyền âm nói chuyện với Vương Trường Sinh, nhưng chỉ có Đồng quán và Vương Trường Sinh trao đổi thành công. Vương Trường Sinh thu hồi đồ vật, ngồi xuống. Đồng quán đứng dậy, lấy ra mấy chục loại tài liệu, rồi nói: mấy thứ này đổi lấy linh vật ngũ hành hoặc là luyện khí tài liệu ngũ hành, nếu linh mẫn mộc linh dược, dưới ngàn năm không đổi. Hắn lấy ra rất nhiều thứ, pháp bảo, luyện khí tài liệu, phù triện cấp 4, tài liệu yêu thú. Đồng đạo hữu, đây là cái gì? Hạ Bân chỉ vào một vật thể màu đen lớn bằng cái trứng chim, tò mò hỏi. Mặt ngoài vật thể màu đen có một chút linh văn màu vàng, hình như là yêu đan, nhưng cùng yêu đan thông thường có chút khác nhau. Khỏa yêu đan này tản mắt ra nồng đậm âm khí, Lão phu ở Vạn Quỷ Hải vực liệp sát được một âm thú cấp 4. Đây là yêu đan, dùng để luyện chế linh dược thuộc tính âm là thích hợp nhất. Vương Trường Sinh nghe được hai chữ âm thú, thần sắc như thường, trong lòng nổi lên một trận gợn sóng. Âm thú là yêu thú chỉ có ở Vạn Quỷ, Hải vực âm thú là yêu thú nuốt vào lượng lớn âm khí nên dị biến thành, một khi biến thành âm thú, rời khỏi Vạn Quỷ Hải vực sẽ rất khó sinh tồn tiếp tục. Diệp Hải Đường tu luyện Hoàng Tuyền Bảo Điển, cần một loại đan dược gọi là hoàng tuyền đan phụ trợ tu luyện hoàng tuyền đan chính là lấy yêu đan âm thú luyện chế thành cấp bậc âm thú càng cao chất lượng yêu đan càng tốt hoàng tuyền đan được luyện chế ra có công hiệu càng cao vương trường sinh đi lên phía trước đang muốn cầm lấy yêu đan âm thú đồng quán chợt cầm lấy âm thú yêu đan muốn đưa cho hoàng phủ duệ chậm đã đồng đạo hữu ta lấy một khối tuyết mộc hai ngàn năm đổi với ngươi vương trường sinh vội vàng truyền âm với đồng quán đồng quán mặt lộ vẻ do dự sắc truyền âm nói, vương đạo hữu, lão phu đã có một khối tuyết mộc rồi, không cần khối thứ hai. Nếu ngươi có linh mộc ngũ hành trên ngàn năm, lão phu thật ra có thể trao đổi với ngươi. Hoàng phủ đạo hữu xuất ra vật có giá trị cũng không thấp. Vương trường sinh nhíu mày, cân nhắc một lát, hắn lấy ra một cái chữ vật trâu màu xanh, đưa cho đồng quán, truyền âm nói, trong này là một đốt xích diễm trúc trên ngàn năm và một khối tuyết mộc ngàn năm, như thế nào? Nghe xong lời này, trên mặt đồng quán lộ ra vẻ mặt xin lỗi, truyền âm với hoàng phủ duệ, hoàng phủ duệ nhíu mày liếc mắt nhìn vương trường sinh một cái hoàng phủ duệ truyền âm cùng đồng quán hai bên không thể đồng ý đồng quán cuối cùng đưa yêu đan âm thú cho vương trường sinh vương trường sinh thần sắc như thường thu hồi yêu đan trở lại chỗ ngồi của mình đồng quán trao đổi xong trở lại chỗ ngồi hoàng phủ duệ đứng hẳn lên lấy ra mấy chục loại tài liệu có pháp bảo tài liệu luyện đan tài liệu luyện khí trận kỳ linh dịch mấy thứ này đổi lấy linh dược trên ngàn năm thuộc tính băng Đan dược cấp 4 thuộc tính băng, yêu đan cấp 4 thuộc tính băng. Hoàng phủ Duệ nói xong lời cuối cùng, như vô tình liếc mắt Vương Trường Sinh nhìn một cái. Hoàng phủ Duệ muốn trao đổi tài liệu luyện đan và đan dược thuộc tính băng. Theo Vương Trường Sinh biết, Hoàng phủ Duệ tu luyện đều không phải là công pháp thuộc tính băng. Nếu là giúp tập nhân trao đổi, có chút đan dược cần linh dược thuộc tính băng trung hòa dược tính. Vương Thanh Linh chăn nuôi băng phong giao, Uông Như Yên chăn nuôi hai con bích nhãn hàn tầm. Vương Trường Sinh cũng cần tài liệu luyện đan hoặc là đan dược thuộc tính băng. Đồ vật Hoàng Phủ Duệ lấy không đáng để Vương Trường Sinh trao đổi cùng hắn. Trao đổi hội rằng có hơn nửa canh giờ, có người trao đổi thành công, có người trao đổi thất bại. Trao đổi xong vật phẩm, mọi người thảo luận đến những tâm đắc trong quá trình tu luyện. Bọn họ đương nhiên sẽ không tiết lộ công pháp của bản thân, nói có vẻ mơ hồ, nhưng cũng có chỗ tham khảo. Ngay tại thời điểm Nguyên Anh tu sĩ trao đổi tâm đắc tu luyện, đại hội đoạt bảo cũng đến lúc 100 người đứng đầu giao đấu. Sau khi vòng tỉ thí thứ nhất kết thúc, có 760 người tiến vào vòng đợt thứ hai. Trải qua mấy vòng tỉ thí, trước mắt còn có 181 người tham dự. Có mấy chàng tỉ thí đánh rất kịch liệt, bản thân hai bên đều bị trọng thương, bị phán hòa, loại cả hai. Vương Hữu Vi đứng ở trên lôi đài, vẻ mặt có chút khẩn trương, đối thủ của hắn là một thiếu phụ quần đỏ dáng người nóng bỏng, chúc cơ tầng 8. Thủ đoạn của Vương Hữu Vi cũng không nhiều. Thực lực những người tham dự đại hội đoạt bảo đều tương đối mạnh mẽ, ở bên trong mấy vòng tỉ thí phía trước vì thắng lợi vương hữu vi hầu như đã lật ra gần hết con bài hắn có thể thắng lợi chủ yếu là dựa vào hai con khôi lỗi thú bậc hai thượng phẩm một món pháp khí có thể định trụ pháp khí của người khác và một phi châm pháp khí hắn đương nhiên còn có con bài chưa lật đến lúc này hắn cũng không có biện pháp lại che giấu con bài chưa lật đó vương hữu vi khống chế hai con khôi lỗi thú bậc hai đánh về phía đối diện cũng lấy ra một mặt lệnh kỳ màu trắng lớn bằng bàn tay điên cuồng vung lên cuồng phong gào thét, một mảng lớn gió lạnh màu trắng thổi quét ra. Đỉnh đầu hai người bọn họ chợt xuất hiện một đoàn mây đen thật lớn. Mây đen kịch liệt quay cuồng, bắt đầu khởi động, đậu từng bông tuyết lớn từ trên cao bay xuống. Thiếu phụ quần đỏ lấy ra một cái bình ngọc màu đỏ, thả ra một mảng lớn hỏa diễm màu đỏ, bảo vệ quanh thân. Bông tuyết vừa tới gần thiếu phụ quần đỏ ba trượng, liền nhanh chóng biến mất không thấy. Thiếu phụ quần đỏ lấy ra chín thanh phi đao màu đỏ, chém lên trên người hai con khôi lỗi thú bậc hai, truyền ra một trận khanh khanh trầm đục, nàng tựa như có chút không kiên nhẫn, pháp quyết biến đổi, đánh vào bình ngọc màu đỏ một đạo pháp quyết, ánh lửa đại thịnh, một con hỏa điểu màu đỏ lớn tầm một trượng từ bên trong hỏa diễm bay ra, dẫn theo nhiệt độ kinh người, đánh về phía đối diện. Pháp khí hóa hình. Sắc mặt Vương Hữu Vi ngưng trọng, vội vàng lấy ra gương pháp khí, thả ra một mảng sáng mờ, lập tức che kín hỏa điểu màu đỏ. Hỏa điểu màu đỏ nhất thời bị định trụ, không thể động đậy thiếu phụ quần đỏ biến đổi pháp quyết, ngoài thân hiện ra vô số phù văn. Trong hư không chợt hiện ra một đoàn lại một đoàn ánh lửa màu đỏ, giống như mưa sao băng vậy, dắt ở giữa không trung. Mấy trăm quả hỏa cầu màu đỏ tạp về hướng đối diện, thanh thế dọa người. Cuồng phong nổi lên, vô số bông tuyết bay múa, hóa thành một bức tưởng tuyết cao mấy trượng màu trắng, che ở trước người vương hữu vi. Oanh đùng đùng, tường tuyết màu trắng bị tạp vỡ nát, khí lưu cuồn cuộn. Thiếu phụ quần đỏ mở miệng, bay ra một đoàn hỏa diễm màu xanh sau một cái mơ hồ, hóa thành một con hỏa điểu màu xanh lớn bằng bàn tay, đánh về hướng tới đối diện. Hỏa điểu màu xanh là bí hỏa nàng bồi dưỡng nhiều năm, không phải là hỏa diễm thông thường có thể so sánh. Vương Hữu Vi đỡ được toàn bộ hỏa cầu màu đỏ, hỏa điểu màu xanh cũng đến trước mặt hắn. Một tiếng chim hót trong suốt vang lên, hỏa điểu màu xanh đánh vào trên linh quang hộ thể Vương Hữu Vi, nhanh chóng hóa thành một đoàn hỏa diễm màu xanh, bao phủ thân thể Vương Hữu Vi. Sau một lát, hỏa diễm tán đi, lộ ra một tấm phù triện màu bạc, phù triện không gió tự cháy. Ảnh phù. Sắc mặt của thiếu phụ quần đỏ trở nên rất khó xem, ảnh phù là phù triện bậc 2, có thể phục chế diện mạo của bản thể và khí tức, chỗ thiếu hụt duy nhất là không thể cử động. Hư không phụ cận sáng lên lam quang chói mắt, hiện ra thân thể Vương Hữu Vi. Tay áo hắn run lên, bay ra một viên luân màu trắng lớn bằng bàn tay. Lại đánh vào đó một đạo pháp quyết, viên luân màu trắng hào quang đại trướng, chợt hóa thành một con cự hạc màu trắng lớn khoảng một trượng bay về hướng đối diện cùng lúc đó cuồng phong gào thét vô số bông tuyết đón gió bay múa hóa thành từng quả băng nhận màu trắng phía sau tiếp phía trước bổ về phía hỏa điều màu xanh thiếu phụ quần đỏ ngọc dung đại biến muốn lấy ra pháp khí ngăn cản viên hầu khôi lỗi thú trượt phun ra một cỗ âm ba mờ mịt đồng thời một mảng lớn kim quang bay ra từ miệng nó cự giải khôi lỗi thú phun ra nhất mảng lớn thủy tiễn màu lam cự hạc màu trắng hai cánh hung hăng vỗ bắn ra rậm rạp linh vũ màu trắng oanh đùng đùng sau khi vang lên tiếng gầm rú liên tiếp, linh quang hộ thể của thiếu phụ quần đỏ bị đánh tan. Móng vuốt của cự hạc màu trắng xé rách quần áo của nàng, lộ ra cái yếm uyên ương màu đỏ. Nếu không phải Vương Hữu Vi thủ hạ Lưu Tình, nàng đã chết rồi. Vương Hữu Vi thắng. Vương Hữu Vi thở phào nhẹ nhõm một hơi, quần đỏ thiếu phụ kiêng kỵ gương pháp khí trên tay hắn, không có khả năng lập tức sử dụng con bài chưa lật. Hắn sớm đã thiết lập kế hoạch, dụ dỗ đối phương lấy ra con bài chưa lật, sau đó lại hiện thân lấy ra con bài chưa lật của mình là băng hạc luân công kích đối phương băng hạc luân luyện có chứa tinh hồn của băng nguyệt hạc bậc hai thượng phẩm có thể biến hóa công kích lúc này tỷ thí ở những lôi đài khác đều là đã xong vương hữu vi nhảy xuống lôi đài ánh mắt di chuyển về hướng một tòa lôi đài vương quý quân khống chế chín thanh phi kiếm màu lam thả ra rậm rạp kiếm quang màu lam công kích một gã thanh niên áo lam có ngũ quan anh tuấn thanh niên áo lam gọi là trần hải vân tu sĩ thiên linh căn thuộc tính thủy, là đệ tử của kiền dương chân nhân Hạ Bân. Trần Hải Vân tinh thông pháp thuật hệ thủy, hai tay vẽ mông vòng ở hư không, vô số lam quang mạnh mẽ xuất hiện, hóa thành một đạo thủy mạc dày đặc màu lam, che ở trước người. Vương quý quân mày liễu vừa nhíu, kiếm quyết biến đổi, hư không truyền ra một trận ong ong trầm đục. Hư không vặn vẹo một trận, một đoàn vân đoàn màu lam, dài mấy chục trượng hiện lên giữa không gian trống rỗng. Vân đoàn màu lam quay cuồng kịch liệt một trận, chút xuống từng hạt mưa lớn sau một cái mơ hồ mỗi một giọt mưa hóa thành một thanh phi kiếm màu lam dài tầm thước rất nhanh công kích trần hải vân khu vực trong phạm vi mấy chục trượng đều bị phi kiếm màu lam che kín trần hải vân vẫn đứng yên không nhúc nhích bị rậm rạp phi kiếm màu lam xuyên thủng thân thể biến thành vô số thủy khí màu lam hiển nhiên là thế thân thủy ảnh thuật vương quý quân cho mày nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì ngọc thủ vừa lật một thanh phi kiếm màu lam mênh mông xuất hiện trên tay nàng đúng lúc này thân thể của nàng sáng lên vô số lam quang Trần Hải Vân chợt xuất hiện, quanh thân bị một mảng lớn thủy khí màu lam bao vây. Tay phải hắn trào ra vô số lam quang, đánh tới quang hộ thể của Vương Quý Quân. Một tiếng trầm nặng, tay phải Trần Hải Vân bị linh quang hộ thể của Vương Quý Quân chặn lại. Nhưng vô số nước biển lại hiện lên giữa không gian trống rỗng, bao vây Vương Quý Quân. Vương Quý Quân cảm giác một cỗ trọng lực khó có thể ngăn cản đánh úp lại, linh quang hộ thể chợt vỡ vụn, thân hình căng thẳng, không thể động đậy. Trần Vân Hải thắng. Trọng tài la lớn: lam quang trên tay trần vân hải tán đi nước biển bao vây lấy vương quý quân cũng tán đi quần áo vương quý quân bị nước biển làm ướt dáng người đầy đạn như ẩn như hiện vương hữu vi vội vàng đi lên lôi đài lấy ra một áo choàng màu lam phủ thêm cho vương quý quân đã nhường rồi vương tiên tử trần vân hải hai tay ôm quyền khiêm tốn nói nhảy xuống lôi đài thực lực của vương quý quân cũng không nhược chỉ có thể trách nàng xui xẻo đụng phải trần hải vân trần hải vân là tu sĩ thiên linh căn thuộc tính thủy tinh thông nhiều loại pháp thuật thuộc tính thủy, thủy ảnh thuật, vũ tiễn thuật, thủy độn thuật, thủy tường thuật. Trần Hải Vân có thể tùy thời thi triển thủy độn thuật, xuất hiện khắp mọi ngõ ngách. Hữu Vi thúc công, nếu ngươi gặp phải người này, nhất định phải cẩn thận. Vương Quý Quân dặn dò, sau đó cùng Vương Hữu Vi đi xuống lôi đài. Một vòng tỉ thí lại qua đi, 91 trúc cơ tu sĩ tiến vào vòng tiếp theo. Lúc này đây, vận khí của Vương Hữu Vi có vẻ không tồi, rút ra được số 0, trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo. Vương Hiển Phân rút ra được số 1, dẫn đầu vào bàn. Đối thủ của hắn là một thanh niên thanh sam có ngũ quan tuấn lãng. Phong Vân Dương, dị linh căn thuộc tính Phong, là đệ tử của ngũ linh tán nhân. Vương Hiển Phân am hiểu cơ quan khối lỗi thuật, từng tiến vào Chu Sơn bí cảnh tầm bảo, có tu vi trúc cơ tầng 8, thực lực không thể xem thường. Ngay từ đầu cuộc tỷ thí, Vương Hiển Phân đã lấy ra bốn khỏa cầu kim loại màu sắc khác nhau, mặt ngoài mỗi một khỏa cầu kim loại đều trải rộng linh văn huyền ảo. Ở bên trong một trận tiếng cơ quan, bốn quả cầu kim loại hóa thành bốn con khôi lỗi thú có ngoại hình khác nhau. Một con cung tiễn khôi lỗi thú, một con viên hầu khôi lỗi thú, một con hắc ưng khôi lỗi thú và một con nhện khôi lỗi thú. Tứ con khôi lỗi thú bậc hai đồng thời công kích về phía phong vân dương. Cung tiễn khôi lỗi thú dương cung cải tên, vô số mũi tên màu xanh bắn nhanh mà ra, hắc ưng khôi lỗi thú từ trên cao đáp xuống, viên hầu khôi lỗi thú vung trường côn màu vàng, đón đầu nện xuống. Con nhện khôi lỗi thú phun ra một mảng lớn tơ nhện mảnh khảnh khóe miệng phong vân dương hơi hơi nhếch lên bên ngoài thân sáng lên một trận thanh quang trói mắt quanh thân trượt xuất hiện một cổ cuồng phong thổi bay toàn bộ công kích bên ngoài thân phong vân dương sáng lên vô số linh văn huyền ảo trượt hóa thành một cơn lốc xoáy màu xanh cao mấy chục trượng thổi quét về phía vương hiển phân lốc xoáy màu xanh còn chưa đến trước người khí lưu cường đại sản sinh một cỗ hấp lực mạnh mẽ giống như quyết phải cuốn vương hiển phân vào bên trong lốc xoáy quần áo và tóc vương hiển phân đón gió bay múa xem ra có chút chật vật hắn biến đổi pháp quyết viên hầu khôi lỗi thú há mồm phun ra rậm rạp phi châm màu vàng phi châm màu vàng vừa cách lốc xoáy màu xanh năm trượng nhất thời bị cuốn bay ngược ra ngoài căn bản không thể tới gần phong vân dương viên hầu khôi lỗi thú và con nhện khôi lỗi thú đánh về phía lốc xoáy màu xanh trực tiếp bị cuốn vào bên trong lốc xoáy màu xanh không qua bao lâu một đống mảnh vỡ bắn ra mơ hồ có thể phân biệt ra là thân thể hai khôi lỗi thú vương hiển phân không nghĩ tới phong vân dương khó giải quyết như vậy hắn còn chưa kịp áp dụng thủ đoạn khác lốc xoáy màu xanh đã đến trước người cả người hắn bị khí lưu mạnh mẽ cuốn vào bên trong lốc xoáy màu xanh rất nhanh vương hiển phân từ bên trong lốc xoáy màu xanh bay ra ngã ở trên đất linh quang hộ thể của hắn biến mất không thấy y phục rách nát không đủ che thân bên ngoài thân máu chảy không ngừng sắc mặt uể oải đây vẫn là phong vân dương hạ thủ lưu tình nếu không hắn đã sớm biến thành một khối tử thi phong vân dương thắng sắc mặt vương hiển phân trở nên dị thường khó coi hắn thật không ngờ mình bại nhanh như vậy phòng ngự của hắn ở trước mặt phong vân dương giống như giấy vậy phong vân dương không cần tốn nhiều sức liền có thể phá đi phòng ngự của vương hiển phân truy cập halayzi com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé hiển phân không có việc gì đi mau ăn vào một viên hồi xuân hoàn hảo hảo chữa thương vương hữu vi lấy ra một viên thuốc màu xanh để cho vương hiển phân nuốt xuống Người này rất biến thái, tốc độ quá nhanh, công kích quá mạnh mẽ. Khôi lỗi thú căn bản vô dụng đối với hắn. Vương Hiển phân cười khổ mà nói, ba người Vương Vinh Tương đang bế quan, không có đến, Vương Hiển Thịnh cũng đang ở Thanh Liên Đảo bế quan tu luyện. Hiện tại Vương gia chỉ có Vương Hữu Vi và Vương Hoa Phong còn chưa bị đào thải đi, không biết nói bọn họ có thể tiến vào hàng 30 hay không. Chuyện còn lại liền giao cho chúng ta, ngươi hảo hảo chữa thương đi. Vương Hữu Vi dặn dò, ánh mắt có chút ngưng trọng, người tham gia không hề thiếu thiên tài, thực lực không phải trúc cơ tu sĩ có thể sánh bằng, điều này khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn. Bên trong Hỏa Lân Điện, Vương Trường Sinh và các nguyên anh tu sĩ đang ở trao đổi tâm đắc tu luyện, mỗi người đều thu hoạch được một ít dẫn dắt. Một người nam áo đỏ thân hình cao lớn đi đến, cung kính nói: "Lão tổ tông, các vị tiền bối, hiện tại đã đến tỷ thí xếp hạng 30 người đứng đầu. Chúng ta cũng nói không sai biệt lắm rồi, đi ra ngoài nhìn tiểu bối tỷ thí một chút đi." giọng điệu Âu Dương Hồng Thịnh thân thiện, trận đại hội đoạt bảo này là hắn cố ý tổ chức vì Âu Dương Nguyệt Dung. Hơn 30 vị nguyên anh tu sĩ đi ra khỏi Hỏa Lân cung, tu sĩ cấp thấp một trận xôn xao. Trên lôi đài còn có 40 người dự thi, có nhiều vị dự thi lưỡng bại câu thương, bất phân thắng bại, bị đào thải song song. Âu Dương gia đã sớm chuẩn bị tốt bàn ghế, để các nguyên anh tu sĩ ngồi quan khán tái sự. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, các ngươi phải cố gắng, tranh thủ tiến vào hàng 30 bắt đầu rút thăm tỉ thí đi. Âu Dương Hồng Thịnh cổ vũ một câu, dặn dò người dự thi rút thăm tỉ thí. Vương Hoa Phong rút ra được số một, đối thủ của hắn là một thanh niên thanh sam dáng người thấp béo. Ngay từ đầu cuộc tỉ thí, thanh niên thanh sam lấy ra mấy chục hạt giống, hạt giống rơi xuống đất nhanh chóng kết rễ, hóa thành mấy chục đóa linh hoa thật lớn. Đứng vững ở bên người thanh niên thanh sam, rễ cây thô to cắm ở trong mặt đất. Linh hoa phóng thích ngũ hành pháp thuật công kích Vương Hoa Phong, hỏa cầu cỡ lớn, băng chùy màu trắng, quang đoàn màu vàng, mũi tiễn màu vàng, tiếng gầm rú vang lên không ngừng. Vương Hoa Phong lấy ra một quả ngọc toa màu xanh nhạt, rót vào lượng lớn pháp lực. Ngọc toa màu xanh hào quang đại trướng, cuồng phong nổi lên bốn phía. Một tiếng rồng ngâm đạo đinh tai nhức óc vang lên, ngọc toa màu xanh trượt hóa thành một con dao long màu xanh dài hơn 10 trượng, lân giáp dày đặc, mở ra miệng rộng sắc bén. Dao long màu xanh phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, đánh về phía thanh niên thanh sam. Thanh niên thanh sam không chút hoang mang, lấy ra một tấm tiểu võng màu trắng, nháy mắt chướng đại, lập tức che kín giao long màu xanh. Cự võng màu trắng toát ra vô số phù văn, sau đó chợt toát ra lượng lớn hàn khí màu trắng, thân thể giao long màu xanh nhanh chóng kết băng. Oanh đùng đùng, giao long màu xanh trượt hào quang đại trướng, băng tầng nhanh chóng thoát phá. Nó sẽ vỡ nát cự võng màu trắng, sau đó đánh về phía thanh niên thanh sam. Thanh niên thanh sam sắc mặt trắng nhợt, vội vàng chỉ huy mấy chục đóa linh hoa công kích giao long màu xanh cũng lấy ra một hạt giống cây màu xanh. Hạt giống rơi xuống đất liền nảy mầm, hóa thành mấy chục bụi gai màu xanh thô to, che chắn ở trước người. Tiếng gầm rú liên tiếp vang lên, dao long màu xanh đem mấy chục đóa linh hoa chặn ngang đứt đoạn, lại bị mấy chục bụi gai màu xanh chặn lại. Cuồng phong nổi lên bốn phía, một thanh phong đao cỡ lớn dài hơn 10 trượng trưởng đón đầu đánh xuống, dễ dàng chặt đứt bụi gai màu xanh. Cái đuôi thô to của dao long màu xanh long nhiên đảo qua, quất bay thanh niên thanh sam. Thanh niên thanh sam còn chưa kịp đứng dậy, một thanh phong đao cỡ lớn liền xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn tùy thời đều có thể chém xuống vương hoa phong thắng cùng với một tiếng hét lớn của trọng tài vương hoa phong đạt được thắng lợi thu hồi pháp khí vương đạo hữu vị hậu bối này của ngươi có kinh nghiệm thực chiến rất cao nắm chắc thời cơ tương đối tốt xem ra bình thường đấu pháp không ít âu dương hồng thịnh cười tán dương âu dương đạo hữu khen chật rồi vị hậu bối kia của các ngươi cũng không tồi chính là xuống tay hơi nặng một chút vương trường sinh khách sáo nói Hai bên tân bốc nhau, nhìn theo ánh mắt Vương Trường Sinh, tại một tòa lôi đài, Âu Dương Nguyệt dung toàn thân bị hỏa diễm màu đỏ bao vây, hơn phân, nửa tòa lôi đài biến thành một mảng biển lửa. Không qua bao lâu, hỏa diễm tán đi, một nữ tu trẻ tuổi y phục không đủ che thân nằm bên trong một cái cự hố nhiệt khí hừng hực, khí tức uệ oải. Thiếp thân lại không cho là đúng, đao kiếm không có mắt, nếu lưu thủ, chẳng phải là cho đối thủ cơ hội sao? Nói đến cùng, thất thủ cũng là chuyện không thể tránh được. Trương Vô Trần chẳng hề để ý nói. Vương Trường Sinh lạnh nhạt cười, không có phản bác. Một tòa lôi đài, một cô gái váy xanh mi thanh mục tú sử dụng chín thanh phi kiếm màu xanh, thả ra kiếm khí rậm rạp màu xanh, đánh về phía Trương Hoành Vũ. Trương Hoành Vũ không chút hoang mang, ngọc thủ vừa lật, một cái tiểu trung tinh xảo màu xanh xuất hiện nơi tay nàng. Đang đang đang. Ba tiếng trung tiếng vang lên, một vòng lại một vòng âm ba màu xanh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thổi quét ra, Toàn bộ kiếm khí màu xanh va chạm vào âm ba màu xanh, giống như mùa xuân gặp tuyết vậy, đều tán loạn không thấy. Cô gái váy xanh nhíu nhíu đầu mày, đang muốn áp dụng hành động khác, thì một viên hỏa cỡ lớn từ đối diện tạp lại. Nàng khẽ hừ một tiếng, cổ tay run lên, bay ra một mảng lớn kiếm khí màu xanh, chảm vỡ nát hỏa cầu cỡ lớn, ánh lửa dâng lên bốn phía. Đỉnh đầu thanh quang chợt lóe, một cái chuông màu xanh thật lớn hiện ra, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, phun ra một mảng lớn âm ba màu xanh linh quang hộ thể của cô gái váy xanh nháy mắt thoát phá, cả người hóa thành huyết vũ bạo liệt mở ra, lôi đài 10 phần huyết tinh. Trương Hoành Vũ thắng. Âu Dương Hồng Thịnh nhíu mày, hướng Trương Vô Trần nói, "Trương phu nhân, bảo tộc nhân của ngươi tận khả năng không cần đả thương mạng người, bị thương hòa khí, đối với mọi người cũng không tốt. Hơn 1000 người tu tiên dự thi, hiện tại còn lại 40 người. 40 người tu tiên này rất có khả năng sẽ tiến vào Kim Đan kỳ, Trương Hoành Vũ giết chết đối thủ." Âu Dương Hồng Thịnh không thể bỏ mặc. Thiếp thân sẽ nhắc nhở nàng một chút, nhưng đao kiếm không có mắt, loại sự tình này tình vẫn rất khó cam đoan. Trương Vô Trần thực sảng khoái đáp ứng xuống dưới, nghe giọng điệu của nàng, nàng cũng không quan tâm việc này, có lẽ là có mưu đồ khác. Vương Hữu Vi có vận khí không tốt, đối thủ là tu sĩ Thiên Linh căn Hoàng Phủ Ngọc. Hắn lấy ra pháp khí, chém vào cánh tay Hoàng Phủ Ngọc, vang lên một trận kim loại chạm vào nhau trầm đục, khôi lỗi thú cũng vô pháp tổn thương tới Hoàng Phủ Ngọc. Hai tay Hoàng Phủ Ngọc đội một bộ quyền bộ màu vàng, thần sắc lạnh nhạt ánh mắt dẫn theo một tia trêu tức hắc hắc kế tiếp đến ta rồi hoàng phủ ngọc cười hắc hắc hóa thành một đạo tàn ảnh nhằm về phía vương hữu vi ta nhận thua vương hữu vi một bên lấy ra một mặt thuẫn bài màu lam che ở trước người một bên la lớn pháp khí và khối lỗi thú đều không thể thương đến hoàng phủ ngọc phần thắng của vương hữu vi không lớn đương nhiên hoàng phủ ngọc là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của hoàng phủ gia nếu lộng tàn hoặc là giết hoàng phủ ngọc vương gia cùng hoàng phủ gia liền kết hạ tử cừu vương hữu vi tự hỏi nắm được chừng mực rõ ràng nhận thua chúc cơ tu sĩ đấu pháp cùng hoàng phủ ngọc đều là bị trọng thương biết rõ phần thắng không lớn vương hữu vi đương nhiên sẽ không đánh bừa làm người phải biết người biết ta mặt mũi so sánh cùng tính mạng liền không đáng giá nhắc tới đại trượng phu co được giãn được hắn vừa dứt lời hoàng phủ ngọc đã muốn đến trước người vương hữu vi ánh vàng rực rỡ nện trên thuẫn bài màu lam Khẩn bài màu lam nháy mắt tứ phân ngũ liệt một tiếng trầm nặng phòng ngự của vương hữu vi đều thoát phá cả người bay ngược đi ra ngoài phun ra một mồm to máu tươi sắc mặt tái nhợt xuống dưới hoàng phủ ngọc thắng cùng với một tiếng hét lớn của trọng tài hoàng phủ ngọc đắc ý rào rạt nhảy xuống lôi đài hữu vi thúc công ngươi không sao chứ vương quý quân vội vàng lên đài nâng dậy vương hữu vi ánh mắt vương hữu vi âm trầm hắn đã nhận thua hoàng phủ ngọc còn muốn ra tay đả thương hắn muốn lấy hắn lập uy cảnh cáo các đối thủ khác ta không sao người này thật sự biến thái hy vọng hoa phong sẽ không gặp phải hắn giọng điệu vương hữu vi hữu khí vô lực mặt không sắc máu đứa nhỏ ngọc nhi này xuống tay không phân nặng nhẹ người trẻ tuổi chính là quá xúc động hoàng phủ duệ thở dài nói hiển nhiên là biện giải vì hoàng phủ ngọc đúng vậy người trẻ tuổi quả là có một chút xúc động chúng ta cũng đều trải qua như vậy có thể lý giải giọng điệu vương trường sinh bình thản thân là nguyên anh tu sĩ hắn còn chưa đến mức bởi vì việc nhỏ này mà oán hận hoàng phủ ra. Đại hội đoạt bảo thật ra là một loại phương thức để các thế lực triển lãm thực lực bản thân. Vương Trường Sinh tò mò Trương Hoành Vũ là linh thể gì? Môn nhân đệ tử có tư chất tốt, cao giai tu sĩ đều sẽ dùng bí thuật che giấu tư chất. Trừ phi linh thể giả chủ động nói ra, những tu sĩ khác rất khó nhìn ra được. Một vòng tỉ thí lại chấm dứt, 20 danh trúc cơ, tu sĩ tiến vào vòng tiếp theo. 20 danh trúc cơ tu sĩ khác lại tiến hành tỉ thí, Người thắng tiến vào hàng 30. Lúc này đây, đối thủ của Vương Hoa Phong là một gã đại hán mặt đen lưng hùm vai gấu. Đại hán mặt đen có tu vi trúc cơ tầng 8, cả người cơ bắp trướng phình, tràn ngập lực lượng. Ngay từ đầu tỉ thí, đại hán mặt đen liền lấy ra một cây trường côn màu đen. Sau khi rót vào pháp lực, trường côn màu đen hào quang đại trướng, huyễn hóa ra trùng trùng côn ảnh. Lấy khí thế thái sơn áp đỉnh, tạp thẳng đến Vương Hoa Phong. Nếu bị trùng trùng côn ảnh tạp trúng, Vương Hoa Phong không chết cũng tàn bóng người vương hoa phong mơ hồ một cái hóa thành một đạo tàn ảnh đi thẳng đến đại hán mặt đen công kích của đại hán mặt đen thất bại hơn nửa tòa lôi đài bị trùng trùng côn ảnh đập vỡ nát bụi đất bay lên vương hoa phong dựa vào thân hình linh hoạt không ngừng xuất hiện ở khắp nơi trên lôi đài đại hán mặt đen có một thân sức mạnh cũng không cách nào bắt được vương hoa phong dị linh căn thuộc tính phong nếu luận tốc độ đại hán mặt đen thật đúng là kém vương hoa phong non nửa khắc chung sau đại hán mặt đen kiệt sức thở hồng hộc vương hoa phong trượt xuất hiện ở phía sau đại hán mặt đen ngón tay bắn ra thanh quang chói mắt nhập vào trong cơ thể đại hán mặt đen tứ chi đại hán mặt đen không chịu khống chế gấp khúc lại giống như có một bàn tay vô hình chụp lấy tay chân hắn vậy phong phược thuật bên ngoài thân đại hán mặt đen toát ra vô số linh văn màu đen dãy khỏi phong phược thuật một con dao long màu xanh từ trên trời giáng xuống long chảo thật lớn ấn đại hán mặt đen trên mặt đất khiến hắn không thể động đậy chuyện được đọc bởi kênh haleji audio vương hoa phong thắng trọng tài tuyên bố vương hoa phong thắng lợi lúc này giao long màu xanh mới buông móng vuốt ra một tòa lôi đài tay phải trần vân hải vỗ về hướng hư không vô số nước biển mạnh mẽ xuất hiện trượt hóa thành một cái quyền ảnh màu lam lớn năm sáu trượng đánh về phía đối diện một trận tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên phòng ngự của đối thủ đều thoát phá bay ngược ra ngoài hộc máu không ít trần vân hải thắng một vòng tỉ thí rất nhanh chấm dứt âu dương nguyệt rong Hoàng Phủ Ngọc, Trương Hoành Vũ, Trần Vân Hải, Phong Vân Dương, Vương Hoa Phong, Âu Dương Minh Lễ, Âu Dương Minh Sương, Âu Dương Ngọc Nhược, Âu Dương Ngọc Lâm. 10 người cạnh tranh hàng 10. Vương Hữu Vi cũng thắng tỷ thí, 10 trúc cơ tu sĩ tranh đoạt xếp hạng từ 21 đến 30. Âu Dương Đạo Hữu, chúng ta cứ nhìn tiểu bối tỷ thí như vậy, có chút không thú vị. Như vậy đi, chúng ta đánh cược, liền cực đệ tử của lão phu có thể tiến vào năm vị trí đầu hay không lão phu lấy hai viên hạ phẩm yêu đan cấp 4 làm tiền đặt cược như thế nào đồng quán cười mỉm đề nghị nói bên trong mười hạng đầu thực lực của âu dương nguyệt dong là mạnh nhất trương hoành vũ là không biết bao nhiêu nếu phong vân dương đối đầu lại những người khác phần thắng vẫn là khá lớn rút thăm tỷ thí cái này rất khó nói không bằng chờ bọn hắn lên đài đấu pháp chúng ta lại cược như thế nào hai mắt âu dương hồng thịnh nhíu lại đề nghị nói thiếp thân đồng ý, hai đối với hai. Năm vị trí đầu, trước tam tỷ thí, chúng ta đều có thể đánh cược một lần, như thế nào? Trương vô trần nhất thời hứng thú, nhiệt tình nói. Trận chiến xếp hạng 10 hạng đầu, vòng thứ nhất chọn ra năm vị trí đầu, đợt thứ hai chọn ra ba vị trí đầu, lại trải qua hai đợt tuyển ra đệ nhất. Lão Phu đồng ý, vương đạo hữu ý như thế nào? Hoàng Phủ Duệ cười tùng tìm nhìn về phía vương trường sinh, giọng điệu thân thiện. Vương trường sinh lạnh nhạt cười nói, nếu các vị đạo hữu đều muốn cược, vương mỗ phụng bồi đến cùng. Hắn và Uông Như Yên xâm nhập tập kích quấy rối hậu phương dị tộc, được đến không ít thứ tốt, có thể lấy đảm đương tiền đặt cược. Tuyết mộc hơn ngàn năm có được không ít, thua liền thua, thắng chính là kiếm được. Các vị đạo hữu đều tham dự, như thế nào có thể thiếu lão phu. Hạ Bân cũng tham gia. Trừ lần đó ra, còn có hơn 10 người nguyên anh tu sĩ tham gia. Kết quả rút thăm rất nhanh đã có, vương hoa phong đối đầu với Âu Dương Minh Lễ, Trần Vân Hải đối đầu với Âu Dương Ngọc Sương, Trương Hoành Vũ đối đầu với Âu Dương Ngọc Nhược, Hoàng Phủ Ngọc đối đầu với Âu Dương Nguyệt Dung, Phong Vân Dương đối đầu với Âu Dương Ngọc Lâm. Thiếp thân lấy một viên hạ phẩm yêu đan cấp 4 làm tiền đặt cược, liền cược Hoành Vũ thắng. Trương Vô Trần lấy ra một cái hộp gỗ màu đỏ, bên trong hộp gỗ màu đỏ có một viên cầu hồng quang lập lòe. Âu Dương Hồng Thịnh nhíu mày, từ lúc dự thi bắt đầu, Trương Hoành Vũ còn không có xuất ra con át chủ bài, bên ngoài cũng không biết nàng là linh thể gì, Âu Dương Hồng Thịnh phải ứng chiến, dù sao đoạt bảo đại hội là do Âu Dương gia tổ chức, ta cũng lấy một viên hạ phẩm yêu đan cấp 4 làm tiền đặt cược. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp gỗ màu lam, bên trong có một viên cầu ánh vàng rực rỡ. Lão Phu cũng lấy một viên hạ phẩm yêu đan cấp 4 làm tiền đặt cược. Đồng Quán cũng lấy ra một viên hạ phẩm yêu đan cấp 4, tiền đặt cược tự nhiên là giá trị kém không nhiều. Lão Phu lấy khối kim cương lưu ly thạch này làm tiền đặt cược. Hạ Bân lấy ra một khối ngọc thạch kim quang lưu chuyển không chừng, ngọc thạch lớn bằng nắm tay, giống mỹ ngọc nào đó vậy. Âu Dương Hồng Thịnh nghe được năm chữ kim cương lưu ly thạch, khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Kim cương lưu ly thạch là một loại bài tiết của phệ kim thú cắn nuốt lượng lớn khoáng thạch, là tài liệu luyện chế phòng ngự pháp bảo đỉnh giai, luyện nhập phi kiếm có thể gia tăng nhận tính, đề cao uy lực phi kiếm. Ba người Vương Trường Sinh nói xong, chỉ là xuất ra một viên hạ phẩm yêu đan cấp 4, Hạ Bân xuất ra một khối kim cương lưu ly thạch, Trần Vân Hải nếu là thắng, cần cấp Hạ Bân một món gì đó có giá trị không sai biệt lắm. Hơn 10 người nguyên anh tu sĩ đều nhao nhao đặt cược, bọn họ đều là áp Trần Vân Hải thắng. Nếu bọn họ thắng, Âu Dương gia phải xuất đại huyết. Nếu bị thua, Âu Dương gia thông sát. Nếu các vị đạo hữu này đều có hưng trí, lão phu phụng bồi đến cùng. Âu Dương Hồng Thịnh đáp ứng, giọng điệu có chút trầm trọng. Ngay từ đầu tỉ thí, âu dương minh lễ liền tế ra cửu thanh thanh sắc phi kiếm bấm nhiệm kiếm quyết vô số thanh sắc kiếm quang đột nhiên hiện lên hóa thành một cỗ thanh sắc hồng lưu thẳng đến vương hoa phong thanh sắc hồng lưu chưa tới gần người một cỗ khí lưu mạnh mẽ liền đập vào mặt vương hoa phong tóc đón gió bay múa âu dương minh lễ thả ra hai con thượng phẩm hồ lân thú bậc hai từ một trái một phải đánh về phía vương hoa phong vương hoa phong không dám sơ ý bên ngoài thân thanh quang đại phóng quanh thân xuất hiện một cỗ khí lưu mạnh mẽ, hô tiếng xé gió mãnh liệt. Hai tay hắn hướng tới hư không đánh úp lại hổ lân thú, hai đạo thanh quang bay ra. Một con hổ lân thú hai chân đạp một cái, nhảy dựng lên. Một con hổ lân thú khác phản ứng chậm, một đạo thanh quang nhập vào trong cơ thể nó. Ngay sau đó, con hổ lân thú này tứ chi nhanh chóng khép lại, văng bay ra đi. Tứ chi của nó giống như bị dây thừng vô hình buộc chặt hẳn lên, không thể động đậy. Một con hổ lân thú khác may mắn tránh thoát được một kiếp còn chưa rơi xuống mặt, nhất mảng lớn thanh sắc phong nhận liền thổi quét tới. Vô số thanh sắc phong nhận phách chém trên người vào nó, nó lông tóc không tổn hao gì, nhưng một tấm mạng nhện màu trắng từ trên trời giáng xuống, lập tức che kín thân thể con hổ lân thú. Hổ lân thú kịch liệt dãy giụa, phun ra hỏa diễm màu đỏ đánh vào mạng nhện, đáng tiếc không có tác dụng gì. Hai con chi chu khôi lỗi thú phun ra mạng nhện, che kín hai con hổ lân thú. Vương Hoa Phong hai tay hướng tới hư không vạch một cái, một đạo phong tường cao hơn 10 trượng đột nhiên hiện lên che ở trước người, thanh sắc hồng lưu đánh ở mặt trên phong tường, vang lên tiếng bùng bùng trầm đục. Thanh quang chợt lóe, một thanh thanh sắc cự kiếm dài hơn 10 trượng từ bên trong thanh sắc hồng lưu bay ra, đánh tan phong tường. Thanh sắc cự kiếm nhất hóa cửu, đoàn đoàn vây quanh Vương Hoa Phong, chín thanh thanh sắc phi kiếm đồng thời vang lên một trận kiếm minh thanh trong suốt, đúng vậy là kiếm trận. Vô số thanh sắc kiếm khí từ chín thanh thanh sắc phi kiếm phi bay ra, từ bốn phương tám hướng bổ về phía Vương Hoa Phong đúng lúc này vương hoa phong tay phải lật lên một đoàn cơn lốc lớn xuất hiện ở trên tay cuồng phong gào thét hư không một trận biến hình vạn vẹo truyền ra một trận ong ong trầm đục một viên thanh sắc phong nhận dài một thước đột nhiên hiện lên không quá bao lâu mấy trăm thanh màu xanh phong nhận xuất hiện ở trên hư không nhanh chóng tụ tập lại với nhau hóa thành một cỗ thanh sắc phong nhận cao vài chục trượng tiểu thần thông phong bạo thuật khí lưu mạnh mẽ đem vô số thanh sắc kiếm khí đẩy vào bên trong thanh sắc long quyển chém vỡ nát oành đùng đùng một trận nổ, kiếm trận bị phá đi. Một đạo thanh sắc long quyển cao hơn 10 trượng thổi quét ra, nháy mắt đến trước mặt Âu Dương Minh Lễ. Âu Dương Minh Lễ còn chưa kịp phản ứng lại, cả người đã bị khí lưu mạnh mẽ hút vào bên trong liễu thanh sắc long quyển, linh quang hộ thể trong nháy mắt thoát phá. Một cái bàn tay khổng lồ, ánh vàng rực rỡ chợt xuất hiện, lập tức đánh tan thanh sắc long quyển phong, Âu Dương Minh Lễ ngã ở trên đất, trên người vết máu từng đống, vẻ mặt hoảng sợ. Nếu không có tộc lão của Âu Dương ra ra tay, hắn ngay cả bất tử, cũng muốn tàn phế. Nhưng mà tiểu thần thông này, Vương Hoa Phong nắm chắc chừng mực không tốt. Vương Hoa Phong thắng. Âu Dương Hồng Thịnh có chút bất ngờ nói, tiểu thần thông, nếu không phải bị kiếm trận của Minh Lễ vây khốn, hắn sẽ không xuất ra cái chiêu đi này. Âu Dương Đạo Hữu khen chật rồi, vãn bối của Âu Dương ra các ngươi cũng không nhược, còn giữ con bài chưa lật, nhắm chừng không thắng được đệ tử hạ Đạo Hữu. Vương Trường, sinh khiêm tốn nói, ánh mắt nhìn lại hướng chỗ lôi đài Trần Vân Hải chỗ lôi đài Trần Vân Hải bị tuyết động thật dày bao trùm, trời cao còn không ngừng tuyết rơi xuống. Âu Dương Ngọc Sương sử dụng chín thanh bạch sắc phi kiếm, bay lộn vòng quanh mình không chừng, Trần Vân Hải không biết tung tích. Đột nhiên, Âu Dương Ngọc Sương tựa như cảm nhận được cái gì, bấm niệm kiếm quyết, chín thanh bạch sắc phi kiếm hóa thành một tấm võng kiếm màu trắng thật lớn, đánh về một phiến hư không. Lam quang chợt lóe, Trần Vân Hải chợt hiện thân, hai tay hướng tới hư không ném tới, vô số nước biển tuôn ra ra, hóa thành một lam sắc quyền ảnh lớn mấy trượng, khí thế hùng hổ đánh lại về hướng bạch sắc kiếm võng oanh đùng đùng bạch sắc kiếm võng bốn phần ngũ liệt hóa thành chín thanh bạch sắc phi kiếm bay ngược đi ra ngoài bên ngoài thân trần vân hải lam quang đại phóng vô số nước biển ở phía sau hắn xuất hiện mạnh nhanh chóng hóa thành một con lam sắc sa ngư lớn mấy trượng miệng rộng đầy răng nanh trông rất sống động lam sắc sa ngư há mồm máu to đánh về phía âu dương ngọc sương âu dương ngọc sương sắc mặt như thường bấm niệm pháp quyết gió lạnh mãnh liệt một bạch sắc phi kiếm dài gần một thước ở hư không sau người hiện lên, có hơn năm sáu trăm thanh. Mấy trăm thanh bạch sắc phi kiếm nhanh chóng kết hợp nhất thể, hóa thành một con bạch sắc cự hổ. Bạch sắc cự hổ hai chân bị, nhảy dựng lên, đánh về phía lam sắc sa ngư. Lam sắc sa ngư mở ra bồn máu mồm to, nuốt lấy bạch sắc cự hổ. Oanh đùng đùng, thân thể lam sắc sa ngư chợt bạo liệt phá ra, lượng lớn bạch sắc phi kiếm cũng bắn mà ra, mấy chục thanh bạch sắc phi kiếm trong nháy mắt xuyên thủng thân thể Trần Vân Hải. Trần Vân Hải hóa thành vô số lam sắc thủy khí, chợt biến mất không thấy. Ngay sau đó, phía sau Âu Dương Ngọc Sương sáng lên một đoàn lam quang mỏng manh, lam quang chợt hóa thành Trần Vân Hải. Bạch quang chợt lóe, một đạo bạch quang từ trên người Âu Dương Ngọc Sương bay ra, trong nháy mắt cuốn lấy thân thể Trần Vân Hải. Bạch quang rõ ràng là một cái bạch sắc tỏa liên. Sau khi bạch sắc tỏa liên sáng lên vô số màu trắng phù văn, vô số hàn khí tuôn ra ra, thân thể Trần Vân Hải chợt kết băng vô số bông tuyết màu trắng đón gió bay múa hóa thành một cây bạch sắc băng kiếm dài hơn một trượng lơ lửng ở bị đóng băng trên đỉnh đầu trần vân hải bạch sắc băng kiếm tùy thời đều có thể chém xuống âu dương ngọc sương thắng bách kiếm quy nhất tiểu thần thông hạ đạo hữu đệ tử của ngươi gặp phải đối thủ vương trường sinh cười nói âu dương ngọc sương nắm giữ tiểu thần thông bách kiếm quy nhất cái này hơn nữa nàng tu luyện kiếm quyết thuộc tính băng từ trình độ nào đó mà nói khắc chế trần vân hải hạ bân thần sắc như thường Đem kim cương lưu ly thạch đưa cho Âu Dương Hồng Thịnh nói: "Nguyện chịu thua, nha đầu kia nắm giữ một môn tiểu thần thông Bách kiếm quy nhất này, lại có khắc chế pháp khí Vân Hải, hắn thua không oan." Âu Dương Hồng Thịnh nhận lấy kim cương lưu ly thạch cười nói: "Đứa nhỏ này từ nhỏ liền cảm thấy hứng thú đối với kiếm đạo, nắm giữ một môn tiểu thần thông, lão phu thật không ngờ nàng có thể đánh bại đệ tử của Hạ đạo hữu." Miệng hắn vừa nói xong, trong mắt lộ ra một chút đắc ý, một trận tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên cả tòa lôi đài tạc vỡ ra, nhất mảng lớn xích sắc hỏa diễm thổi quét mà ra. Hoàng phủ ngọc từ trong biển lửa bay ra, khí tức uể oải, thân thể một mảng cháy đen, trên người toát ra một cỗ khí tức đốt trọi. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, Âu Dương Nguyệt Dung tế ra một loại hỏa diễm đặc thù, lúc này mới đánh bại Hoàng phủ ngọc. Năm vị trí đầu rất nhanh đã có, Âu Dương Nguyệt Dung, Phong Vân Dương, Âu Dương Ngọc Sương, Trương Hoành Vũ, Vương Hoa Phong, Vương Hữu Vi vừa trải qua khổ chiến, bằng vào hai con thượng phẩm con dối thú bậc hai phòng ngự mạnh mẽ, may mắn mới đạt được thắng lợi, đứng hàng thứ 13. Nói thật, trúc cơ tu sĩ lợi hại hơn so với vương hữu vi không hề thiếu, nhưng vận khí bọn họ không tốt, đụng phải Âu Dương Nguyệt Dòng trở biến thái, sớm bị đào thải. Rút thăm tỉ thí, Trương Hoành Vũ đối đầu với Phong Vân Dương, Âu Dương Nguyệt Dòng rút ra thăm chống, Vương Hoa Phong đối đầu với Âu Dương Ngọc Sương. Đồng đạo hữu, thiếp thân lấy một khối kim từ linh mộc đã hơn ngàn năm đánh cược với ngươi, Đổ hoành vũ thắng, ý của ngươi như thế nào? Trương vô trần lấy ra một khối kim sắc linh mộc dài hai thước. Mặt ngoài linh mộc trải rộng nhất từng đạo kim sắc linh văn, tỏa mắt ra một mùi thơm lạ lùng. Cho tới bây giờ, ai cũng không biết trương hoành vũ thân cụ là linh thể gì. Kim từ linh mộc là một loại linh mộc đặc thù, thường dùng cho bày trận, nhưng cũng được dùng để luyện chế pháp bảo, khắc chế luyện nhập kim loại pháp bảo. Đồng quán do dự một lát, lấy ra một hộp gỗ màu đen lớn bằng bàn tay nói, được, lão phu lấy một viên ngọc tủy kim quả ngàn năm cược với ngươi. Tốt, trương vô trần thực sảng khoái đáp ứng. Nguyên anh, tu sĩ khác cũng tham dự, có người cược trương hoành vũ thắng lợi, có người xem trọng phong vân dương. Từ lúc vương trường sinh bước vào tu tiên giới tới nay, đừng nói linh thể giả, hắn mấy ngày liền đều không có đã giao thủ linh căn tu sĩ, không trở ngại hắn xem trọng trương hoành vũ. Đồng đạo hữu, ta lấy hai viên hạ phẩm yêu đan cấp bốn cược với ngươi nếu như ngươi thua, cho ta hai viên âm thú yêu đan cấp bốn. Vương Trường Sinh truyền âm nói, âm thú yêu đan có thể lấy để luyện chế đan dược, phụ trợ Diệp Hải đường tu luyện. Lão phu cũng không có nhiều âm thú yêu đan cấp bốn như vậy, chỉ có một viên, lại thêm tam viên thượng phẩm âm thú yêu đan bậc ba. Vương Trường Sinh đáp ứng xuống. Nếu là Trương Hoành Vũ thắng, hắn liền kiếm được một bộn Âu Dương đạo hữu tại hạ lấy nhất tiệt tuyết mộc năm ngàn năm, đánh với cực ngươi. Nếu là Hoa Phong thắng ta muốn khối kim cương lưu ly thạch kia, như thế nào? Vương trường sinh truyền âm Âu Dương Hồng Thịnh. Kim cương lưu ly thạch giá trị có thể so với tuyết mộc 5.000 năm, nếu không hắn sẽ không lấy ra đánh cược. Âu Dương Ngọc Sương thực lực không kém, nhưng vương trường sinh coi trọng vương hoa phong. Ngay cả thua, cũng không có gì, dù sao hắn còn có không ít tuyết mộc 5.000 năm. Phong vân dương ánh mắt ngưng trọng, sư phụ đã truyền âm cho hắn, nếu là thắng, trùng trùng có thưởng hắn không biết trương hoành vũ là linh thể gì ở trong tỷ thí trước trương hoành vũ nhờ vào vài món pháp khí đại uy lực mà thắng lợi hắn pháp quyết vừa bấm trên lôi đài chợt quát khởi lên một trận cuồng phong ngàn thanh sắc phong nhận lục tục hiện lên che lấp nửa tòa lôi đài giống như lưu tinh rơi xuống đất vậy đánh về phía trương hoành vũ trương hoành vũ không chút hoang mang thanh sắc linh đang trong tay nhẹ nhàng nhoáng lên một cái bằng mắt thường có thể thấy được thanh sắc âm ba thổi quét ra cùng vô số thanh sắc phong nhận chạm vào nhau oanh đùng đùng tiếng gầm rú liên tiếp hai bên đồng quy vu tận bằng mắt thường có thể thấy được mạnh mẽ khí lưu bộc phát bên ngoài thân phong vân dương sáng lên một trận thanh quang trói mắt tay phải vừa lật một bàn tay xuất hiện đánh vào trên khối không khí màu xanh phần phật khối không khí màu xanh trượt biến thành một đạo thanh sắc long quyển phong cao mấy chục trượng đi thẳng đến trương hoành vũ đang 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 một vòng thanh sắc âm ba thổi quét ra tới gần thanh sắc long quyển phong thanh sắc âm ba giống như giấy bạc vậy đều tán loạn giống như chưa từng có xuất hiện qua trương hoành vũ lấy ra một mặt bạch sắc tiểu kính tạo hình phong cách cổ xưa chỗ bên cạnh gương có một chút hoa văn màu bạc bạch quang trượt lóe một đạo bạch sắc quang trụ to cỡ miệng chén từ bên trong bạch sắc tiểu kính bay ra nháy mắt đánh ở mặt trên thanh sắc long quyển phong oanh đùng đùng thanh sắc long quyển phong trượt tạc vỡ ra bạch sắc quang trụ cũng biến mất không thấy vô trần kính cái này không phải là pháp khí thành danh trương phu nhân sao xem ra trương phu nhân thực sự xem trọng vị hậu bối này. Hạ Bân cười mỉm nói. Trương vô trần gật đầu cười nói, thiếp thân là xem trọng đứa nhỏ này, hy vọng nàng không chịu thua kém một chút. Trong mắt Phong Vân Dương chợt lóe ngạc nhiên, sắc mặt càng trở nên ngưng trọng, muốn áp dụng thủ đoạn khác. Một đạo thanh âm tràn ngập dụ hoặc chợt vang lên, "Phong đạo hữu, ngươi như thế nào không hiểu được thương hương tiếc ngọc?" Không biết vì cái gì, Phong Vân Dương nghe được này thanh, cảm giác đầu vựng vựng nặng nề, theo bản năng về phía Trương Hoành Vũ, hai mắt Trương Hoành Vũ nổi lên từng đợt lam quang. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phong Vân Dương chỉ cảm thấy hoàn cảnh chung quanh biến đổi, chợt xuất hiện ở bên trong một mảng rừng mùi hoa hoa đào tiếng chim hót, trên đất tràn đầy đóa hoa rơi xuống, trong không khí tràn ngập một mùi hoa nồng đậm. Không tốt, ảo thuật. Một cỗ đau đớn kịch liệt chuyển đến, Phong Vân Dương há mồm phun ra một mồm to máu tươi. Hoàn cảnh trước mắt chợt biến đổi, hắn ngã xuống trên đất ba thanh phi đao lơ lửng ở đỉnh đầu hắn tùy thời chém xuống trương hoành vũ thắng phong vân dương sắc mặt trướng thành gan heo hắn còn có con át chủ bài chưa có sử dụng lại có thể nhanh như vậy bại bởi trương hoành vũ hắn thật sự không cam lòng không cam lòng về không cam lòng ở trước công chúng hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn cái khẩu khí này xám xịt nhảy xuống lôi đài linh đồng chi thể vương trường sinh nghi hoặc nói trên mặt lộ ra tò mò nói lên linh thể giả vương trường sinh chỉ biết diệp lâm có được kim nguyệt linh đồng linh thể giả khác liền không biết nhìn thủ đoạn trương hoành vũ giống như linh đồng chi thể đồng quán nhíu mày sắc mặt dị thường khó coi phong vân dương là đệ tử tư chất tốt nhất của hắn thực lực hơn người phong vân dương còn có nhiều loại thủ đoạn chưa sử dụng lại có thể liền như vậy đánh bại rất xấu hồ đồng đạo hữu đa tạ trương vô trần cười nhẹ khanh khách nhìn về phía đồng quán trên mặt đồng quán lộ ra vẻ đau lòng lấy ra lượng lớn tài liệu bồi cấp thắng lợi giả đương nhiên hắn cũng thắng một ít nói tóm lại hắn thua nhiều thắng ít âu dương ngọc sương sử dụng chín thanh bạch sắc phi kiếm công kích vương hoa phong một cỗ cơn lốc lớn che chở vương hoa phong bạch sắc phi kiếm tới gần cách vương hoa phong năm trượng không chịu được khống chế bay ngược ra ngoài vương hoa phong khống chế bảy con khôi lỗi thú bậc hai công kích âu dương ngọc sương không sai đại đa số người tu tiên đều thật không ngờ Vương Hoa Phong lại có thể nghênh ngang tị đoạn. Một cái con chi chu khôi lỗi, hai con thanh sắc cự ưng khôi lỗi thú, một con kim sắc cự viên khôi lỗi thú, một con hồng sắc cự mãng khôi lỗi thú, một con hoàng sắc cự tượng khôi lỗi thú, một con lam sắc bằng giải khôi lỗi thú, chúng nó đều phóng thích pháp thuật khác nhau, công kích Âu Dương Ngọc Sương. Bạch sắc phi kiếm bổ vào trên người, chúng nó vang lên một trận trầm đục kim loại chạm vào nhau. Bảy con khôi lỗi thú bậc hai, liên thủ bày ra bảy tinh chu yêu trận. Tử Nguyệt Tiên tử dốc túi tương thụ, Khôi lỗi thuật của Vương Thanh Thiến ngày càng tiến mạnh, nàng và Diệp Hải Đường cùng nhau nghiên cứu khôi lỗi thú thành bộ. Ở đông hoang tại Thiên Kỳ Môn mới có thể luyện chế khôi lỗi thú thành bộ. Ở Tu Tiên giới Nam Hải, thế lực lớn có thể luyện chế khôi lỗi thú thành bộ cũng không nhiều. Oanh đùng đùng, hồng sắc cự mãng phun ra một cỗ hỏa diễm màu đỏ thô to vô cùng, bao phủ bóng người Âu Dương Ngọc Sương. Ngay sau đó, viên hầu khôi lỗi thú vung màu kim sắc lang nha bổng, nhập biển lừa, vang lên một trận trầm đục khôi lỗi thú khác đều công kích. Một hư ảnh thanh bạch sắc phi kiếm hiện lên ở trên hư không, nhanh chóng hóa thành một con bạch sắc cự hổ, đánh về phía con chi chu khôi lỗi thú. Oanh đùng đùng, bạch sắc cự hổ liên tục xé nát tứ chi khôi lỗi thú bậc hai, hóa thành một đống phá đồng lạn thiết. Ba con khôi lỗi thú còn lại tiếp tục công kích Âu Dương Ngọc Sương. Âu Dương Ngọc Sương khống chế chín thanh bạch sắc phi kiếm nghênh đón, tạm thời chặn ba con con dối thú bậc hai. Hô tiếng xé gió nổi lên, một đạo thanh sắc long quyển phong cao hơn 30 trượng thổi quét tới, khí lưu mạnh mẽ khiến cho Âu Dương Ngọc Sương có chút đứng không vững, linh quang hộ thể chợt hiện lên. Một cây lang nha bổng ánh vàng rực rỡ đánh úp lại. Một tiếng trầm nặng, linh quang hộ thể Âu Dương Ngọc Sương thoát phá, bụng bị lang nha bổng đập vào, cả người giống như bị cắt đứt vậy, bay ngược đi ra ngoài, phun ra nhất mồm to máu tươi, sắc mặt của nàng tái nhợt xuống. Vương Hoa Phong thắng. Nếu Âu Dương Ngọc Sương không có nắm giữ Bách Kiếm Quy Nhất Tiểu Thần Thông, đều phá không được khối lỗi trận, nguyên bộ khối lỗi thú, vương đạo hữu nghe nói vương gia các ngươi am hiểu luyện chế con dối thú, nguyên bộ khối lỗi thú này là vương gia các ngươi tự mình luyện chế sao? hạ bân có chút tò mò hỏi, nguyên bộ khối lỗi thú có thể đề cao thực lực người tu tiên, nhưng nguyên bộ khối lỗi thú luyện chế cũng không dễ dàng, cần đem tài liệu bảy trận cùng nhau luyện nhập vào bên trong khối lỗi thú, có chút tài liệu bảy trận luyện nhập vào khối lỗi thú, không thích hợp sử dụng khối lỗi thú. quả thật là vương gia chúng ta luyện chế vương gia chúng ta mở một kim liên phường thị thanh liên tháp là cửa hàng vương gia chúng ta mở có thể đặt trước nguyên bộ khôi lỗi thú vương trường sinh mỉm cười vương gia quật khởi quá nhanh nội tình không đủ muốn để cho phường thị hưng thịnh hẳn lên vương gia cần phải có độc môn gì đó nguyên bộ khôi lỗi thú chính là một trong số đó nguyên bộ khôi lỗi thú là do vương thanh thiến và diệp hải đường nghiên cứu ra vương thanh thiến biết tự thân thực lực không mạnh khôi lỗi thú có thể đề cao thực lực của nàng tử nguyệt tiên tử dốc túi tướng thụ khôi lỗi thuật trình độ chế khôi của Vương Thanh Thiến ngày càng tiến mạnh. Hạo Nguyệt chân nhân mời không ít thế lực tham gia đại thọ của hắn, Vương Trường Sinh muốn mượn việc này để bán nguyên bộ khôi lỗi thú gia tộc, hấp dẫn càng nhiều thương gia nhập chú và người hợp tác. Không có đạt được đồ vật, chỉ có địa bàn, thế lực khác sẽ là không theo Vương gia xâm nhập hợp tác. Có thể đặt trước. Vương đạo hữu, nguyên bộ khôi lỗi thú bậc 3 cũng có thể đặt trước sao? Đồng quán có chút cảm thấy hứng thú, truy hỏi. Có thể đặt trước, nhưng nguyên bộ khôi lỗi thú bậc 3 tốn thời gian dài, chất lượng kém so với nguyên bộ khôi lỗi thú thần binh cung bán ra, giá cũng tương đối tiện nghi một ít, chất lượng tuyệt đối không có vấn đề. Đồng đạo hữu nếu cảm thấy hứng thú, có thể phái người đến Kim Liên Phường thị đặt trước nguyên bộ khôi lỗi thú, nếu là ở bên trong bí cảnh hoặc là di chỉ, có một bộ khôi lỗi thú, vô luận là dò đường hay là đấu pháp, đều có thể phát huy tác dụng rất lớn. Giọng điệu Vương Trường Sinh tràn ngập dụ, hoặc xem Vương Hoa Phong và Âu Dương Ngọc Sương đấu pháp, hắn tin tưởng khẳng định có người cảm thấy hứng thú đối với nguyên bộ khôi lỗi thú của vương gia chỉ cần mở ra nguồn tiêu thụ vương gia còn có một nơi thu nhập ổn định vương đạo hữu lão phu muốn với người đặt trước một bộ khôi lỗi thú bậc ba ba con là được vương đạo hữu thiếp thân muốn đặt trước nguyên bộ khôi lỗi thú bậc ba năm con là tốt rồi vương đạo hữu có nguyên bộ sáu con khôi lỗi thú không đều là loại khôi lỗi thú bậc ba này quả nhiên nhiều vị nguyên anh tu sĩ truyền âm vương trường sinh bọn họ đều muốn đặt trước nguyên bộ khôi lỗi thú bậc ba Vương Trường Sinh thần sắc như thường, trong lòng nhạc khai hoa, từ từ truyền âm hồi đáp, không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Tộc nhân Vương gia có thể luyện chế nguyên bộ khôi lỗi thú không nhiều lắm, Vương Thanh Thiến nâng lên đại kỳ, đơn đặt hàng muôn thu, nhưng khi nào thì giao hàng thì không nhất định, cùng Vương gia kết phường làm ăn, tự nhiên có thể lấy nhanh hàng hóa. Trong mắt Hoàng phủ Duệ chợt lóe lên ngạc, hắn thật không ngờ Vương gia lại có thể nghiên cứu ra nguyên bộ khôi lỗi thú. Ba hạng đầu rất nhanh đã có, âu dương nguyệt rong trương hoành vũ và vương hoa phong rút thăm tỷ thí trương hoành vũ rút ra vương hoa phong âu dương nguyệt rong là thăm trốn vương gia và trương gia là quan hệ thông gia vương trường sinh không có cùng trương vô trần đánh cược tại hạ tự nhận không phải là đối thủ của trương tiên tử nguyện ý nhận thua vương hoa phong hai tay liền ôm quyền vi cười nói cây cao chịu gió lớn hắn có thể tiến vào ba vị trí đầu bảy phần dựa vào thực lực ba phần dựa vào vận khí hắn tiến vào ba vị trí đầu đã thực không tồi rồi. Vương Trường Sinh giao cho hắn nhiệm vụ là chen vào 10 vị trí đầu, triển lãm nguyên bộ khối lỗi thú của gia tộc, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ trọn vẹn, làm người phải hiểu được thỏa mãn. Trương Vương hai nhà là quan hệ thông gia, hắn và Trương Hoành Vũ ra tay đánh lớn, chỉ biết tiện nghi người ngoài là Âu Dương Nguyệt Dung này, còn không bằng trực tiếp nhận thua, đưa Trương Hoành Vũ một cái nhân tình. Về phần Trương Hoành Vũ niệm không niệm tình, vậy không phải hắn là quan tâm sự tình. Trương Vô Trần có chút bất ngờ, liếc mắt nhìn vương trường sinh một cái nàng tưởng vương trường sinh sắp xếp nàng vội vàng truyền âm trương hoành vũ không cần đánh tiểu muội nhận thua âu dương tỷ tỷ đứng hàng đệ nhất trương hoành vũ mở miệng nói hạng hai và hạng nhất khác nhau không nhiều lắm vì một cái hư danh bại lộ linh thể và thần thông của mình thì không đáng cứ như vậy âu dương nguyệt song thuận lợi đứng hàng thứ nhất trương hoành vũ đứng hàng thứ hai vương hoa phong hàng thứ ba phong vân dương hàng thứ tư vương hữu vi đứng hàng thứ ba mươi âu dương hồng thịnh tuân thủ hứa hẹn vương trường sinh trương vô trần đồng quán hạ bân hoàng phủ duệ mỗi người bọn người được một viên thú linh đan đoạt bảo đại hội cứ như vậy kết thúc không ít chúc cơ tu sĩ tại đoạt bảo đại hội danh khí đại trướng âu dương nguyệt Dung danh khí vang dội trương hoành vũ thần bí nhất có người nói nàng linh mẫn đồng thân thể có người nói nàng là mộng yểm thân thể mọi đồn xôn xao trương gia không có thừa nhận cũng không có phản bác sau chuyện này tin tức kim liên phường thị có thể đặt trước nguyên bộ khôi lỗi thú rất nhanh được lan truyền rất nhiều thế lực cùng đệ tử vương gia bàn bạc đoạt bảo đại hội sau khi kết thúc vương trường sinh dẫn theo tộc nhân quay về chỗ ở bốn người vương hoa phong vương quý quân vương hữu vi vương hiển phân đứng ở trước mặt vương trường sinh vẻ mặt bọn họ đầy cung kính lúc này đây đoạt bảo đại hội các ngươi biểu hiện cũng không tồi đặc biệt là hoa phong đứng hàng thứ ba uy phong vương gia chúng ta đại trướng vương trường sinh tán dương ánh mắt lộ ra nồng đậm sắc mặt vui mừng Lão tổ tông quá khen rồi, nếu không có có lão tổ tông cấp nguyên bộ khôi lỗi thú, Tôn Nhi vị tất có thể thắng Âu Dương Ngọc Sương." Vương Hoa Phong khiêm tốn nói, hắn tự mình hiểu lấy. Vương Thanh Sơn nắm giữ bách kiếm quy nhất tiểu thần thông, hầu như đánh biến tu sĩ cùng cấp vô địch thủ, nếu hắn không có có nguyên bộ khôi lỗi thú trong tay, thắng bại thật đúng là rất khó nói. "Ngươi có thể nghĩ như vậy, lão phu thật cao hứng. Hữu Vi, các ngươi cũng biết vì sao lão phu đưa nguyên bộ khôi lỗi thú cho Hoa Phong, mà không cho các ngươi không?" Vương Trường Sinh nhìn phía ba người Vương Hữu Vi, trầm giọng hỏi: "Bọn họ đều là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng Vương gia, nhưng mà hắn chỉ cho Vương Hoa Phong nguyên bộ khôi lỗi thú, không đưa cho ba người Vương Hữu Vi bọn họ, khó tránh khỏi bọn họ sẽ nghĩ nhiều. Lão tổ tông làm như vậy, khẳng định có đạo lý, Tôn Nhi không nghĩ như vậy." Vương Quý Quân chi tiết đáp: "Trên đời tuyệt đối không có công bình, Vương Thanh Sơn sẽ chỉ điểm nàng tu luyện, không ít nhiều tộc nhân có được vinh hạnh này. Hẳn là nguyên Bộ khôi lỗi thú cũng không nhiều, khó khăn luyện chế có vẻ cao. Tạm thời không có thể luyện chế lượng lớn. Vương Hiển Phân cân nhắc một lát, đoán nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng thời sử dụng 7 con khôi lỗi thú bậc 2 có vẻ cố hết sức, nếu là cho chúng ta sử dụng, ngược lại là trói buộc. Thân hình hoa phong linh hoạt, tốc độ phản ứng nhanh, có thể đem nguyên bộ khôi lỗi thú phát huy uy lực đến lớn nhất. Mặt khác, lão tổ tông là muốn nói cho thế lực khác, nguyên bộ khôi lỗi thú luyện chế không dễ, vật lấy hiếm làm quý. Nếu là chúng ta đều có nguyên bộ khôi lỗi thú, vậy không chân quý. Vương Hữu Vi phân tích có lý nói, hắn là hậu nhân của Vương Trường Sinh, hắn tự nhiên tin tưởng Vương Trường Sinh có thể sẽ không bạc đãi mình. Hữu Vi và Hiển Phân nói đúng, nguyên bộ khôi lỗi thú luyện chế quả thật không dễ, đồng thời sử dụng 7 con khôi lỗi thú bậc 2 có vẻ phải cố hết sức. Hoa phong thân hình linh hoạt, hắn dùng có vẻ tốt, gia tộc chúng ta tộc tạm thời còn không có thể bán ra nguyên bộ khôi lỗi thú lượng lớn, chủ yếu là vì mở ra nguồn tiêu thụ, lúc này mới đưa cho Hoa Phong sử dụng, hắn cũng không có cô phụ kỳ vọng lão phu. Thông qua trả lời của ba người bọn họ, vương trường sinh đó có thể thấy được, vương hữu vi tâm tư nhãn nhụi, vương quý quân tâm tư có vẻ đơn giản, cùng vương thanh sơn không sai biệt lắm, một lòng hướng đạo. Đoạt bảo đại hội xuất hiện không ít thiên tài, các ngươi cũng biết được lợi hại của bọn họ. Nhớ kỹ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại có nhân, các ngươi thiết đừng kiêu ngạo, càng thêm cố gắng tu luyện tu tiên giới không chỉ nam hải trung nguyên đông hoang và bắc cương đều có không ít trẻ tuổi tài tuấn biết không vâng lão tổ tông tôn nhi ghi nhớ trong lòng bốn người vương hữu vi chăm miệng một lời đáp ứng lúc này đây đoạt bảo đại hội quả thật làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt khơi dậy ý chí chiến đấu của bọn họ sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân bọn họ càng phải thêm cố gắng tu luyện mới được mấy ngày kế tiếp thường xuyên có nguyên anh tu sĩ tiến đến bái phòng, mượn dùng nguyên bộ khối lỗi thú. Vương Trường Sinh đã thông bốn hải vực, Trương Vô Trần đã thông một cái hải vực. Từ Ngũ Long Hải vực đến Hồng Nguyệt Hải vực thương lộ chính thức hình thành, nhiều thế lực cùng với vương gia hợp tác, hai bên nhập chú phường thị cho nhau. Trừ bỏ buôn bán hợp tác, Vương Trường Sinh còn vì Vương Hữu Vi cầu hôn, cưới Âu Dương Minh Nguyệt. Âu Dương Hồng Thịnh Đổ cũng không có cự tuyệt, đáp ứng rồi xuống. Đương nhiên, Vương Trường Sinh mang nhiều vị nữ tộc nhân gả cho Âu Dương gia đình đệ, đám cưới cũng không chỉ một việc hôn nhân. Bảy ngày sau, Vương Trường Sinh dẫn theo tộc nhân rời khỏi Âu Dương gia, Trương Vô Trần, Hạ Bân cũng dẫn theo đệ tử tộc nhân rời khỏi. Hỏa Lân Phong, mỗ tòa yên lặng sân. Trong một tòa thạch đình màu xanh, Âu Dương Hồng Thịnh đang ở cùng Hoàng Phủ Duệ chơi cờ. Âu Dương Đạo Hữu, Âu Dương gia các ngươi sao lại có thể cùng Vương gia liên hôn, có thể sẽ không là coi trọng nguyên bộ khôi lỗi thú của Vương gia rồi. Hoàng Phủ Duệ trêu ghẹo nói. Âu Dương Hồng Thịnh lạnh nhạt cười nói, Hoàng Phủ Đạo Hữu nói đùa, vương gia thế lực cũng không nhỏ. Theo chúng ta biết, tộc thúc của vương đạo hữu bái nhập ở Thái Nhất Tiên Môn, đã tu luyện đến Kim Đan tầng 8. Hắn nếu là kết anh, vương gia phát triển sẽ rất tốt, tấm tựa vạn kiếm môn và Thái Nhất Tiên Môn, vương gia phát triển muốn không tốt cũng khó. Nhưng cái này khó nói, người của Thái Nhất Tiên Môn và vạn kiếm môn cũng không phải kẻ ngốc. Vương gia muốn lấy lòng hai cái thế lực lớn, một cái lộng không tốt, vương gia sẽ có phiền toái lớn. Hoàng Phủ Duệ không cho là đúng, cười lạnh nói. Đứng thành hàng là một chuyện rất quan trọng, vạn kiếm môn tạm thời cùng thái nhất tiên môn không có xung đột lớn, một khi có xung đột lớn, địa vị của vương gia liền xấu đi. Cùng loại chuyện, tu tiên giới cũng không ít. Lão phu đổ không cho rằng như vậy, nếu là vị tộc thúc kia của vương đạo hữu kết anh, tình thế khẳng định không giống như vậy. Âu Dương Hồng Thịnh không cho là đúng. Hoàng Phủ Duệ lắc lắc đầu thở dài nói, kết anh nào có dễ dàng như vậy, cũng không phải có kết anh linh vật có thể ra nguyên anh tu sĩ. Nếu không mà nói, số lượng nguyên anh tu sĩ của hai nhà chúng ta ít nhất phiên gấp đôi, có vài kim đan tu sĩ thất bại mấy lần mới tiến vào nguyên anh kỳ. Nghe nói ngũ linh tán nhân thất bại ba lần, mới tiến vào nguyên anh kỳ, thiếu chút nữa an vị hóa. Âu Dương Hồng Thịnh cười mà không nói, không có phản bác. Bắc Cương, Hỏa Nha Phường Thị. Một tòa tiểu viện rất khác biệt, Tây Môn Phượng nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, Vương Minh Nhân ngồi ở trước giường, trong lòng ôm một người nam, vẻ mặt hắn mười phần kích động. Hắn và Trần Tương Nhi thành thân nhiều năm, Trần Tương Nhi cũng không có hạ sinh nhất nhi bán nữ, Tây Môn Phượng gả cho hắn còn chưa đến 10 năm, liền nhanh chóng sinh cho hắn một đứa con trai. Phượng, Nhi, khổ nàng rồi. Ta làm cha, nàng làm mẹ, con của chúng ta thật là đẹp mắt. Gọi là Vương Giải Kiệt, hy vọng tương lai hắn có thể trở thành nhân tài kiệt xuất của gia tộc. Vương Minh Nhân cười nói, nhìn con ánh mắt tràn đầy sủng nịch. Trải qua chuyện lạc tuyển, hắn hiện tại toàn tâm toàn ý thiên hướng gia tộc. Bây giờ còn không thể kiểm tra đo lường linh căn, hy vọng hắn có được linh căn. Thiếp liền hy vọng hắn có thể bình an lớn lên. Tây môn phượng hữu khí vô lực nói, làm cha mẹ mới biết ân cha mẹ. Con của chúng ta khẳng định có linh căn. Mặc kệ hắn có linh căn hay không, chờ hắn tuổi lớn hơn một chút, sẽ đem hắn về gia tộc bồi dưỡng. Chúng ta an tâm tu luyện thật tốt, đánh sâu vào nguyên anh kỳ. Chờ chúng ta tiến vào nguyên anh kỳ, liền không cần sợ trần sư bá. Vương Minh Nhân nắm bàn tay Tây Môn Phượng, ánh mắt kiên định. Tây Môn Phượng gật gật đầu, trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Ngũ Long Hải vực, Thanh Liên đảo. Trong một quảng trường đá thật lớn, Vương Thanh Thiến đứng ở trung tâm quảng trường, bên người bày ra lượng lớn khôi lỗi thú. Ở bên người nàng, tụ tập hơn 30 trúc cơ tu sĩ, bọn họ đều là tu sĩ họ Vương, ít bộ phận là tu sĩ khác họ. Luyện chế khôi lỗi thú cần lượng lớn tinh hồn yêu thú, Nam Hải không thiếu chính là yêu thú. Tài liệu Vương gia luyện chế khôi lỗi thú có ba nơi phát ra, cái thứ nhất là vương gia cùng thế lực khác mua, cái thứ hai là thế lực phụ thuộc vương gia tiến hiến, cái thứ ba là vương gia tự mình cung cấp. Thiết mộc là tài liệu luyện chế con rối thú thường dùng, vương gia khống chế đảo nhỏ đều gieo trồng lượng lớn thiết mộc, số lượng hơn 10 vạn gốc, có cao năm hơn 700 năm, thấp cũng có mấy năm. Trừ bỏ thiết mộc, trai ngọc châu cũng có thể lấy để luyện chế trung tâm bộ vị khôi lỗi thú, vương gia còn chăn nuôi lượng lớn hải trai ngọc. Số lượng tu sĩ gia tộc càng ngày càng nhiều số lượng nhân tài tài nghệ không ngừng gia tăng. Chế khôi sư ở vương gia được đãi ngộ đặc biệt tốt, lượng lớn tu sĩ muốn học tập chế khôi thuật, những chỉ là chế khôi sư bậc 2. Vương gia còn có hơn 20 người, số lượng còn tại tăng nhiều. Đương nhiên, lượng lớn tu sĩ khác họ gia nhập vương gia, khó tránh khỏi có giáp tâm bất lương. Vì tránh cho khôi lỗi thuật của gia tộc tiết ra ngoài, vương gia đem công nghệ chế khôi tách ra, tu sĩ khác họ phụ trách trước vài đạo trình tự làm việc, tu sĩ họ vương phụ trách vài đạo trình tự làm việc cuối cùng tu sĩ khác họ nếu là biểu hiện tốt, có thể truyền thụ đầy đủ chế khôi thuật cho hắn. Đương nhiên, đây chỉ là ví dụ, trừ phi đặc biệt ưu tú, nếu không tu sĩ khác họ không thể giải trừ trung tâm cơ mật của vương gia. Sau khi hội đấu giá kết thúc, vương gia bắt đầu bán ra nguyên bộ khôi lỗi thú, nhận đặt trước, giá xa xỉ. Ngay cả như thế, vẫn là không hề thiếu tu sĩ đặt trước, vương thanh thiến vì gia tộc cần bồi dưỡng càng nhiều chế khôi sư bậc 2, mới có thể hoàn thành đơn đặt hàng. Tốt rồi, hôm nay liền giảng đến đây nửa tháng nối nghiệp tục giảng giải phương pháp luyện chế khôi lỗi thú bậc 2. Các ngươi trở về học tập thật tốt, nếu là có thể vào tuyển chế khôi sư bậc 2, đãi ngộ tuyệt đối hài lòng với các ngươi. Vương Thanh Thiến trầm giọng nói. Trước mắt chúc cơ tu sĩ này học tập con dối thuật không lâu sau, Vương Thanh Thiến chỉ là đơn giản giảng giải một chút, chỉ điểm bọn họ luyện chế khôi lỗi thú. Là, lão tổ tông. Chúng tu sĩ đáp ứng xuống, lục tục rời khỏi. Một trận thanh âm trầm đục rất nhỏ từ trong lòng truyền đến, Vương Thanh Thiến lấy ra một mặt thanh sắc liên hoa kính, đánh vào một đạo pháp quyết, thanh âm vương mạnh phần chợt vang lên, "Cô thái nãi, thỉnh ngài đến nghị sự điện một chuyến, Tôn Nhi có một tin tức rất quan trọng muốn nói cho ngài." "Đã biết, ta sẽ lập tức đến." Thời gian một chén trà nhỏ sau, Vương Thanh Thiến xuất hiện ở phòng nghị sự. Vương Mạnh Phần ngồi ở chủ tọa, mi hoan mắt cười. Một nam đồng áo đỏ mi thanh mục tú đứng ở một bên, tay hắn thế nắm một cái mộc chế hầu tử trông rất sống động. Gia chủ, hắn là Vương Thanh Thiến có chút tò mò hỏi: "Hải tử, đem dối gỗ trên tay ngươi đưa lão tổ tông." Vương Mạnh phần vẻ mặt ôn hòa nói: "Nam đồng áo đỏ đi lên phía trước, thần sắc có chút khiếp đảm, đem một chất hầu tử đưa cho Vương Thanh Thiến. Vương Thanh Thiến nhìn kỹ, phát hiện cái đáy có một tự thiến. Lúc trước Vương Thanh Thiến kết đan luyện chế khôi lỗi thú, cái đáy đều đã có một tự thiến. Ngươi là?" Vương Thanh Thiến mơ hồ đoán được vài phần, vẻ mặt trở nên kích động hẳn lên, hai tay bắt lấy bả vai nam đồng áo đỏ. Cô Thái Nãi, hắn là Vương Hạo, là hậu nhân ngài, hắn là tam linh căn, dựa theo tự bối, hẳn gọi là Vương Anh Hạo. Vương Mạnh Phần cười nói, Vương Thanh Thiến cùng Triệu Chính Sinh vài đứa nhỏ, duy chỉ có Triệu Tử Ngọc có linh căn, đứa nhỏ không có linh căn được đưa đi thế tục, sau lại được gia tộc hộ tống di chuyển đến Hắc Ưng Sơn mạch. Hơn 100 năm trôi qua, hậu nhân của nàng lại xuất hiện linh căn. Anh, Hạo, tốt, tốt, tốt. Vương Thanh Thiến hai tay run run hẳn lên, có chút nghẹn ngào, vẻ mặt mười phần kích động nàng lập tức ôm lấy vương anh hạo vẻ mặt đầy nước mắt lúc triệu chính cùng triệu tử ngọc ra đi nàng trở nên thực cô đơn không nghĩ tới của hậu nhân nàng lại xuất hiện linh căn giả điều này làm cho nàng như thế nào mà không kích động lão tổ tông đừng khóc hạo nhi thực ngoan vương anh hạo xoa xoa nước mắt vương thanh thiến nãi thanh nãi khi nói gia chủ đứa nhỏ này ta mang đi ta sẽ dốc hết toàn lực bồi dưỡng hắn vương thanh thiến nói xong lời này ôm lấy vương anh hạo rời khỏi giảng đạo phong, trong một quảng trường đá lớn người dư mẫu. Vương Vinh Lý ngồi ở trên xe lăn, một viên truyền âm châu lơ lửng trước người. Ở bốn phía hắn, hơn trăm tên đứa bé ngồi, đều là là tộc nhân vương gia, non nửa là tộc nhân khác họ. Vương gia hiện tại hoang vắng, nơi nơi đều thiếu người thủ. Vương Vinh Lý phụ trách giảng dạy tu sĩ gia tộc dưới 10 tuổi phát triển sự, tăng cường lòng trung thành cảm giác vinh dự bọn họ cùng tập thể. Một trận chiến Nam Hải, thanh liên tiên lữ thanh danh đại trướng, vương gia xuất thân đông hoang là không gạt được, còn không bằng thoải mái nói ra, gia tăng cảm giác vinh dự tộc nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Địa sát khí là một loại gì đó trải qua quanh năm suốt tháng mới xuất hiện. Thời gian rất lâu mới sinh ra một chút, có thể phụ trợ đánh sâu vào trúc cơ kỳ, quá trình thống khổ vô cùng. Loại này trúc cơ phường thị nguồn gốc từ tu tiên giới Bắc Cương. Hiện tại tu tiên giới rất ít có tu sĩ sử dụng loại phương pháp trúc cơ này, sát khí sẽ không ngừng phá hư thân thể người tu tiên, nhục thân mạnh mẽ hoặc là có bảo vật hộ thể, mới tốt hơn một chút. Nhưng thời gian càng dài, sát khí tạo thành thương tổn càng lớn, người tu tiên cũng liền càng thống khổ. Nhiều vị lão tổ tông gia tộc chúng ta sử dụng loại biện pháp trúc cơ này, một vị lão tổ tông chịu không nổi địa sát khí tra tấn đã tự sát. Nếu sát khí nhiều tệ đoan như vậy, vì cái gì không cần dùng trúc cơ đan đánh sâu vào trúc cơ, hoặc là vật khác một nam đồng sáu tuổi đại đứng dậy tò mò hỏi vương vinh lý một trận cười khổ nói nếu mua được trúc cơ đan thì rất tốt rồi lão tổ tông chúng ta làm gì phải dùng địa sát khí đánh sâu vào trúc cơ lão tổ tông lợi dụng địa sát khí trúc cơ là không có tình thế bắt buộc chúng ta hiện tại đều là dùng trúc cơ đan lên trúc cơ cũng không thể quên một đoạn lịch sử này không có các lão tổ tông nỗ lực vốn không có chúng ta hôm nay thì ra gia tộc chúng ta còn có một đoạn lịch sử này một vị lão tổ tông chịu không nổi địa sát khí tra tấn nên đã tự sát xem ra loại phương thức trúc cơ này có rất đại tệ đoan. Thúc công, là vị lão tổ tông nào luyện chế ra trúc cơ đan vậy? Đương nhiên là thanh kỳ lão tổ tông, lão nhân gia hắn vì đánh vỡ đan phương bậc hai lũng đoạn với thế lực khác đối, khổ tâm nghiên cứu tân đan đến mất ăn mất ngủ. Mấy chục năm như một ngày, gia tộc chúng ta mới có thể tự chế nhiều loại đan dược bậc hai, không cần cũng với thế lực khác mua, tiết kiệm lượng lớn phí tổn. Các ngươi chỉ điểm thanh kỳ lão tổ tông học tập, đa số gia tộc làm kính dâng đúng vậy nhiều vị lão tổ tông vô tư kính dân vì gia tộc phát triển lão tổ tông đổ máu lại rơi lệ đánh nát răng nanh hướng trong bụng nuốt chúng ta hôm nay cuộc sống tốt như vậy không ly khai lịch đại lão tổ tông uống nước không quên người đào giếng các ngươi phải nhớ gia tộc vĩnh viễn là chỗ cho các ngươi dựa vào gia tộc có thể che chở tiên đồ các ngươi đi xa hơn biết không vâng chúng ta nhớ kỹ vương vinh lý vui mừng gật gật đầu nói tiếp tốt rồi hôm nay liền giảng đến đây các ngươi nên làm gì thì làm đó đi một đạo thanh quang xuất hiện xa xa ở phía chân trời, không quá nhiều lâu, thanh quang xuất hiện ở trên không thanh liên trên đảo. Thanh quang rõ ràng là một con thanh sắc cự chu, vương trường sinh đứng ở trên bong tàu, đám người vương thanh linh đứng ở phía sau hắn. Lúc này đây đi Âu Dương ra trúc thọ, bọn họ đều tăng trưởng kiến thức, sau khi nhìn thấy tài tuấn trẻ tuổi thế lực khác, kích phát ý chí chiến đấu bọn họ. Thanh sắc cự chu chậm rãi bay vào thanh liên đảo, đáp xuống trên một quảng trường đá thật lớn, đám người vương thanh linh lục tục rời thuyền thu hồi phi hành pháp bảo, Vương Trường Sinh hóa thành một đạo thanh sắc độn quang, bay đi về phía Thanh Liên Phong. Trở lại chỗ ở, Uông Như Yên hỏi Âu Dương Gia Hành, Vương Trường Sinh chi tiết trả lời. Nói như vậy, chúng ta đã muốn mở ra nguồn tiêu thụ, có nguyên bộ khôi lỗi thú làm chiêu bài, tin tưởng nguồn tiêu thụ sản nghiệp khác cũng sẽ tốt hẳn lên. Đúng rồi, người của Vương triều Đại Yến thỉnh chúng ta hỗ trợ. Uông Như Yên đơn giản nói một chút chuyện trải qua, Vương Trường Sinh cũng không có phản đối, nếu có thể mượn vương tộc Vương triều Đại Yến này làm tốt quan hệ đối với tương lai của gia tộc ở vương triều đại yến phát triển mới có lợi phu quân ta tự mình đi một chuyến chàng canh dự ở thanh liên đảo nguyên anh kỳ của gia tộc chiến lực quá ít chờ qua một đoạn thời gian này chúng ta mời điền sư muội đến thanh liên đảo đi có nàng tọa trấn thanh liên đảo chúng ta đi nơi nào cũng tiện một ít nguyên anh tu sĩ của vương gia quá ít nhiễm đông nhân tọa trấn phường thị thanh liên đảo cần phải có một vị nguyên anh tu sĩ tọa trấn cứ như vậy vương trường sinh và uông như yên muốn tách ra hành động bọn họ tách ra hành động nếu là gặp phải nguy hiểm không thể phát huy ra thực lực lớn nhất uông như yên hy vọng tử nguyệt tiên tử hỗ trợ tọa trấn thanh liên đảo tử nguyệt tiên tử đã kết anh uông như yên cũng không thể chỉ huy tử nguyệt tiên tử nếu là trở thành người một nhà vậy liền không có vấn đề tọa trấn gia tộc mình cái này hợp tình hợp lý nàng là muốn thúc đẩy vương trường sinh và tử nguyệt tiên tử bất đắc dĩ tử nguyệt tiên tử một lòng nhớ kỹ báo thù tạm thời không suy xét tư tình nhi nữ qua một đoạn này thời gian rồi nói sau không biết Điền Sư muội có nguyện ý hay không. Vương Trường Sinh trong lòng cũng không có nắm chắc, Trấn Hải Tông Di chỉ có ngũ giai linh mạch, Thanh Liên Đảo chỉ là linh mạch cấp 4, thuộc ưu thuộc kém, vừa xem hiểu ngay. Hắn cũng không dám cam đoan, tử nguyệt tiên tử nhất định sẽ đáp ứng, nếu là hắn, cũng rất khó đưa ra lựa chọn. Đúng rồi, hậu nhân thanh thiến xuất hiện linh căn giả, đã được nhận vào thanh liên đảo. Triệu chính và triệu tử ngọc mất rồi, vương thanh thiến trở nên lặng lẽ ít lời. Vương trường sinh và uông như yên đều khuyên nhủ nàng, một lần nữa tìm một vị hôn phu hợp ý vương thanh thiến cự tuyệt một lòng muốn báo cửu giết cha giết con khó lắm hậu nhân của nàng xuất hiện linh căn giả cái này đối với nàng mà nói là một chuyện tốt nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha